Mộng Linh Chân Quân cười lạnh nói. Không có khả năng, không tin, có giỏi thì các người đụng vào cây cột thử xem có chết không. Vi Thanh cảm nhận được dao động khí lạnh toát ra từ cái cột, biểu tình cực kỳ khó xem. Lý Vân Tiêu là chủ giới thần bi, lại nắm giữ Phạm Thiên Tử phủ diệt thế thần lôi, băng khí này mạnh nhất cũng chỉ là lực lượng nguyên tố, trong thiên hạ làm gì có chuyện lực lượng nguyên tố thắng được tử phủ thần lôi. Mộng Linh Chân Quân cười khẩy liếc Vi Thanh. Ha ha ha, lực lượng nguyên tố, nói đúng lắm, thiên hạ vạn vật nếu không do nguyên tố ngũ hành biến thành thì trong thiên hạ làm gì tồn tại lực lượng thắng tử lôi. Đôi mắt đục dần tán đi, ánh mắt sắc bén bắn ra làm Vi Thanh tinh thần rung động, không kiềm được thụt lùi mấy bước. Tạo hóa cảnh, lão là cường giả tạo hóa cảnh. Lòng Vi Thanh dậy sóng, gã nằm mơ cũng không ngờ Mộng Linh Chân Quân là tồn tại tạo hóa cảnh. Vi Vô Nhai cũng cảm nhận được hơi thở làm lòng gã run rẩy, không kiềm được đứng cùng Vi Thanh, âm thầm cảnh giác tùy thời ra tay. Dường như Công Dương Chính Kỳ sớm biết thực lực của Mộng Linh Chân Quân nên không ngạc nhiên, nói. Trong thiên hạ tất nhiên có lực lượng càng mạnh hơn tử lôi. Mộng Linh Chân Quân nói. Đúng vậy, lực lượng càng mạnh đó chẳng lẽ không phải là không phải ngũ hành biến thành sao? Nói tử lôi là nguyên tố mạnh nhất trong thiên địa ha 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 ha. Vi Thanh, chỉ số thông minh của ngươi đâu? Mộng Linh Chân Quân chẳng chút che giấu cười trào phúng. Vi Thanh sửng sốt, lặng im, dường như biết mình không cãi lại được. Vi Vô Nhai trầm giọng nói. Mộng lão nhân, ngươi và ta nhiều năm chưa gặp, giờ thấy mặt cũng đừng xa lạ như vậy. Mộng Linh Chân Quân dùng khóe mắt liếc Vi Vô Nhai một cái, khịt mũi. Ngươi và ta quen biết cái gì? Vi Vô Nhai tức xì khói. Ngươi! Vi Vô Nhai luôn xem Mộng Linh Chân Quân là mục tiêu phải vượt qua, còn đối phương thì coi thường Vi Vô Nhai. Nhưng Vi Vô Nhai không biết nên làm sao, thực lực giữa hai người chênh lệch đã quyết định địa vị cao thấp. Vi Thanh lấy lại tỉnh thần, nhìn chăm chú vào đã bị băng tầng phủ lên, gã vẫn rất khó tin. Người mà Vi Thanh cho tới nay kiêng kỵ nhất, xem như địch thủ đã chết như thế sao? Vi Thanh vẫn hoảng hốt, kinh ngạc nói. Hắn là chủ giới thần bi. Xì. Mộng Linh Chân Quân khinh thường mỉa mai. Đừng nói là chủ giới thần bi chưa bước vào giới vương cảnh, dù là giới vương vẫn có nhiều kẻ chết, tại sao hắn không chết được? Câu này làm Vi Thanh á khẩu. Lý Vân Tiêu yên lặng khảm trong băng tầng, mặt còn đọng lại nỗi kinh hoàng sống động như thật, nhưng không có chút dao động sự sống. Vi Thanh điều tra nhiều lần, rốt cuộc xác định Lý Vân Tiêu thật sự đã chết, gã đành chấp nhận hiện thực này. Vi Thanh hỏi, băng này là cái gì mà lợi hại vậy? Lực lượng mạnh nhất trong địa giới không phải là Hoàng Tuyền Minh Hỏa sao? Sắc mặt Mộng Linh Chân Quân trầm xuống, lão nhìn cột băng to lớn, nhìn tỷ đệ Mộng Vũ, thở dài thườn thượt. Mắt Mộng Linh Chân Quân lóe tai bi thương. Hoàng Tuyền Minh Hỏa đúng là vật của địa giới, do giới lực ngưng tụ nhưng nó không phải lực lượng mạnh nhất. Không phải lực lượng mạnh nhất, chẳng lẽ lực lượng mạnh nhất là băng khí này? Vi Thanh giật mình kêu lên. Lực lượng nguyên tố đạt đến như lỗ thông tử còn có thể bị băng nguyên tố này khắc chế. Mộng Linh Chân Quân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt mơ hồ như đang nhớ lại điều gì. Hoàng Tuyền Minh Hỏa và Hồi Ách Tinh Xương năm xưa thuộc về hai vị tiền bối giới vương cảnh. Hai người một âm một dương, một chính một tà khắc chế lẫn nhau. Bọn họ ước hẹn quyết tử chiến trong hư không nay là địa giới, cả hai cùng chết hình thành thiên địa địa giới. Vi Thanh rất là giật mình, kết quả này dù khác với Thánh Ma suy đoán nhưng về bản chất vẫn giống nhau, quả nhiên là bị lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối đánh bại giới lực, do đó tạo nên khối giới khanh. Mộng Linh Chân Quân không biết suy nghĩ trong lòng Vi Thanh, kể tiếp. Uy lực của Hồi Ách Tinh Xương đúng là trên Hoàng Tuyền Minh Hỏa, ngày xưa Chọc Khôn vất vả khó khăn mới luyện hóa Hoàng Tuyền Minh Hỏa được nhưng cũng chín chết một sống, suýt chết vì Hồi Ách Tinh Xương. Lý Vân Tiêu quá liều lĩnh, hạng người lỗ mãng như vậy làm sao dẫn dắt thiên hạ kháng ma. Hôm nay chết tại đây có lẽ là ý trời. Mộng Linh Chân Quân lộ biểu tình trách cứ như đã, nhìn lầm người. Vi Thanh cực kỳ nhiệt tình hỏi. Chân Quân, ngày xưa Chọc Khôn đã mang Hoàng Tuyền Minh Hỏa đi chưa hay chỉ lấy đi một phần? Minh Hỏa hiện giờ có phải là lửa thuần túy? Mộng Linh Chân Quân sâu xa nhìn Vi Thanh như xuyên thấu lòng gã. Ngày xưa hai vị tiền bối đại chiến một trận, lực lượng băng và hỏa nơi đây hình thành trạng thái cân bằng khắc chế nhau và diễn sinh. Chọc Khôn có mang đi một phần lực lượng Minh Hỏa nên 10 vạn năm qua địa giới một mảnh đóng băng.
thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến thần đô và thánh vực, đó là lý do thánh vực quanh năm đọng tuyết. Trải qua 10 vạn năm nghỉ dưỡng, lực lượng minh hỏa dần phục hồi lại, bắt đầu có thể hơi đối kháng với hồi ách tinh xương nhưng vẫn còn kém quá xa. Phi Thanh hỏi, vậy tỷ đệ Mộng Vũ bây giờ là trạng thái thế nào? Cũng tan biến sự sống. Phi Thanh hỏi hết sức cẩn thận, không dám dùng từ chết, vì sợ chọc giận Mộng Linh Chân Quân, hậu quả khó mà dự liệu. Mộng Linh Chân Quân đầy hứng thú nhìn Phi Thanh, khóe môi cong lên châm biếm. Ngươi mà cũng quan tâm tỷ đệ bọn họ. Phi Thanh lúng túng nói. Ta chỉ thuận miệng hỏi, hơn nữa hai người đó ở chung với ta lâu ngày, vừa là thầy vừa là bạn. Ha ha ha, hay cho câu vừa là thầy vừa là bạn, nói ra không biết đỏ mặt là gì. Mộng Linh Chân Quân châm chọc một lúc mới lạnh lùng nói. Nếu không phải Lý Vân Tiêu đã chết có lẽ ta đã trực tiếp tiến phụ tử các ngươi về trời. Phụ tử Phi Thanh biến sắc mặt. Phi Thanh nhíu mày khó hiểu hỏi. Có tiến chúng ta về chầu trời hay không liên quan gì đến Lý Vân Tiêu sống hay chết? Phi Thanh lạnh lùng cười. Bởi vì phụ tử các ngươi coi như có tài. Giờ Lý Vân Tiêu đã chết, Thiên Vũ rơi rắn mất đầu cần minh chủ mới đi ra ổn định thế cục. Nếu Diệp Kình Vũ đảo Huyền Ly chịu ra mặt là nhân tuyển tốt nhất, nếu hắn không chịu ra thì Phi Thanh nhà ngươi xem như kiêu hùng một thế hệ, người lãnh đạo Thiên Vũ Minh cũng tạm được. Cái gì? Phi Thanh hốt hoảng không nói nên lời, gã nằm mơ cũng không ngờ Mộng Linh Chân Quân chẳng những không giết gã còn muốn đẩy gã lên làm minh chủ Thiên Vũ Minh. Mộng Linh Chân Quân khinh thường mỉa mai. Ngươi không cần kích động, đây chẳng qua là trong nói không có cọp, khỉ xưng đại vương. Nếu có nhân tuyển thích hợp khác thì ta sẽ không nhắm chúng ngươi. Tiếc rằng Lý Vân Tiêu. Vẻ mặt Mộng Linh Chân Quân tràn đầy bực bội khó chịu liếc cục u trên cột băng, lão mắng. Lỗ mãng vô tri, bản thân chết thì thôi đi, còn yếu liên lụy người trong thiên hạ xui xẻo theo. Chương 35.813.601 bị trùng nên bỏ qua nhé. Bùm. Bánh xe vừa xuất hiện liền có hai móng vuốt đập vào, hai con phệ giới ma phá không bay ra, hai thân hình to lớn đè xuống bánh xe, tia chớp đi đùng bắn bốn phương tám hướng. Đùng đùng xẹt xẹt. Điện quang bắn ra như rồng như rắn không chỉ chấn bốn phía cũng đánh về phía hai con phệ giới ma, xuyên qua người chúng nó trùng kích phòng ngự. Tử lôi ngưng tụ từ thiên vũ giới giới lực, trong thiên vũ giới sẽ tăng uy năng theo cấp ố nhận. Trong ma giới thì nó chỉ là sấm sét có độ tụ hợp cao, không có uy năng nghiền áp tất cả. Dù vậy Lý Vân Tiêu đã là tiên thiên lôi thể, thêm vào tu vi mạnh mẽ, ngưng tụ ra bánh xe không thể lay động. Hai con phệ giới ma trùng kích chỉ làm tử lôi rung bần bật, cuối cùng vững vàng ngăn chặn hai đòn công kích. Lý Vân Tiêu thừa dịp liếc xem Phi Thanh, yết, phát hiện những con phệ giới ma này quả nhiên lực lượng chênh lệch khá lớn. Nếu đổi đối thủ hai con phệ giới ma bên yết thành Lý Vân Tiêu thì hắn sẽ không nhẹ nhàng thế này. Không chỉ yết, dù là Phi Thanh và Tiểu Hồng cũng vất vả ứng đối, công kích mạnh mẽ hung ác làm mấy người biểu tình cực kỳ trầm trọng. Bùm! Bóng dáng Tiểu Hồng bị móng vuốt sắc bén của một con phệ giới ma xé rách hóa thành một đóa tâm diễm tan biến, dự uy móng vuốt chém thẳng vào chiến trường cổ thần. Đinh 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 đinh! Chiến trường cổ thần rung lên háo thành nhiều bóng chồng, lục lạc tám góc dao động sóng âm ngưng tụ thành từng vòng kết giới thanh âm tấn công hai con phệ giới ma. Cùng lúc đó, Tiểu Hồng chợt xuất hiện bên cạnh con phệ giới ma khác, năm ngón tay thuôn dài lăng không nắm, a ma luân bả xuất hiện trong tay. Xoẹt! Một luồng kiếm khí phá không, phúc luân xoay tròn, ngàn chim cùng hót vang. Bùm 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 bùm! Phệ giới ma bỗng nhiên xoay người giơ hai vuốt chụp vào thân kiếm, bị kiếm lực cường đại chấn nguyên bàn tay rung bần bật, ma khí liên tục toát ra. Mắt Tiểu Hồng bắn ra tia sáng lạnh, ma khí dao động. Tiểu Hồng gồng sức mạnh hơn muốn dốc sức một kích đánh chết con phệ giới ma trước mắt. Nhưng Tiểu Hồng bỗng khựng lại, kiếm thế tạm dừng. Tiểu Hồng chuyển người giữa không trung, một luồng công kích chỉ mảnh treo chuông xẹt qua hông nàng, xé rách chút vải vóc. Là con phệ giới ma khác phá không đến tập kích Tiểu Hồng. Hai con phệ giới ma lần thứ hai tụ họp, đôi mắt hung tợn nhìn Tiểu Hồng chằm chằm. Không gian bốn phía dao động, chúng nó chậm rãi ẩn nấp trong đó. Tiểu Hồng biết đã làm lỡ cơ hội, nàng liên tục nhảy người trên không trung trở lại kết giới thanh âm trong chiến trường cổ thần, tay cầm A Ma Luân bảo cảnh giác nhìn quanh. Bên kia, Phi Thanh đụng mạnh với phệ giới ma rồi khí huyết cuồn cuộn, âm dương nhị khí trào ra. Trong không gian có hai chỗ trì trệ, Phi Thanh liền vỗ trưởng vào.
ầm. Nơi Vi Thanh công kích tứ tán ma khí, hai con vệ giới ma tứ dài bị trúng trưởng của Vi Thanh hiện hình, đau nhức kích thích tính dữ tợn của chúng nó. Qua! Hai con vệ giới ma xòe móng vuốt ra, lần thứ hai ẩn nấp hư không, xúc địa thành thốn, nháy mắt bạo kích đến. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý mức độ hung hãn của thứ này nhưng vẫn khiến Vi Thanh không kịp trở tay vì chúng nó hiểu cách hợp tác. Một con tấn công mãnh liệt thì con kia ẩn giấu hư không. Vi Thanh lần thứ hai bắt ấn, ném âm dương nhị khí bình lên, âm dương nhị khí hóa trưởng đánh ra đỡ một đòn công kích, bắt ấn trong tay gã vỗ bên cạnh. Hai con vệ giới ma sau khi bị đánh lui liền trốn trong hư không, trên người Vi Thanh có vết thương nhẹ, rất là chật vật. Ầm. Bầu trời gần đó chợt có một vòng sóng ma khí, Vi Thanh vội lui ra một chút. Ngọn nguồn ma khí là Yết và hai con vệ giới ma mạnh nhất. Cả hai bên đánh trời sụp đất nứt, từng vòng ma khí dao động lan đến. Ba người rời chiến trường ra xa miễn cho bị trúng chiêu. Dù lực lượng dư uy tổn thương không lớn nhưng sẽ bị quấy nhiễu. Ma đằng của Yết kết võng thế nhưng hai con vệ giới ma liên tục né thoát. Cuối cùng Yết rút về cái lưới, dây leo bắn tứ tung cuối cùng tập trung vào một chỗ. Qua! Trong không gian đó có một con vệ giới ma tứ giai nhảy ra, móng vuốt đánh xuống cắt đứt mấy cọng ma đằng. Ma đằng và Yết là một thể, ma đằng đứt thì gã cũng bị thương. Yết cảm nhận đau nhức ập đến. Mắt Yết độc ác nhìn hai con vệ giới ma hiện hình, hai tay gã bắt ấn. Ma đằng vặn vẹo bay múa sau lưng Yết. Ma đằng không công kích hai con vệ giới ma mà là bao vây Yết chặt chẽ thành cái kén to lớn, yên lặng dừng lại như đang dựng dục cái gì. Hai con vệ giới ma tứ giai không biết tại sao cái kén xuất hiện, bản năng cảm thấy uy hiếp, trong phút chốc nổi khùng. Bùm, bùm. Hai con vệ giới ma không ngừng ẩn trong không gian rồi hiện hình vỗ móng vuốt, điên cuồng công kích cái kén to lớn, tốc độ nhanh khiến người không thấy chúng nó từng biến mất. Những ma đằng bị chúng nó xé nứt từng tầng, mắt thấy chỉ còn tầng cuối cùng. Vèo. Đột nhiên ma khí dâng lên quanh quẩn cái kén to đó. Hơi thở cường đại phát tán. Những ma đằng xoắn vào nhau ẩn chứa sức mạnh rất lớn đánh bay hai con vệ giới ma. Ma đằng thu về, giữa không trung hiện ra một nam nhân làn da ngăm đen vạm vỡ, khuôn mặt đó là Yết. Yết biến ra hình người, một ít ma đằng quấn trên thân thể, mắt lạnh băng độc ác. Có thể buộc ta hiện ra hình dạng này, giỏi lắm. Hai con vệ giới ma tứ giai lăn mấy vòng trên trời rồi ngừng lại, chỉ bị đụng chạm chứ không có tổn thương gì. Hai con vệ giới ma tứ giai nổi giận gầm lên một tiếng. Qua! Chúng nó lại ẩn vào không trung. Mắt Yết bắn ra tia sắc bén quái dị, lạnh lùng nói. Bước ra chân thân của bổn tọa thì các ngươi đừng hòng sống. Mười ngón tay Yết giao nhau bấm ấn quyết, hét chói tai. Bùm 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 bùm. Trên bầu trời, vô số dây leo và móng vuốt vệ giới ma va chạm, tiếng va đập không dứt bên tai. Vô số chỗ không gian năng lượng nổ tung, khiến người hoa mắt. Hai con vệ giới ma không ngừng xuyên toa giữa hư thực, liều mạng chạy trốn nhưng vẫn bị đánh gào rú liên hồi. Yết biến hình hấp dẫn đám người Lý Vân Tiêu chú ý ngay. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, lòng nổi lên kiêng dè. Đây là chân thân của hắn. Yết hoàn toàn chiếm ưu thế, với thế công mạnh mẽ thì hai con vệ giới ma chết là chuyện sớm hay muộn. Mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng. Không dây dưa với con vệ giới ma trước mặt nữa. Lý Vân Tiêu chụp hư không, A Lại Huyền Việt nằm trong tay, hắn lắc người biến mất tại chỗ. Hai con vệ giới ma nhìn A Lại Huyền Việt chằm chằm, dường như hơi e ngại. Thấy Lý Vân Tiêu biến mất, mặt vệ giới ma lộ nét hoảng loạn, lắc người trốn vào hư không. Trong đó một con vệ giới ma chậm nửa nhịp, cơ thể nửa trong suốt cứng lại. Phập phụt, khoảnh khắc tử lôi vụt qua giữa hư không. A Lại Huyền Việt đâm ra xuyên thủng vệ giới ma. Lý Vân Tiêu rót nhiều lôi điện vào diều chiến. Ma khí phun ra, người vệ giới ma rung bần bật, rất nhiều ma sát bị hàng giải ra, nháy mắt bị tử lôi kích bạo hóa thành ma khí tinh thuần nhất. Còn vệ giới ma khác cảm ứng được đồng bạn gặp nguy hiểm, nó vọt ra từ không gian trên đầu Lý Vân Tiêu, gầm giống lớn nhào về phía hắn. Mặt Lý Vân Tiêu rắn đanh, tay trái chộp, một tấm thuẫn màu đen xuất hiện trong tay hắn. Bên tên khắc đầu thú và vô số hoa văn quấn quanh. Tấm thuẫn che trước mặt Lý Vân Tiêu. Con vệ giới ma đang giáng xuống chợt con ngươi co rút, miệng phát ra tiếng hú kinh khủng. Hoa hoa! Vệ giới ma khựng lại trước tấm thuẫn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không dám đâm vào.
Lý Vân Tiêu khá ngạc nhiên nhưng phát ra ngay đây là cơ hội tuyệt vời, hắn giơ A Nam kiền át giết qua. Bùm! Tâm thuẫn đập vào đầu phệ giới ma làm sọ nát bấy, nhiều ma khí phun ra, thân hình nó văng ra sau. Còn phệ giới ma bị A Lại Huyền Việt đâm thủng đã cuộn người lại, ma sát, một số ma tộc đê dai không ngừng hàng giải từ người nó. Tay trái Lý Vân Tiêu cầm tấm thuẫn thuận thế đập xuống. Bùm! Phệ giới ma hàng giải chúng một kích kia hoàn toàn tan rã, mảng lớn ma quang tán đi, nó dần cuộn lại thành một cái xác màu tím. Lý Vân Tiêu mừng rỡ lập tức thu xác phệ giới ma vào giới thần bi. Sau khi ma tộc chết đều sẽ háo thành ma khí tịnh thuần nhất, những con phệ giới ma vì đã na tó nhiều giới lực nên ma khí cấu thành, bản thể, ngưng tụ không tan, sẽ cuộn lại, trở thành thiên tài địa bảo siêu tốt. Đến đây thì 8 con phệ giới ma tứ giai màu tím vàng rốt cuộc có một con bị chính thức tiêu diệt. Lý Vân Tiêu xoay tròn mắt nhìn con phệ giới ma phía xa co do sợ hãi, từng bước một đi qua. Dường như phệ giới ma này nhận ra A Nam kiền sát hoặc là hình dạng đầu thú trên 8 thuẫn nên sinh ra vô cùng sợ hãi, nó run lẩy bẩy liên tục thụt lùi. Lý Vân Tiêu khựng người, hai tay siết chặt hai ma binh, hắn cảnh giác nhìn quanh. Bốn phía tĩnh lặng nhưng Lý Vân Tiêu cảm giác như bị rắn độc theo dõi, cảm giác nguy hiểm đo làm hắn rợn tóc gáy, dựng đứng mỗi cọng lông tơ. Là ai? Đi ra! Lý Vân Tiêu tay phải vung lên rìu chiến gõ vào thuẫn đen, sóng âm lan tràn chấn động tâm thần. Cùng với hai ma binh gõ vào nhau, cảm giác nguy hiểm bị theo dõi chợt tan biến như chưa từng tồn tại. Nhưng Lý Vân Tiêu biết đó không phải ảo giác, hắn cảnh giác cao độ với xung quanh. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát. Mọi người hãy cẩn thận, có cường giả dòm ngó trong hư không, rất có thể là phệ giới ma ngũ giai. Đám người vi thanh lòng trùng xuống, bọn họ ứng đối hai con phệ giới ma tứ giai trước mắt đã rất vất vả, nếu có phệ giới ma đẳng cấp ma tôn thì áp lực quá lớn. Mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ sát khí, hắn thuấn di đến sau lưng con phệ giới ma, chém nhát búa xuống. Hoa hoa! Tuy phệ giới ma tứ giai ất sợ nhưng trước sự sống chết vẫn liều mạng chống cự, móng vuốt quét qua bấu chặt diêu chiến, ma quang vô tận lan tràn. Lý Vân Tiêu cười gằn, tâm thuẫn đập vào mặt. Phệ giới ma hét lên. Oa! Phệ giới ma tứ giai kinh hoàng chạy trốn, nó thật sự sợ thú ảnh trên tấm thuẫn chứ không phải sợ lục đạo ma binh. Lý Vân Tiêu lắc người lập tức hóa thành lôi điện đuổi theo. A Lại Huyền Việt bỗng nhiên chém xuống, vẫn giống như trước. Đâm thủng người phệ giới ma. Đùng đùng xẹt xẹt. Hồ quang lấp lóe, rất nhiều lôi điện màu tím từ diêu chiến chui vào người phệ giới ma khiến nó không đường trốn. Nhiều ma khí dọc theo lôi quang bắn ra từ người phệ giới ma, tan rã cơ thể nó. Lát sau con phệ giới ma cũng thành vật trong túi Lý Vân Tiêu, cuộn lại thành một cục bị hắn thu lấy. Đánh chết hai con phệ giới ma trước mắt rồi Lý Vân Tiêu quét mắt qua nhìn ba người khác. Yết đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai con phệ giới ma trước thế công cuồng bạo của gã chỉ có thể mệt mỏi đỡ. Ma khí trên người phệ giới ma đã tán loạn, không ngừng khuếch tán. Tuy Vi Thanh cũng đánh tưng bừng nhưng Lý Vân Tiêu nhìn ra được gã áp chế thực lực, không muốn thắng quá sớm. Tâm kế Vi Thanh khá thâm trầm, muốn mưu định sau đó động. Lý Vân Tiêu hơi giật mình, nhìn âm dương nhị khí xoay tròn bên cạnh Vi Thanh nhanh nhẹn như cánh tay. Vi Thanh sử dụng âm dương nhị khí càng quen tay hơn. Lý Vân Tiêu nổi lên lòng kiêng dè. Nên biết hai con phệ giới ma bên Vi Thanh mạnh hơn con mà Lý Vân Tiêu đối phó. Nếu không nhờ đầu thú trên tấm thuẫn khiến phệ giới ma sợ thì Lý Vân Tiêu khó mà thắng dễ vậy. Giờ phút này người mệt mỏi ứng âu đói hết sức vất vả trên chiến trường chỉ có mịn Tiểu Hồng. Tiểu Hồng bị hai con phệ giới ma hợp sức tấn công đã hơi bị thương. Quần áo xốc xếch, ánh mắt Tiểu Hồng càng sắc lạnh. A Ma Luân Bảo kêu ù ù va chạm với móng vuốt sắc bén bắn ra vô số đốm lửa. Mắt thấy A Ma Luân Bảo không ngừng bị đè thấp, móng vuốt sắp đâm vào vai Tiểu Hồng, y vọt qua đến bên cạnh nàng. Lý Vân Tiêu vung tay giơ A Nam kiền sát đập vào đầu một con phệ giới ma. Bùm! Con phệ giới ma không kịp né bị A Nam kiền sát đập nát đầu, nó kêu to trốn tránh. Tiểu Hồng mừng rỡ. Đa tạ! Tiểu Hồng xem đúng thời cơ. Mắt lóe tia sáng tàn nhẫn. Một đóa tâm diễm bắn ra đánh mở phệ giới ma đằng trước, 12 phúc luân xoay tròn phát ra tiếng rít, A Ma Luân Bảo dốc sức chém xuống. Con phệ giới ma bị thương nặng, bị đánh bay đi. Mặt Tiểu Hồng lộ nét vui mừng, kiếm thế thay đổi, nàng định truy kích nhưng chợt khựng lại.
Không chỉ Tiểu Hồng, Lý Vân Tiêu, Vi Thanh lòng chấn động hoảng sợ nhìn sang bên. Không gian quanh người Yết chuyển động, uy áp siêu mạnh ập đến, loáng thoáng có bóng dáng buông xuống, một đấm khoáng thế đập mạnh tới. Một thanh âm lạnh băng truyền ra từ giữa hư không. Giới quyền. Nguyên thiên địa đứng lại. Con người Yết co rút, tim đập nhanh, mắt bắn ra tia sắc bén. Yết luôn cẩn thận đề phòng, dù biến ra chân thân nhưng chưa dốc hết sức đối phó hai con phệ giới ma chỉ vì chờ đợi kích kia đến. Tới hay lắm. Ma nguyên trên người Yết nổ tung, vô số ma đằng sau lưng gã bắn tới trước, kết thành một khối ngay phần chóp, ma khí xoay tròn bên trên nó va chạm vào giới quyền. Ầm ầm. Trong phút chốc mảng lớn không gian chấn động, sóng năng lượng ập đến. Phệ giới ma tam giai phía ngoài cùng bị lan đến chết hơn phân nửa. Quả nhiên là phệ giới ma ngũ giai. Yết liên tục lùi mấy bước, ổn định khí huyết trong người. Vừa rồi cứng rắn đỡ một kích của đối phương làm Yết bị thong. Yết nhìn chằm chằm bóng người đột nhiên hiện ra, mắt lóe tia kinh hoàng. Đối phương mặc đồ đen thui nhưng xuất hiện với hình người, bên dưới áo rộng thùng thình thò ra khúc đuôi dài. Màu da phệ giới ma ngũ giai xanh lam, đôi răng nhanh trắng thò ra ngoài môi, khá điển trai. Phệ giới ma ngũ giai nheo mắt cười nói. Ha ha ha, kêu bổn tọa là phệ giới ma thì hơi vô lễ, các ngươi có thể gọi ta là Dục. Yết nuốt nước miếng, quay đầu cầu cứu Lý Vân Tiêu. Người mau giúp ta, một mình ta không đánh lại hắn. Lúc này Lý Vân Tiêu cũng khá rảnh nhưng hắn không định ra tay, cùng Tiểu Hồng nhìn nhau cười, hiểu ý gật gù. Lý Vân Tiêu sảng khoái nói. Tuy lúc trước đã phân phối công kích nhưng Yết Đại Nhân đã nói vậy thì hai con phệ giới ma tứ giai của Yết Đại Nhân thuộc về chúng ta, chia sẻ chút ít cho Đại Nhân. Yết nghe thế tức xù tí ói máu, biểu tình tràn đầy tức giận. Hai người này không giúp đỡ cũng đành thôi còn muốn cướp chiến lợi phẩm của gã. Hai con phệ giới ma đã bị thương nặng, dù không ra tay thì hơn phân nửa cũng sống không được bao lâu. Yết liếc hướng Vi Thanh, hy vọng gã cố gắng nhanh chóng thoát ra ngoài. Vi Thanh nhìn Dục, lòng thầm giật mình, khí thế ma tôn cường đại ập đến làm ra đầu Vi Thanh tê dại. Vi Thanh nào dám tiến lên phía trước cứu viện, vội nói. Yết đại nhân, bản thân ta lo không xong, bất lực. Vi Thanh nói xong lại áp chế lực lượng xuống vài phần, cố ý biểu hiện luống cuống tay chân để tăng sức thuyết phục. Yết trầm giọng hỏi. Vi Thanh, bản tôn rất rõ thực lực của ngươi, đừng giả bộ. Chẳng lẽ ta chết là mục tiêu của các ngươi sao? Đừng nói ta chết, nếu ta lại bị thương hơn phân nửa sẽ ngủ dài mấy chục vạn năm, hóa lân ma cốt kia. Ha ha! Trong giọng nói của Yết tràn đầy uy hiếp, lạnh lùng nói. Nếu ta chết thì các ngươi không ai trốn thoát con phệ giới ma này truy sát. Dục chớp mắt, xòe tay phải chống cằm, bộ dáng ngây thơ vô số tội. Này này này, đã bảo đừng kêu ta là phệ giới ma, bổn tọa tên Dục. Tiền bối, ngươi như thế là rất không lễ phép. Vi Thanh biết không đùa được, lúc Dục xuất hiện đánh một kích tuy tình nghi đánh lén nhưng đúng là vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua tạo hóa cảnh thiên vũ giới, e rằng chỉ có hiên viên diệu nửa bước giới vương là ngang ngửa với Dục được. Nhưng nếu ở trong hoàn cảnh ma giới thì hiên viên diệu hơn phân nửa cũng không đánh lại. Nghĩ tới đây mặt Vi Thanh nổi sát khí, gã đã sớm áp chế hai con phệ giới ma, có thể tùy thời hạ sát thủ. Giờ phút này Vi Thanh trực tiếp lấy bảo bình ra, âm dương nhị khí nháy mắt hóa thành hai bàn tay lăng không đập xuống bắt chặt hai con phệ giới ma. Hai con phệ giới ma thê lương hét to. Oa! Trong mắt chúng xoay tròn tràn đầy kinh hoàng, phệ giới ma không ngừng vặn vẹo. Người ứa ra chất dịch nhưng bị âm dương nhị khí trừ sạch. Vi Thanh lạnh lùng cười, lắc người xuất hiện bên cạnh chúng nó, hai tay đánh ra. Bùm! Bùm! Hai chương đập trúng người phệ giới ma, hai con phệ giới ma đều phát ra tiếng hét thảm rồi bị âm dương nhị khí biến thành bàn tay to bắt vào trong bình. Toàn quá trình Dục yên lặng đứng xem, đôi mắt lạnh băng nhưng không ra tay cứu viện. Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng hợp sức đánh chết con phệ giới ma phần của Yết. Hai người rút về xa xa đối diện Dục. Dục đột nhiên cười nói. Trong tộc nhân của ta ẩn hàm giới lực ma giới cực mạnh, ăn vào có thể nói là siêu bổ, đối với các vị chỉ có trăm lợi không chút hại, hèn gì quý giá như vậy, giết cũng không nỡ ném đi. Lời này khiến bốn người rợn tóc gáy. Bọn họ là tộc khác, luyện phệ giới ma thành đan hay ăn sống còn có lý do, nhưng Dục cùng tộc lại nói ra nhẹ hẫng còn hơn tộc khác. Lạnh lùng, máu lạnh. Vô tình tới mức nào mới bỏ qua đồng tộc như vậy?
Bốn người tay cân lạnh lẽo, cảm thấy tam quan tan vỡ, đổi mới hiểu biết về Dục, không biết nên nói cái gì. Dục nhìn bốn người, cười hỏi. Ha ha, như thế nào? Ta nói sai sao? Lý Vân Tiêu liên tục lắc đầu, nói. Không sai, đại nhân nói rất đúng. Không biết đại nhân có chịu cho chúng ta tiến bộ không? Lý Vân Tiêu dứt lời, nhiệt độ không khí lạnh xuống, nụ cười đông trên mặt Dục như phủ lớp băng giá. Tiểu Hồng lạnh lùng nói. Cái gọi là vật tổn thương loài khác, người đồng tâm. Người này thấy đồng loại bị giết mà vẫn thờ ơ, có thể thấy máu lạnh cỡ nào. Dục cười phá lên. Ha ha ha. Dục lạnh lùng nhìn Tiểu Hồng, cười nhạo. Người đang kể chuyện cười sao? Người ma tộc chúng ta vốn là ăn nuốt nhau không ngừng trưởng thành, nếu không ăn nhau thì đâu ra ma tộc cao giai. Ta thấy người chắc là Hồng Thạch Hóa Linh ra đúng không? Dù vậy cũng đã nuốt nhiều ma tộc mới có thành tựu như hôm nay, nói gì đến vật tổn thương loài khác, khiến người nực cười. Tiểu Hồng, Lý Vân Tiêu sửng sốt, bọn họ thế mới phản ứng lại, ma giới và thiên vũ giới khác nhau về bản chất. Người ma tộc lấy thân mình làm lằn ranh giới hạn, miễn không đụng vào thì chẳng có đạo đức nguyên tắc gì. Sức mặt Yết khá là bình tĩnh, gã công nhận lời Dục. Dù cùng là thánh ma thì trong lịch sử lâu dài của ma giới không hiếm thấy việc ăn nhau, huống chi cấp thấp hơn ma tôn và ma quân. Lý Vân Tiêu chắp tay, biểu tình cảm kích nói. Nếu vậy thì Dục đại nhân hãy tăng thêm ít phệ giới ma cho chúng ta ăn đi. Ha ha, tìm cái chết. Bổn tọa vốn định tán gẫu với các ngươi trước khi các ngươi chết, để các ngươi chết vui vẻ một ít. Hiện tại xem ra không cần. Dục lạnh lùng xem mấy người, ánh mắt dừng lại trên người Lý Vân Tiêu. Dục đánh giá Lý Vân Tiêu một lúc. Ngươi là thuật luyện sư đúng không? Lý Vân Tiêu hơi giật mình, đối phương nhẹ nhàng nói ra thân phận của hắn khiến hắn thầm ngạc nhiên. Trong ma giới không có thuật luyện sư, càng không nói tới xưng hô thuật luyện sư. Tuy một số đại ma có thể thông qua cảm ngộ thiên địa luyện hóa vật thể nhất định, có một phần cùng nguyên lý với biết thuật luyện sư nhưng không cùng nhánh. Lý Vân Tiêu hỏi. Dục đại nhân cũng biết thuật luyện sư. Đã từng thấy qua. Dục gật đầu, trong mắt thoáng hiện tia mông lung như đang nhớ lại điều gì. Từng thấy. Lý Vân Tiêu giật bắn người, đó là chuyện ba ô lâu xa về trước. Dục nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, đôi mắt như xuyên qua hắn nhìn nơi xa xăm nào đó. Dục ngừng lại mới nói. Ta không nhớ là bao nhiêu năm tháng, chỉ nhớ khi đó ta mới nhị giai, linh trí chưa mở ra hết. Huật luyện sư kia rời núi lấp biển một chiêu bắt tất cả phệ giới ma trong khu vực biển ta ở vào trong cái đỉnh to, trực tiếp luyện hóa. Mắt Dục lóe tia sợ hãi, dù bây giờ đến cảnh giới ma tôn ngũ giai cũng khó quên cảnh tượng năm xưa, để lại vết thương trong tâm hồn thơ ấu của gã. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi. À, vậy là bây giờ ngươi muốn tìm ta báo thù? Dục, lắc đầu nói. Không phải, ta muốn ban cho ngươi vô thượng vinh diệu, để ngươi trở thành ma phó của ta, vậy thì ngươi sẽ suốt đời luyện chế cho ta. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Vinh diệu này quá quý giá, hạnh phúc đến quá nhanh, ta không kịp phản ứng, ngươi hãy ban vinh diệu đó cho người khác đi. Dục cười nói. Không theo ý ngươi được. Lúc trước năm ma tôn liên hợp bước vào khe nứt nhưng ta chưa từng lộ mặt, tuy nhiên mỗi người trong bố N8 cơ các ngươi cực kỳ hấp dẫn ta. Dục nheo mắt đánh giá đám người Lý Vân Tiêu như xem hàng hóa, bình luận. Một vị là Hồng Thạch Hóa Linh, là vật siêu bổ. Một vị có âm dương nhị khí bình, là thiên địa chí bảo. Còn một vị là thánh ma hàng giải. Vị thứ tư càng là thuật luyện sư mà ta khao khát. Không chỉ thế, các ngươi có lục đạo ma binh cũng là chí bảo ma giới. Mấy người lạnh lùng, tuy thực lực có điều chênh lệch nhưng toàn là cường giả đương thời, tâm khí rất cao, bị Dục nói thế làm mặt e nhấy lạnh băng. Phi Thanh mỉa mai lại. Ngươi thì vui rồi, còn chúng ta thì đang giàu đây. Chỉ có một con phệ giới ma ngũ giai, không đủ chúng ta chia. Lý Vân Tiêu ung dung cười nói. Không lo, đừng quên ta là thuật luyện sư, có thể trực tiếp luyện hắn thành đan làm dược, thế là có một viên đan dược. Phi Thanh cười nói. Đúng rồi, vậy mà ta quên. Dục giống to. Muốn chết. Dục không nói gì nữa, người dâng lên ánh sáng đen, một bóng roi dài mấy chục trượng bắn lên. Trên bầu trời tiếp theo hiện ra hơn 10 bóng roi quất hướng mọi người, nhưng không thể phân ra thật giả. Hơn 10 bóng roi bắn hướng mọi người. Yết, Phi Thanh hết hồn, vội vàng ra tay nghênh địch.
Lý Vân Tiêu quét diệu pháp linh mục qua lập tức bắt giữ bóng roi thật, là đánh hướng Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu hiểu ngay ý đồ của Dục là xuống tay từ thực lực yếu nhất, huống chi Tiểu Hồng còn bị thương. Nếu một kích giết Tiểu Hồng thì đối phó ba người khác nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiểu Hồng hết hồn vội thụt lùi, nhưng có ba, bốn bóng roi quất hướng nàng, vì không thể phân biệt thật giả nên đành dốc hết sức ứng đối. Tiểu Hồng bắt ấn điểm vào bảo tháp trong tay, lục lạc ải giác trên bát giác rung vang, từng đợt lực lượng sóng âm khuếch tán đánh vào bóng roi. Bùm! Có ba bóng roi tan biến, hàng thật thì xuyên qua bình chướng sóng âm đập vào mặt Tiểu Hồng. Tiểu Hồng giật bắn người, roi dài chưa đụng vào mà mặt đã thấy đau rát. Thế roi quá sắc bén, lực lượng roi như muốn xẻ đôi Tiểu Hồng ra. Đột nhiên một bóng người hiện ra bên cạnh Tiểu Hồng, tử lôi ngưng tụ giữa hai ngón tay hóa thành kiếm khí bắn tới. Lý Vân Tiêu quát to. Trảm yêu. Bùm. Tử lôi kiếm khí đánh vào roi dài màu đen, nổ tung. Trong phút chốc không gian chấn động, mảnh nhỏ năng lượng loang lổ bay tứ tán. Tiểu Hồng hoa mắt, cảm giác không gian quanh thân chuyển động, nàng đã được Lý Vân Tiêu đưa ra ngoài. Thế roi giờ mới đập xuống, dĩ nhiên hụt. Cách 7, 8 chục trượng, không gian dao động, Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng hiện ra. Biểu tình Tiểu Hồng kinh hoàng, nghĩ mà run. Tiểu Hồng nhìn Lý Vân Tiêu, cảm kích nói. Đa tạ. Lý Vân Tiêu lắc đầu, biểu tình trầm trọng nhìn Dục. Yết, Phi Thanh giờ mới phản ứng lại một kích vừa rồi của Dục thật ra là muốn chặn giết Tiểu Hồng, định đánh bại từng người. Bây giờ mọi người mới thấy rõ kích vừa rồi không phải roi dài mà là đuôi của Dục. Cái đuôi dài 7, 8 trượng, phần mũi hình tam giác lóe tia sắc nhọn. Thế sắc bén của nó không chỉ có thể phá binh khải, khi vùng thậm chí mơ hồ rạch không gian. Dục hơi bất ngờ nhìn thẳng đôi mắt Lý Vân Tiêu còn đọng lại ánh sáng vàng, hiểu ra. Hèn gì, người tu luyện đồng thuật, hèn gì có thể phân biệt được động tác của ta. Đầu óc Lý Vân Tiêu tỉnh táo lại, lạnh giọng phân tích. Người định đánh chết từng người chúng ta, có thể thấy trong lòng ngươi không nắm chắc sẽ đối phó được bốn người chúng ta. Không có nắm chắc sao? Dục lắc đầu, bật cười. Ta chỉ không muốn quá rắc rối. Nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ cho các ngươi kiến thức lực lượng khủng bố của Ma Tôn. Sát khí cực kỳ cường đại lan tràn trên hồ nước, Dục lắc người biến ra muôn vàn hình ảnh, mắt không thể phân biệt. Với năng lực lĩnh ngộ quy tắc của bốn người chỉ có thể phát hiện tần suất thiên địa bắt đầu hỗn loạn vì lực lượng thân pháp kia, không cách nào bắt giữ chân thân. Phi Thanh giật mình kêu lên. Lý Vân Tiêu. Hiện tại trừ Lý Vân Tiêu ra không ai chính xác bắt giữ động tác của Dục, đành tản kê giới ra cảm nhận lực lượng lưu động bốn phía, nếu có gì khác lạ lập tức ra tay. Một thanh âm khủng bố truyền đến. Giới quyền. Bốn người dùng mình. Lúc trước ít bị thương vì chiêu này. Không dám tưởng tượng nếu trong bọn họ có ai nhận một đấm sẽ là hậu quả gì. Không gian trước mặt Lý Vân Tiêu bỗng áp xúc như phạm vi ngàn trượng tụ thành một tấc. Không gian trong suốt lấp lánh đột nhiên trở nên nhiều màu, như thủy tinh chứa nhiều tạp chất, hóa thành một đấm đánh xuống. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, vào phút nguy cấp sống còn hắn lập tức biến ra pháp tướng kim thân, ba đầu sáu tay, ánh sáng hai màu vàng và đen đan xen nhau trên người hắn. Sáu tay múa may bắt ấn đánh ra hàng trăm quyền pháp đấm tới trước. Bùm 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 bùm. Quyền phong như mưa rơi đánh vào uy áp giới quyền, chấn ra từng đợt sóng gợn nhưng vẫn không cách nào ngăn lại uy lực giới quyền, như thể một phương thế giới ập đến. Ầm 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 ầm. Lực lượng khủng bố đẩy tới trước mặt Lý Vân Tiêu, sáu tay đột nhiên kết ấn vỗ tới trước. Bùm. Vang tiếng nổ điếc tai, ba đầu sáu tay run nhẹ phun ra ngụm máu, nháy mắt bốc hơi. Lực lượng giới quyền như mặt hồ nước lặng nghe ỉn áp xuống người Lý Vân Tiêu, tiếng sơn kêu răng rắc. Mọi người kinh hoàng, Lý Vân Tiêu dốc sức đối phó địch vậy mà bị một đấm đánh trọng thương. Tiểu Hồng đứng gần Lý Vân Tiêu, cảm giác trái tim run rẩy, nỗi lòng bức bối dâng trào. Vân Tiêu ca ca, cú đấm với ưu thế tuyệt đối nghiền áp, nhưng dù cau mày. A, à, tuy Lý Vân Tiêu bị thương nặng nhưng chưa lùi một bước, ngược lại sáu cánh tay bắt chặt tay phải của Dục. Như thế nào, ngươi cho rằng bắt được ta là sẽ thắng sao? Thật là suy nghĩ ấu trĩ. Tay phải Dục rung nhẹ, rất nhiều ma quang lấp lóe bắn ra muốn đánh bật sáu cánh tay của Lý Vân Tiêu nhưng phát hiện không làm nên chuyện gì. Sáu cánh tay của Lý Vân Tiêu với quy luật đặc định chỉ run nhẹ, vẫn bắt chặt tay Dục. Nét mặt Dục tức giận nói.
tuy rằng ngươi là thuật luyện sư nhưng ngươi ta không dám giết ngươi sao? Lý Vân Tiêu luôn im lặng bỗng nhếch môi, đôi mắt bình tĩnh nhìn Dục. Không phải có dám giết hay không mà là có thể giết không? Dục nhướng mày. A. Lý Vân Tiêu giơ một cánh tay lên điểm nhẹ tới trước. Rào rào, rào rào. Một đống xiềng xích không biết từ chỗ nào xé rách hư không, dao động bóng mờ kết thành trận tinh vân quanh người Dục. Dục nhướng mày, ánh mắt quét qua thấy xiềng xích đen này hơi quái nhưng không có uy lực gì. Dục cười khẩy nói. Dựa vào thứ này mà muốn trói buộc ta. Đám người Vi Thanh hoàn toàn biến sắc mặt, trong đôi mắt bắn ra tia sáng mừng như điên, vì bọn họ nhận ra là ma nguyên tỏa kia, cũng hiểu Lý Vân Tiêu muốn gì. Mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch nhưng khí thế không yếu, hắn lạnh lùng cười. Không thử làm sao biết. Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra sát khí, quát to. Ra tay. Rào rào. Ma nguyên tỏa đột nhiên co rút xiết người Dục, quấn chặt. Dục hoàn toàn biến sắc mặt, hình như cảm ứng được cái gì. Cùng lúc đó, Tiểu Hồng, Vi Thanh, Yết đứng cách Lý Vân Tiêu gần nhất cùng ra tay. Dục hét to một tiếng. Đáng chết. Dục muốn vùng thoát những xiềng xích này nhưng hoảng sợ phát hiện ma nguyên toàn thân bị trói, không cách nào sử dụng nửa phần ma lực. Dục liều mạng giãy giụa, ma nguyên tỏa kêu rào rào sắp đứt. Nhưng đòn công kích của nhóm Tiểu Hồng đã đến trước mặt, Dục không né được. Ầm. Một đóa tâm diễm to lớn trước tiên rơi xuống người Dục. Sau đó là hai lực lượng của Vi Thanh, Yết lần lượt đến. Ba lực lượng siêu quần tụ tập trên người Dục, ma quang khủng bố nổ tung bên cạnh Lý Vân Tiêu. Rầm, bùm, sóng khí có thể nuốt trời trăng xâm nhập, ma nguyên tỏa đứt thành nhiều mảnh vụn tán đi giữa hư không. Dục bi lực lượng này nuốt vào. Trong nháy mắt không gian sụp đổ, một lỗ đen to lớn hình thành tại chỗ, không ngừng mở rộng, cắn nuốt xé rách mọi người xung quanh. Lý Vân Tiêu cách lỗ đen gần nhất cộng thêm nguyên lực trong người hao hết nên bị kéo vào. Vân Tiêu ca ca. Tiểu Hồng sợ đứng tim, đầu óc trống rỗng vội bay tới bắt lấy tay Lý Vân Tiêu. Nhưng Tiểu Hồng không ngăn được lực hút của lỗ đen, nàng cùng Lý Vân Tiêu bị kéo vào. Yết biến sắc mặt nhảy ra sau, nhiều sợi dây leo bắn ra từ người khác chui vào lỗ đen muốn cứu hai người. Dây leo quấn cánh tay Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng, Yết định kéo hai người ra nhưng bỗng biến sắc mặt. Lực hút này vượt xa Yết tưởng tượng, cứ tiếp tục kéo thì gã cũng sẽ rơi vào trong. Yết nhanh chóng quyết định, mắt lóe tia sáng tàn nhẫn. Nếu các ngươi có thể sống tiếp thì hẹn gặp lại ở băng vực nguyên quận. Dây leo đầy trời thả lỏng, Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng trong phút chốc bị cuốn vào vòng xoáy, hoàn toàn mất đi bóng dáng. Yết, Phi Thanh liên tục thụt lùi rời xa lỗ đen mấy trăm trượng mới dừng lại. Hai người sắc mặt âm trầm nhìn vòng xoáy, không biết trong lòng nghĩ gì. Im lặng một lúc sau Vi Thanh trầm giọng hỏi. Bọn họ sẽ chết sao? Yết khẽ hừ. Ai biết, chờ xem tạo hóa cơ duyên của họ đi. Vi Thanh gật đầu nói. Hóa lân ma cốt nằm trong băng vực nguyên quận gì đó. Yết gật đầu nói. Đúng vậy, đó là nếu như nguyên quận vẫn còn. Yết ngủ say nhiều vạn năm, Thương Hải tang điền, không biết đất đai năm xưa còn không, quận ngày xưa có còn. Vi Thanh phất tay áo. Được rồi, chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ thời gian nữa. Hai người háo thành độn quang bay đi. Mới vào ma giới đã gặp kiếp nạn lớn như vậy, mất hai đồng bạn khiến tâm tình của Vi Thanh, Yết rất tệ. Đặc biệt là Vi Thanh, bây giờ trong ma giới thì Yết mạnh hơn gã, đã không thể áp chế đối phương. Nếu lúc này Yết trở mặt thì Vi Thanh đành chịu. Nhưng dường như Yết không dám nhe nanh, không biết vì muốn lợi dụng Vi Thanh hay lý do gì khác không mà cứ luôn khách sáo với gã. Không có dấu hiệu trở mặt. Hai người rời đi, rất nhanh hồ nước tĩnh lặng hai, nhưng lỗ đen to lớn còn lơ lửng giữa không trung, trong một chốc khó tan biến. Thật lâu sau trên mặt hồ đột nhiên nổi lên sóng gợn nhẹ, một bóng người đứng trên hồ từ bao giờ, hai chân gần sát nhưng không chạm vào nước. Bóng người phủ trong lớp áo đen, không thấy rõ khuôn mặt. Người gió nhìn chăm chú vào lỗ đen trên cao, khóe môi cong lên. Người đó chậm rãi nói. Thú vị thật, đám cơ ngu ngốc hợp sức tiến công thiên vũ giới chẳng những không bắt được một thành trì ngược lại bị người thiên vũ giới phản công tiến vào, thật là thật quá ngu xuẩn, làm mất hết mặt của ma tộc chúng ta. Một nam một nữ này nghe đồn là người thiên vũ giới được đến thân phận của ma chủ đế, có thể sử dụng lục đạo ma binh. Nếu đúng vậy thì đáng giá nhúng tay vào ao nước đục này.
nhưng bọn họ vào ma giới có mục đích gì? Nghe ma tôn kia vừa nói dường như đi băng vực nguyên quận. Người áo đen hiểu lầm yết là ma tôn, trầm ngâm nói. Hưm, nguyên quận, không lẽ? Người áo đen chợt ngừng lời, mắt hấp hái tia kỳ lạ, chìm trong suy tư. Giây sau người áo đen cười tà lẩm bẩm. Nếu mục đích là nguyên quận vậy ta sẽ chờ bọn họ ở đó. Nhưng dọc đường đi không thể để bọn họ thoải mái được. Ta sẽ truyền tin cho nhóm cơ, dù sao bây giờ ma giới rất yên bình, chán chết. Từ lần trước thân phận của man bị diệt bị thương thì luôn bế quan không ra. Viện đi thiên vũ giới một chuyến cũng bắt đầu bế quan. Bốn bộ nhóm cơ im thin thít không chút động tĩnh, ma giới yên lặng làm ta ghét. Ha ha ha. Nam nhân áo đen cười lớn xoay người đi mất, gã biến mất trên mặt hồ, chỉ để lại sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ. Không biết qua bao lâu, Lý Vân Tiêu cảm giác cơ thể sắp nứt ra, xương toàn thân sắp vỡ vụn. Đau nhức thấu xương qua đi, Lý Vân Tiêu từ từ tỉnh lại, gió ập vào mặt hơi lạnh, bên tai không chút thanh âm. Lý Vân Tiêu cố gắng mở mắt ra, quanh mí mắt đau như sắp bị xé rách. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ. Mợ, sao thảm quá vậy? Lý Vân Tiêu cố gắng nhúc nhích ngón tay, cảm giác toàn thân còn theo sự kiểm soát, chỉ bị đau. Lúc trước chúng một kích giới quyền của dục đã làm toàn thân Lý Vân Tiêu dã rời, sau đó cưỡng ép kích phát tiềm năng trong người, dùng ma nguyên tỏa khóa dục lại, rồi bị dư âm ba người vi thanh hợp sức công kích đụng chạm làm hắn hoàn toàn rơi vào suy kiệt. May mắn thần thức của Lý Vân Tiêu vẫn còn, hắn quét mắt bốn phía lập tức nhìn rõ ràng cảnh tượng. Lý Vân Tiêu đang ở trong một sơn cốc. Trước mắt là bầu trời hoang vắng xám cho, bốn phía là cảnh thu khô vàng, sườn dốc chặn tầm mắt. Tiểu Hồng nằm cách xa Lý Vân Tiêu vài trăm thước, dường như cũng rơi vào hôn mê. Nguyên quận sao? Nghĩ tới nơi Yết đã nói, Lý Vân Tiêu sửa sang lại suy nghĩ, hắn nhắm mắt điều tức. Nhưng rất nhanh Lý Vân Tiêu mở mắt ra lộ vẻ giật mình. Nguyên ma giới không cảm ứng được chút linh khí, khắp nơi là ma khí tinh thuần nhất. Tất cả công pháp tu luyện điều thức của thiên vũ giới lấy thu nạp linh khí làm cơ sở. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ. Vậy là ta đành dùng ma công lai điều thức tu luyện. Lý Vân Tiêu thử một chút phát hiện có hiệu quả, không có chỗ nào khác thường mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Vân Tiêu thì thào. Hèn gì ma tộc xâm nhập vội vàng ma hóa trận lực thiên vũ giới ngay để không ngừng cung cấp lực lượng. Nếu thiên vũ giới phản công ma giới thì linh khí là cả một vấn đề lớn. Đẳng cấp ma khí cao hơn linh khí, xâm thực ma khí khó hơn ma khí xâm thực linh khí rất nhiều. Nhưng những chuyện này là về sau, Lý Vân Tiêu nhanh chóng bài trừ tạp niệm trong lòng, bắt đầu vận chuyển ma công, thu nạp ma khí xung quanh chậm rãi phục hồi thể năng. Lý Vân Tiêu chợt nghĩ ma giới to lớn sâu không lường được, tám ma tôn lúc trước chỉ là một góc núi băng. Chỉ tính thánh ma đã có viện và yết. Tuy thực lực của yết rất xuống nhưng nếu cho thời gian sẽ có hy vọng phục hồi rất lớn. Thực lực của dục cũng không dưới ma tôn bình thường, nghĩ đến những điều này làm Lý Vân Tiêu càng khao khát hóa lân ma cốt hơn. Mấy canh giờ sau chân mày Lý Vân Tiêu nhúc nhích, hắn cảm ứng được động tĩnh phía xa, dường như Tiểu Hồng tỉnh táo từ hôn mê. Phương xa vang giọng Tiểu Hồng. Vân Tiêu ca ca. Sau đó là tiếng chạy nặng nề, Tiểu Hồng đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, có thể thấy thể năng của nàng hao tổn rất lớn. Biểu tình Tiểu Hồng lo lắng cúi người xem vết thương của Lý Vân Tiêu. Vân Tiêu ca ca có sao không? Lý Vân Tiêu mở mắt ra, chậm rãi nói. Ta không sao, đừng lo, chẳng qua kiệt sức toàn thân mệt mỏi. Nét buồn hòa tan trên mặt Tiểu Hồng, dáng vẻ nhẹ nhõm nói. Phù, làm ta sợ muốn chết, không có việc gì tiện thì tốt rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh chóng tu luyện phục hồi thể năng đi. Không biết chỗ này là đâu, có nguy hiểm gì không, trước tiên phục hồi thực lực mới là thượng sách. Tiểu Hồng khẽ ừ. Ừm. Tiểu Hồng ngồi xếp bằng bên cạnh Lý Vân Tiêu, bắt đầu điều tức. Vết thương của Tiểu Hồng không nặng bằng Lý Vân Tiêu, bản thân vốn là Hồng Thạch Hóa Linh, nàng ở trong hoàn cảnh nơi đây như cá gặp nước. Rất nhiều ma khí cuồn cuộn tụ lại một điểm nhập vào cơ thể Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu hâm mộ nhìn Tiểu Hồng hấp thu ma khí thật nhiều. Hắn lấy lại bình tĩnh tập trung phục hồi. Không khí hòa bình, thời gian trôi qua, người Tiểu Hồng chợt nhúc nhích, nàng mở mắt ra bình tĩnh nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lòng máy động, hắn chợt nhận ra điều khác lạ, mở mắt ra nhìn Tiểu Hồng, sửng sốt. Mặt Tiểu Hồng ửng đỏ, mắt mông lung, hơi hồng,
dường như luyện công sắp tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Hồng khẽ kêu. Vân Tiêu ca ca. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Nàng sốt ruột vận công giờ đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, mau ngừng lại. Tiểu Hồng lặng im một lúc chợt cười khúc khích, khom người nhìn Lý Vân Tiêu đăm đăm. Tiểu Hồng buồn bã nói. Ta vốn là ma, nói gì tẩu hỏa nhập ma. Thân hình mềm mại đè trên người làm Lý Vân Tiêu cứng còng, mặt đỏ hồng, cảm giác áp lực. Lý Vân Tiêu lúng túng nói. Tiểu Hồng, bây giờ thần trí của nàng không tỉnh táo, đứng lên trước đã. Mắt Tiểu Hồng tràn ngập ai oán. Không là cá làm sao hiểu lòng ta. Tiểu Hồng đẩy Lý Vân Tiêu ngã xuống đất, dán sát tai hắn thổi hơi lan. Sơn có mộc hề, mộc có nhánh hề, chẳng lẽ Vân Tiêu ca ca không nhìn ra ta có ý với ca ca sao? Lý Vân Tiêu giật mình, há mồm nhưng không phát ra thanh âm. Lý Vân Tiêu biết Tiểu Hồng thích hắn nhưng không ngờ được nghe thổ lộ ở nơi không hợp hời này. Hai người nhìn nhau, không khí mập mờ tăng thêm nhiệt độ cho gió lạnh. Vân Tiêu ca ca. Tiểu Hồng nỉ non bên tai Lý Vân Tiêu. Chờ khi Lý Vân Tiêu tỉnh táo lại thì bên mặt đã in dấu môi hững hờ. Hơi thở nóng rực làm lòng Lý Vân Tiêu run lên, vội đẩy ngọc mềm trong ngực ra. Giọng Lý Vân Tiêu thấm đượm hoảng loạn nói. Nàng đừng xúc động, xung động là ma quỷ. Lý Vân Tiêu nói xong cắn đầu lưỡi, biết mình nói sai, hắn cười lúng túng. Bây giờ thần trí của nàng bị ma khí xâm nhập, có lẽ không hiểu mình đang nói gì, hãy ngừng luyện công bình ổn lại. Tiểu Hồng bị đẩy ra thì sửng sốt, mắt lóe tia dữ tợn. Tiểu Hồng cắn răng gắt giọng. Làm sao ta không biết ý nghĩ trong lòng mình? Rõ ràng là ca ca luôn giả bộ hồ đồ. Tay ngọc phung lên, vài ma khí biến ảo thành xiềng xích trói hai tay Lý Vân Tiêu lên đỉnh đâu. Tiểu Hồng lại đè người xuống, nhìn hắn đăm đăm, trong mắt nóng cháy. Lý Vân Tiêu thầm la nguy rồi, hắn nhúc nhích nhưng phát hiện trạng thái này không dẫy ra Tiểu Hồng trói buộc được. Lý Vân Tiêu sợ hết hồn quát bảo ngưng lại. Tiểu Hồng, nàng hãy tỉnh táo lại. Tiểu Hồng lắc đầu, thanh âm có chút điên cuồng. Ta rất tỉnh táo, nhưng Vân Tiêu ca ca thì sao? Khi nào Vân Tiêu ca ca mới nhìn thẳng ta một lần? Ta thà rằng chỉ được đến Vân Tiêu ca ca chứ không muốn kết quả chỉ là giấc mơ dã tràng. Tiểu Hồng mặc kệ bị Lý Vân Tiêu trách móc, nàng chỉ biết rằng người trước mặt khiến nàng yêu hận đan xen, nàng thật muốn giết hắn cho rồi. Trong điên cuồng thì chút thê lương thật là nhỏ bé đến gần như không nhận ra, Tiểu Hồng chỉ ý loạn tình mê nghĩ. Trong truyền thuyết có người mơ hồ điệp, rất là thích thú say mê, không biết trần thế vì sao, nàng đang gọi ai. Chợt tỉnh giấc mới biết chỉ là trong mơ. Có nói sinh mệnh bản sơ đều là trái tim xích tử, trắng trong thuần khiết, tư tâm độc duyệt, vui vẻ vô cùng. Vốn là trần trụi đối diện nhau, tất cả tuân theo bản năng. Trong sơn cốc có gió núi thổi qua, sợi tóc hai người nhẹ bay quấn quanh trên không trung. Nơi cỏ khô thấp thoáng lay động sinh mệnh bản sơ. Không biết qua bao lâu, Lý Vân Tiêu dần dần tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình đang lõa thể nằm dưới đất, Tiểu Hồng cũng vậy. Hai người tứ chi quấn quýt, Tiểu Hồng ngủ say trên ngực hắn. Tiếng hít thở lâu dài, mùi thơm cơ thể quanh quẩn chóp mũi Lý Vân Tiêu, thấm vào ruột gan. Hai người chỉ có mấy miếng vải mỏng che thân, mảng lớn da thịt Tiểu Hồng lộ hết ra ngoài. Lý Vân Tiêu chợt nhớ lại chuyện vừa rồi, đầu óc ù đặc, da đầu tê dại. Khi tay chân hắn mềm nhũn đã bị Tiểu Hồng đè. Trong đầu Lý Vân Tiêu hồi tưởng quá trình, cảnh tượng hương diễm, nhục dục làm máu sôi trào, thân dưới lại có phản ứng. Tiểu Hồng khẽ rên dường như bị đụng phải, nàng hơi nhúc nhích thân dưới. Lý Vân Tiêu cực kỳ lúng túng, tuy rằng hắn đã vứt mặt từ lâu vẫn không kiềm được đỏ mặt. Bộ dạng hiện tại của Lý Vân Tiêu không biết nên làm sao, đánh thức Tiểu Hồng thì không được, không đánh thức cũng không phải. Lý Vân Tiêu cứng đơ nằm tại chỗ mặc cho ngọc mềm trong ngực. Cực kỳ thoải mái. Một lúc sau, thân dưới của Lý Vân Tiêu cứng ngắc, bị Tiểu Hồng đè lên ve thoải mái vừa khó chịu, hai tay không kiềm được quơ loạn trên mặt đất vạch từng vết cào âu cỡ nửa tấc. Tiểu Hồng bị Lý Vân Tiêu nhúc nhích đánh thức, hắn sợ đứng tim không dám cục cựa gì, vội vàng nhắm mắt lại nằm giả chết. A! À, tiếng hét vọng thấu trời xanh, Tiểu Hồng nháy mắt hóa thành lưu quang độn ra xa mấy trăm trượng. Đập thủng cái hố sâu dưới đất, cả người núp trong hố. Lý Vân Tiêu lúng túng đứng dậy, vội mặc bộ đồ vào. Lý Vân Tiêu nhìn hỗn độn đầy đất, áo lót và váy cởi từ người Tiểu Hồng, một vệt đỏ chói mắt, đầu óc hắn choáng váng.
Lý Vân Tiêu búng tay ra một ngọn lửa rơi xuống những dấu vết đó, đốt sạch sẽ. Lý Vân Tiêu kiểm tra tình hình cơ thể mình, phát hiện tất cả vết thương đều lành, dường như tu vi mơ hồ tăng cao lên nhiều. Lý Vân Tiêu nhớ tới lúc hai người vui vẻ thì ma nguyên chạy dọc người dường như hợp thành một với Tiểu Hồng, như quy tắc thiên địa dung thành một thể. Lý Vân Tiêu biết tất cả đều do Tiểu Hồng, không thì với thể chất của hắn ở trong hoàn cảnh này cần 10 ngày nửa tháng mới lành lặn như ban đầu. Nhưng nghĩ đến xảy ra chuyện với Tiểu Hồng làm Lý Vân Tiêu đau đầu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong đầu Lý Vân Tiêu chỉ có bốn chữ kia, dấu chấm hỏi đầy đầu. Chợt từ hố sâu bắn ra luồng sáng đáp xuống trước mặt Lý Vân Tiêu, háo thành thân hình Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Nàng! Lý Vân Tiêu ấp úng nửa ngày, hai tay hơ lung tung không biết nên nói cái gì. Giờ phút này mặt Tiểu Hồng lạn băng, khuôn mặt tái nhợt hơi hơi hồng. Tiểu Hồng đã đổi la quần đỏ rực, vải mỏng và sợi tóc bị gió thổi bay, trong cảnh núi tiêu điều đặc biệt chói mắt. Khuôn mặt Tiểu Hồng vốn đẹp tuyệt trần, giờ với hình dáng này càng yểu điệu thướt tha. Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, gồng hết can đảm định nói chuyện chợt nghe Tiểu Hồng bảo. Yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm chuyện vừa rồi với ngươi. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật bắn người cứ nghĩ lỗ tai nghe lầm. Tiểu Hồng ai oán chừng Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Ta nói rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Lý Vân Tiêu. Chấm. Tiểu Hồng thấy Lý Vân Tiêu sững sờ nhìn mình thì đỏ mặt nạt. Nhìn gì mà nhìn. Mặt Lý Vân Tiêu nóng ran, cảm thấy không ổn vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn Tiểu Hồng nữa. Hai người cứng ngắc đứng đối diện, không nói một câu, không khí càng lúng túng hơn. Một lúc lâu sau Tiểu Hồng mở miệng nói trước. Vết thương trên người của ngươi thế nào? Lý Vân Tiêu vội đáp. Tất cả đều khỏe, toàn nhờ ơn nàng. Tiểu Hồng kinh ngạc lặp lại. Toàn nhờ ta. Tiểu Hồng chợt nghĩ đến điều gì, thoáng chốc gò má nóng ran, lỗ tai và cổ đỏ bầm thành tím. Tiểu Hồng mím môi son, trong mắt tràn đầy u oán nhìn Lý Vân Tiêu đăm đăm. Lý Vân Tiêu hiểu ngay mình nói sai, hắn lúng túng nói. Ta sai rồi, ta nói sai, là lỗi của ta. Mắt Tiểu Hồng hấp háy, mở miệng nói. Không sao thì tốt rồi, chúng ta đi thôi. Hai người thoát khỏi lúng túng, cúi đầu không dám nhìn đối phương, dù ngẫu nhiên ánh mắt giao nhau cũng vội vàng tách ra. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Mau nhìn xung quanh. Tiểu Hồng ngước mí mắt lên nhìn bốn phía, thấy không xa rải rác nhiều phệ giới ma tam giai, chắc là một nhóm bị đánh chết lúc chiến đấu với dục rồi chúng bị lỗ đen cuốn tới. Lý Vân Tiêu reo lên. Ha ha ha, chúng ta nhặt của hời rồi. Tiểu Hồng cũng hiếm khi nở nụ cười, nhưng xảy ra chuyện vừa rồi khiến khí mà hưng phấn như lúc trên hồ nước. Lý Vân Tiêu nói, nhặt xác những con phệ giới ma này luyện chế thành đan dược, tương lai sẽ là vũ khí lớn trong ma chiến. Tiểu Hồng ngây người, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi luyện chế đan dược không phải cho chính mình dùng sao? Lý Vân Tiêu cười nói, mấy thứ này tuy rằng tăng tu vi thật nhưng thiên tài địa bảo tăng tu vi không phải chỉ có phệ giới ma. Để đối kháng giới lực ma giới thì trong thiên hạ chỉ có phệ giới ma. Tiểu Hồng lặng im một lúc nói. Thiên hạ hưng vong, ngươi đừng quá xem trọng, dù sao tu vi của mình mới là điều quan trọng nhất. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Có lẽ đi, nhưng ai có chí nấy. Tiểu Hồng lòng máy động, thấp thỏm hỏi. Ngươi không vui sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không, nàng có mục đích của nàng, ta có theo đuổi của ta, không ai sai. Tiểu Hồng lặng im một lúc, nói. Nếu ngươi đã hy vọng khiêng chuyện trong thiên hạ lên người mình vậy ta đi cùng ngươi. Tiểu Hồng lấy chiến trường cổ thần ra, đem hết phệ giới ma đã thu được đổ tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Tặng hết cho ngươi. Lòng Lý Vân Tiêu ấm áp nói. Nàng có tấm lòng thế này là được, ta sẽ thu đống phệ giới ma này trước. Chờ khi ta luyện chế đan dược giá rẻ đưa cho nàng sau. Lý Vân Tiêu thu đám phệ giới ma vào trong bia, hai người bắt đầu chia nhau ra siêu tầm những phệ giới ma tam giai bị cuốn vào. Uy lực lỗ đen quá khổng lồ, trong phạm vi mấy chục dặm đều trong phạm vi loạn lưu không gian, khắp nơi là dấu vết cơn bão tàn phá. Lý Vân Tiêu chợt khựng lại cảnh giác nhìn phía trước, Tiểu Hồng cũng cảm ứng được cái gì vụt ngẩng đầu nhìn. Đằng sau là một thổ pha che mất tầm mắt. Mặt đất rung nhẹ nhẹ. Chấn động không từ mặt đất mà là tần suất đạp không gian khiến không gian vang tiếng bước chân. Lý Vân Tiêu cảnh giác nói.
có thứ lợi hại đến, cẩn thận chút. Thần thức của Lý Vân Tiêu thăm dò qua, cảm giác vật đằng trước cường đại. Quả nhiên lát sau trên thổ pha xuất hiện một con thằn lằn to lớn, đầu hình tam giác, bên dưới có rủ cổ, làn da như cương giáp trải đầy gai nhọn, màu đỏ xanh. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng nhướng mày, vì miệng thằn lằn đang cắn một con vệ giới ma tam giai. Nó nhai vài cái nuốt cái ực, hai người nghe tiếng nuốt rõ mồn một. Thằn lằn ăn vệ giới ma xong mắt hung tợn nhìn Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng, dù cổ dựng lên, nó uy hiếp gầm giống. Linh trí của thằn lằn không cao nhưng vô cùng hung ác. Thằn lằn và Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng nhìn nhau một lúc, chợt chân sau nó đạp đất lao lên. Kinh khí tiến lên xé rách mặt đất, vết nứt to lớn kéo dài sau lưng thằn lằn lan tràn ra xa. Lý Vân Tiêu sầm mặt, bước ra trước một bước che trước mặt Tiểu Hồng. Để ta cho. Tiểu Hồng nhìn Lý Vân Tiêu tiến lên trước, lòng nổi lên cảm giác kỳ dị, như thể được người bảo vệ, toàn thân ấm áp. Cảm giác này không xa lạ, Tiểu Hồng nhớ lúc ở Trấn Hải Thiên, khi địa quân Đông Hải đến bắt nàng, không có vũ giả cả thành, chỉ có nam nhân trước mắt đứng dậy. Năm xưa Tiểu Hồng giống như bây giờ đứng sau lưng hắn, cảm thấy vô cùng ấm áp và bình yên. Lý Vân Tiêu một tay bắt ấn, ma khí cùng lôi quang lấp lánh trên quyền trưởng kêu đì đùng. Lòng bàn tay Lý Vân Tiêu chạm vào thằn lằn, năm ngón xòe ra, lôi điện làm cái miệng cắn chặt đầu thằn lằn. Lực lượng lôi điện đánh vào lưng thằn lằn, cổ tay Lý Vân Tiêu xoay tròn gồng sức đẩy nó ra ngoài. Bùm! Thằn lằn đụng vào thổ pha, trong phút chốc đất đá bay đầy, cho bụi bốc mù mịt. Thằn lằn lăn mấy vòng đụng hủy nửa sơn cốc mới ngừng lại. Lớp da như thiết giáp hình thành phòng ngự thiên nhiên, nên trừ bị thương ra thằn lằn không có vấn đề gì lớn. Thằn lằn lắc cái đầu to hung hăng nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, đầu lưỡi dài không ngừng phun ra liếm con mắt mình. Lý Vân Tiêu buồn nôn, hắn không muốn dây dưa lâu với thằn lằn. Ở ma giới lạ nước lạ cái, lỡ gây ra động tĩnh gì lớn chọc vào thứ mạnh hơn nữa thì chơi hết vui. Nghĩ đến đây Lý Vân Tiêu quyết định tốc chiến tốc thắng, hắn lắc người chủ động tấn công. Gri! Thằn lằn thè lưỡi muốn quấn cánh tay Lý Vân Tiêu nhưng bị lực lượng lôi điện ổ, trong phút chốc có ma sát hàng giải ra. Thằn lằn dựng đứng dù cổ đỡ một kích của Lý Vân Tiêu, ma khí bên chân tan nát. Cơ thể to lớn thụt lùi mấy bước. A, à, da khá dày. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia sắc lạnh, tay phải lăng không bóp mạnh, có lôi điện hóa mâu, thân thể hắn lộn vòng trên không trung đứng trên lưng thằn lằn. Lý Vân Tiêu nhìn giáp xác dày cộm, hắn không biết nên làm sao bây giờ. Lý Vân Tiêu căn răng cắm lôi mâu vào đường nối giáp xác. Lý Vân Tiêu quát to. Ta không tin không nảy ngươi ra được. Thằn lằn gầm giống. Growl. Cái đuôi to gợi lên đống cát đá quét qua. Chiêu thức kia dù chưa biến ra ảo ảnh nhưng đủ khiến Lý Vân Tiêu liên tưởng dục cũng dùng đuôi làm vũ khí, hắn bực mình. Lý Vân Tiêu nhảy lên tránh thoát, ma quang dưới chân bừng sáng tụ thành vòng xoay mang theo lực lượng vạn quân đạp mạnh xuống lôi mâu. Bùm! Lôi mâu bẻ đường cong mạo hiểm, luân bàn không ngừng tạo áp lực rốt cuộc lôi mâu gãy mang theo một miếng giáp xác. Trên lưng thằn lằn có một chỗ không có phòng ngự. Thịt nọ lộ ra trong không khí. Đau nhức và nguy cơ chết chóc khiến thằn lằn điên cuồng vùng vẫy. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia sắc bén, tay bắt ấn vỗ mạnh ấn quyết sâu vào thịt thằn lằn. Ầm 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 ầm. Ấn quyết nổ tung trong người thằn lằn, nó nằm sấp xuống đất, đầu ngửa lên trời không nhúc nhích. Giáp xác trên người thằn lằn vỡ ra, mảng lớn da thịt khét đen, miệng nó xì khói. Lý Vân Tiêu đang định tiến lên trước chợt có tiếng rít sắc nhọn vang lên. Rồi một tiếng vèo, có thanh trường mâu cắm vào dưới chân Lý Vân Tiêu phát ra tiếng rung. Lý Vân Tiêu ngước lên nhìn theo hướng trường mâu, trên thổ pha từ khi nào có một người đứng. Người đó tướng mạo bình thường, thực lực cũng bình thường, chỉ cỡ ma quân nhất giai. Mày rậm, mắt to, đầu chọc, trong mắt trừ vẻ cảnh giác ra không có ác ý gì. Nhưng không biết sao nam nhân mù một con mắt, một vết sẹo dài từ đỉnh đầu qua cằm vắt ngang qua cần cổ, trông dữ tợn khủng bố. Có mấy người lục tục đi ra từ sau lưng nam nhân, có nam có nữ, toàn là tu vi ma quân nhất giai. Bọn họ liếc Lý Vân Tiêu một cái rồi nhìn sang con thằn lằn to. Lộ biểu tình giật mình. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn nam nhân ném trường mâu. Hừ lạnh hỏi. Có ý gì? Nam nhân vẻ mặt kinh hoàng bất giác lùi một bước, hơi nhát rồi lại cố gắng nói. Phá giáp thiết tích này là của chúng ta. Mấy người ma tộc khác tụ lại, châu đầu nghe tai nói thầm gì đó.
ánh mắt đám người đó nhìn Lý Vân Tiêu toát ra tia kính sợ. Nơi này chỉ có hai người, xem dấu hiệu từ trên mặt đất chắc là Lý Vân Tiêu một mình đánh chết phá giáp thiết tích. Thực lực như thế bọn họ không trêu vào được. Ma tộc ném ra trường mâu sợ hãi hỏi. Đại nhân là nhị giai sao? Trong bụng nam nhân thầm cầu nhùa, vì ma quân nhị giai bình thường cũng khó một mình đánh chết phá giáp thiết tích. Lý Vân Tiêu mỉm cười, không tỏ ý kiến. Các ngươi muốn thứ này thì lấy đi. Ma quân mặt sẹo mừng rỡ, khó tin hỏi lại. Thật không? Lý Vân Tiêu lườm ma quân mặt sẹo. Vớ vẩn, chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi sao? Ma quân mặt sẹo và đồng bạn mừng như điên, rối rít cảm ơn. Bọn họ từ thổ pha bay xuống lấy đi phá giáp thiết tích. Dường như mấy người sợ Lý Vân Tiêu đột nhiên ra tay nên luôn cảnh giác đi cùng một số, dòm chừng từng hành động của hắn. Khi bọn họ thấy vết thương của phá giáp thiết tích thì lòng càng rung động, ánh mắt liếc hướng Lý Vân Tiêu tăng phần e dè và sợ hãi. Phá giáp thiết tích đã chết, không ngưng tụ ma khí được nữa, vô số ma vật hàng giải bay đi. Ma quân mặt sẹo thấy vậy cau mày, mắt lóe tia sắc bén, ngón tay bắt ấn. Ma quân mặt sẹo đảnh ra vài ấn quyết ngăn chặn phá giáp thiết tích hàng giải, thu nó lại. Tiểu Hồng tiến lên trước đứng sau lưng Lý Vân Tiêu, yên lặng nhìn. Lý Vân Tiêu cảm giác được quan hệ giữa hai người trở nên vi diệu, thái độ Tiểu Hồng đối với hắn đã mềm mại hẳn ra. Mặt ngoài Tiểu Hồng vẫn lạnh băng nhưng đã thu bớt khí diễm, có chút dịu ngoan. Lý Vân Tiêu cảm thấy hơi không được tự nhiên. Nhưng Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ lại, hắn và nàng đã xảy ra quan hệ thân mật như thế, nếu không vi diệu mới là kỳ. Tiểu Hồng mở miệng nói với mấy ma quân. Các ngươi thu thập thứ này làm cái gì, không phải trực tiếp ăn thì được rồi sao? Lý Vân Tiêu nghe thế mới nhận ra mấy ma quân bỏ phá giáp thiết tích vào túi trữ vật, hắn thầm lấy làm lạ. Vì cách ma tộc tu luyện trừ điều tức thu nạp ma khí ra chỉ còn lại ăn ma tộc đê giai. Mấy ma quân nhìn nhau, lộ biểu tình kiêu ngạo tự phụ. Ma quân mặt theo ngẩng cao đầu, hơi kiêu ngạo nói. Đương nhiên không phải, chúng ta đem nó về làm luyện khí luyện đan. Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng ngây người. Cái gì, luyện khí luyện đan? Lý Vân Tiêu hỏi. Chẳng phải ma tộc không có thuật luyện sư sao? Làm thế nào luyện khí luyện đan? Ma quân đắc ý nói. Bình thường bộ lạc không có thuật luyện sư, trong lĩnh vực ma giới rộng lớn đều không tìm thấy vài thuật luyện sư. Nhưng nguyệt bộ chúng ta vừa lúc có một vị. Khi ma quân mặt sẹo nói thì mặt mày lộ rõ niềm tự hào, hai ma quân khác cũng có vẻ mặt tương tự. Lý Vân Tiêu thoáng chốc hiểu ngay, thuật luyện sư ma tộc vô cùng quý giá, khiến Lý Vân Tiêu tò mò là không biết thuật luyện sư trong ma tộc luyện chế cách nào. Tiểu Hồng không quan tâm mấy chuyện đó, nàng chỉ hỏi. Nguyệt bộ, là vì thống lĩnh của các ngươi có tên Nguyệt sao? Ma quân mặt thẹo gật đầu nói. Đúng rồi, Nguyệt đại nhân là thủ lĩnh của bộ lạc chúng ta. Xưng hô của bộ tộc ma giới rất đơn giản dễ hiểu, lấy tên của thống lĩnh làm tôn xưng, ghép tên thống lĩnh vào là được. Lý Vân Tiêu lòng máy động hỏi. Nguyệt bộ là một chi trong tám đại bộ chúng. Ma quân mặt thẹo gật đầu nói. Đúng thế, Nguyệt bộ chúng ta là một chi thuộc tranh bộ, nhưng địa vị của Nguyệt đại nhân không dưới tranh đại nhân. Lý Vân Tiêu hỏi. Cũng vì Nguyệt đại nhân giỏi về thuật luyện sao? Trong mắt ma quân mặt thẹo tràn ngập kiêu ngạo gật đầu nói. Đúng vậy. Lý Vân Tiêu lại hỏi. Vậy mấy vị có biết làm sao đi băng vực nguyên quận không? Băng vực, nguyên quận. Mấy vị ma quân giật bắn người, bọn họ liếc mắt nhìn nhau như đang giao lưu cái gì. Một người lên tiếng. Ta biết băng vực, hình như có nghe nói nguyên quận. Nhưng ma giới to lớn, rộng lớn vô biên. Với thực lực của chúng ta cả đời chưa chắc đi hết lĩnh vực tám đại bộ chúng. Băng vực nằm ngoài tám đại bộ vực, ít người biết cách đi tới đó. Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng ngây người, không ngờ ma giới to lớn nhưng ma quân nhất giai cũng không biết tọa độ cụ thể của băng vực. Nguyên quận, hai người hơi khó xử. Một ma quân lên tiếng. Ta có một cách có lẽ sẽ được. Mọi người cùng nhìn vào người đó. Ma quân mỉm cười nói. Các vị đã quên sao? Đại hội giao lưu vật chất của tranh bộ chúng ta rất nhanh sẽ bắt đầu. Mấy ma quân khác vỗ tay, mắt bắn ra tia sáng, cực kỳ hưng phấn nói. Đúng rồi, sao ta quên mất việc này? Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng ngạc nhiên. Đại hội giao lưu vật chất. Đại hội giao lưu vật chất tên như ý nghĩa, là hình thức như giao dịch thương phẩm của thương hội,
trong thiên vũ giới có đầy khắp nơi. Nhưng Tiểu Hồng, Lý Vân Tiêu luôn cho rằng ma tộc trời sinh tính tàn bạo, chỉ biết đánh giết, không tồn tại việc giao dịch vật chất, ai dè hoàn toàn không phải vậy. Ma Quân nói, mỗi lần đại hội giao lưu vật chất đều là một trong những việc quan trọng mà long trọng nhất của tranh bộ, sẽ có bán tọa độ băng vực. Nếu hai vị không vội thì có thể chờ đợi mấy ngày. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, dù có nôn nóng cũng không cách nào, liền hỏi. Giao lưu vật chất là giao lưu thế nào? Ở khi nào, chỗ nào? Ma Quân cười nói. Là 7 ngày sau, tổ chức ở thành Xạ Tinh. Thành Xạ Tinh. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Hai chúng ta từ ngoài đến, hoàn toàn không biết địa hình Nguyệt Bộ, mong mấy vị bằng hữu chỉ điểm cho. Ma Quân mặt thẹo lộ vẻ hiểu ra, gã nhìn Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Hèn gì, ta đã thấy lạ từ khi nào Nguyệt Bộ xuất hiện hai cao thủ mạnh như vậy mà ta không hề hay biết. Lúc trước chỗ này từng xuất hiện bão không gian, chắc hai vị đến đây vì thế. Lý Vân Tiêu cười nói. Đúng rồi. Nghe nói là Lý Vân Tiêu vô tình đến đây thì đám ma quân buông xuống lòng cảnh giác. Thành Xạ Tinh cách nơi này xa vài vạn dặm, nếu hai vị không đi vội thì có thể cùng chúng ta trở về Nguyệt Bộ trước, 7 ngày sau lại cùng đi thành Xạ Tinh. Nhìn dáng vẻ Lý Vân Tiêu do dự, Ma Quân cười nói. Dù hai người đi một mình thì đại hội giao lưu vật chất sẽ tổ chức vào 7 ngày sau. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, hắn nói. Vậy làm phiền các vị. Tiểu Hồng cẩn thận hỏi han. Trong đại hội giao lưu vật chất chắc có bán tọa độ không gian băng vực và nguyên quận. Ý của Tiểu Hồng là nếu không có hàng thì không cần đi đại hội giao lưu vật chất làm gì, chẳng cần lãng phí 7 ngày ở lại đây. Ma Quân cười nói. Chắc sẽ có, đại hội giao lưu vật chất quy mô lớn thế này cơ bản sẽ bán tọa độ không gian các nơi trong ma giới, thậm chí là di tích cổ, huống chi là lĩnh vực rộng như băng vực. Tiểu Hồng ậm ừ. Có thì tốt. Mấy người chuẩn bị một lúc rồi dẫn theo Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng hóa thành luồng sáng bay nhanh một hướng. Vài canh giờ sau mấy ma quân mang Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng đến một sơn cốc. Trước sơn cốc có một đội người đang tuần tra. Thấy đám người về thì lộ vẻ vui mừng. Khi tất cả tập trung nhìn Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng chợt cứng người, ai nấy biến ra trường mâu siết chặt trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai người. Ma Quân mặt thẹo nạt đuổi mọi người lùi xuống. Hai vị này là bằng hữu, không được vô lễ. Nhưng đội người vẫn đầy mặt nghi ngờ, đánh giá Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng một lúc rồi người dẫn đầu tới gần thì thầm. Tử đại nhân, hiện tại mang người vào cốc thì không tốt lắm. Tuy giọng gã nhỏ nhưng làm sao giấu lỗ tai Lý Vân Tiêu được. Xem ra Nguyệt Bộ đang trong giai đoạn nào đó không tiện cho người ngoài vào. Lý Vân Tiêu không nhất định muốn đi, hắn cười nói. Nếu bất tiện thì hai chúng ta không quấy rầy, chỉ ở lại ngoài cốc 7 ngày, chờ bắt đầu đại hội giao lưu vật chất rồi đại nhân mang chúng ta đi là được. Tử hơi lúng túng, gã hung tợn chừng người kia rồi vội quay đầu nói. Yên tâm, không sao. Chúng ta cực kỳ tin tưởng hai vị bằng hữu. Tử quát người dẫn đầu. Còn không mau tránh ra. Nếu không có hai vị bằng hữu này thì chúng ta sẽ không bắt được phá giáp thiết tích. Cái gì? Nói vậy là mấy vị đại nhân đã thành không? Người dẫn đầu và các dộ viên lộ rõ nét mặt vui mừng, ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Tử gật đầu, nói. Tất nhiên. Người dẫn đầu thế mới tránh đường thả mấy người vào. Lý Vân Tiêu đi theo bên Ma Quân nhìn đoàn người, thầm lấy làm lạ. Đội người này có linh trí bình thường, có vài ma thú, ma cầm mạnh mẽ đi theo, nhưng thực lực của bọn họ cực kỳ yếu, chỉ cỡ thập phương hung hồn sát bình thường, người dẫn đầu là Ma Quân. Tử thấy Lý Vân Tiêu ra vẻ đăm chiêu còn tưởng hắn khó chịu chuyện vừa rồi, vội giải thích rằng. Xin đại nhân đừng trách, hiện trong bộ tộc đang rối loạn nên tăng mạnh phòng ngự và đề phòng rất nhiều. Dù vào trong cốc thì đại nhân tuyệt đối đừng rời khỏi ta đi lung tung, ta mang các người đi gặp tộc trưởng. Lý Vân Tiêu gật đầu, hắn rất thắc mắc về thực lực của đám người này, đang định hỏi chợt khựng lại. Vì Lý Vân Tiêu thấy trong cốc có nhiều ma tộc linh trí đầy đủ nhưng thực lực chỉ cỡ quy chân cảnh đang hoạt động tứ phía. Những ma tộc nhìn nhóm tử đều lộ vẻ tôn kính, từ xa gật đầu chào. Khi thấy Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng thì ma tộc chỉ lộ ra ngạc nhiên chứ không cảnh giác gì. Lý Vân Tiêu nuốt ngược lời sắp đến bên môi, nếu hiện tượng này có nhiều thì hắn hỏi ra sẽ trở nên khác loại, chỉ sợ sẽ bị lộ thân phận thiên vũ giới. Tiểu Hồng liếc mắt qua, hai người nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ,
dằn thắc mắc xuống đáy lòng. Tử vừa dẫn đường vừa giới thiệu. Trong phạm vi tranh bộ có hơn 3.000 bộ tộc lớn nhỏ, trong đó chỉ có 10 bộ tộc được gọi là thượng bộ, nguyệt bộ chúng ta nằm trong số đó. Trong toàn bộ tộc chỉ có 3 cường giả có lực lượng luyện chế, nguyệt đại nhân nằm trong số đó và cũng là vị mạnh nhất. Mặt tử tràn đầy tự hào, mấy vị ma quân khác cũng vậy. Mỗi lần nhắc tới nguyệt là bọn họ không kiềm được kiêu ngạo và tự hào khiến Lý Vân Tiêu càng tò mò hơn. Lý Vân Tiêu nhìn một số kiến trúc rải rác trong cốc còn ở trạng thái rất đơn giản, không xa hoa hay hoa hòe, đơn thuần có tính công năng xây vì sinh tồn và tu vi. Xem ra ma tộc phát triển trạng thái khá là nguyên thủy, vâng theo pháp tắc rừng rậm mạnh ăn thịt yếu. Đi vài dặm rồi không còn sơn cốc nữa, đằng trước xuất hiện một bình địa rộng lớn, bên trên có một dãy kiến trúc làm bằng đất đá, tụ tập dày đặc, con đường xen kẽ trong đó, tấp nập người ra vào, đó là nơi của bộ tộc Nguyệt Bộ. Có một tòa kiến trúc lớn nhất nổi bật trên tất cả đứng sững ở đằng trước. Khác với đất đá dựng thành nhà, tòa kiến trúc tựa như lầu canh. Một tảng đá to màu trắng bằng phẳng thật lớn làm mặt tường, trên tường còn khắc hoa văn chim chóc, chỗ cao nhất có cờ bay phấp phới. Xem khí thế là tộc trưởng cư ngụ giống như thiên vũ giới, chỗ ở hoành vĩ nhất dành cho người mạnh nhất cư ngụ. Trong dãy kiến trúc này có các hộ vệ tay cầm trường mâu, các loại ma thú. Ma cầm cường đại, đa số Lý Vân Tiêu chưa từng thấy. Một số ma vật khá mạnh đều có tác dụng quan trọng trong cuộc chiến hai giới, nguyệt bộ chăn nuôi và thuần phục những ma vật thực lực cấp thấp. Ngẫu nhiên có một ít ma vật trưởng thiên cảnh xuất hiện nhưng rất thưa thớt. Người ma tộc thiếu huyền khí, binh khí gần như đều là trường mâu, dùng nguyên liệu đơn giản luyện chế ra. Đây còn là vì trong nguyệt bộ có đại thuật luyện sư Như Nguyệt, chuyên môn dạy dỗ mấy tộc nhân biết luyện chế đơn giản mới luyện ra trường mâu cho toàn tộc nhân. Bộ tộc khác đa phần trực tiếp dùng nguyên liệu kim loại cứng rắn chế tạo hình dạng trường mâu. Đằng trước kiến trúc hùng vĩ, Lý Vân Tiêu trông thấy một con ma thú hư cực cảnh hình dáng như linh cẩu nhưng khỏe mạnh rất nhiều, lông xóa tung mềm mượt, ngực, eo, chân có giáp gang, nhìn liền thấy khí thế bất phàm, cực kỳ quý hiếm, trong cuộc chiến hai giới chưa từng gặp. Ma thú kia vốn nằm dạp dưới đất chợt đứng thẳng lên, hai mắt trợn trừng nguy hiểm nhìn Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng. Ma thú phát ra tiếng gầm gừ vì ngửi được mùi người lạ. Tử lúng túng, hơi e sợ con ma thú này. Hai vị chờ giây lát, ta đi thông báo với Nguyệt Đại Nhân. Tử chưa đi vào thì trong điện giã truyền ra giọng nữ. Liệt hình thú phát ra tiếng gầm đề phòng, không lẽ có khách quý tới chơi. Thanh âm dịu dàng chất chứa sự kiên cường, quả nhiên là một nhân vật. Tử và mấy ma quân khác lập tức nghiêm nghị hẳn lên. Tử đứng một bên nói. Bẩm Nguyệt Đại Nhân, đúng là có hai vị bằng hữu đến chơi. Giọng nữ lại truyền ra. À, có chuyện gì không? Tử lập tức kể lại tỉ mỉ đầu đuôi sự việc, đặc biệt nhất mạnh Lý Vân Tiêu đánh chết phá giáp thiết tích và nhường xác chết cho gã. Nguyệt Hiện lặng nghe xong, vắng lặng một lúc rồi mới cất tiếng nói. Có thể một mình đánh chết phá giáp thiết tích thì thực lực của vị bằng hữu này ít nhất cũng là ma quân nhị giai đúng không? Không biết tôn tính đại danh của bằng hữu là... Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, trả lời. Đại nhân bảo ta Lý là được, người bên cạnh cứ kêu là Hồng. Lý, Hồng. Nguyệt lẩm bẩm. Cái tên thật xa lạ, nghe nói các người đến từ ngoài bộ, không biết ở bộ tộc nào. Vì chuyện gì mà muốn đi băng vực nguyên quận? Sắc mặt Tiểu Hồng hơi khó chịu, nàng thầm nghĩ người tên Nguyệt này tò mò hơi nhiều. Lý Vân Tiêu cũng nghĩ vậy nhưng hắn không lộ ra mặt, ung dung từ tốn nói. Ma giới rộng lớn vô biên, khó mà độ lượng. Chúng ta đến từ bộ tộc xa xôi, nói ra Nguyệt Đại Nhân cũng chưa chắc biết. Tại sao muốn đi băng vực nguyên quận thì đó là việc tư. Lý Vân Tiêu nói một đống toàn lời nhảm nhí, không ngay mặt trả lời vấn đề nào. Tiểu Hồng không kiềm được che miệng cười, nàng suýt cười ra tiếng. Trong đại điện yên lặng không thanh âm. Tử vội vàng nói. Nguyệt Đại Nhân chỉ là muốn hi ẻo biết tình huống cơ bản của hai vị chứ không có ác ý, xin hãy nói đúng thật. Lý Vân Tiêu liếc Tử, lạnh nhạt nói. Những lời ta vừa nói toàn là lời thật, nếu không nói như thế mới là lừa các người. Tử câm nín, phất tay áo thở dài như đang trách Lý Vân Tiêu không biết điều. Trong điện lại vọng ra giọng của Nguyệt. Nếu hai vị bằng hữu không chịu lộ ra thì ta không miễn cưỡng, giờ ta đang có việc bận nên không ra nghênh tiếp. Tử. Người hãy chiêu đãi hai vị đi, và cảm tạ ơn tặng phá giáp thiết tích. Lý Vân Tiêu cười khách sáo.
chỉ là một con ma thú nhỏ, dễ nói. Tử bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức kêu mấy người khác vào điện, giao phá giáp thiết tích cho Nguyệt. Tử làm động tác mời Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng. Hai vị bằng hữu mời sang bên này. Tử mang Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng đi vài dặm mới ngừng lại, khẽ thở dài. Hai vị, tiếc quá. Tiểu Hồng, Lý Vân Tiêu đều khó hiểu. Tiếc. Lý Vân Tiêu hỏi. Sao Tử đại nhân nói vậy? Tử nói. Hai vị đưa cho phá giáp thiết tích là ân nhân của tộc ta, nếu có thể làm Nguyệt đại nhân vui thì có lẽ sẽ cầu được Nguyệt đại nhân luyện chế một món huyền khí cho hai vị, dù chỉ có một cái cũng tốt. Bây giờ xem ra vô vọng rồi. Lý Vân Tiêu thầm buồn cười, hắn giả bộ buồn bực gật gà gật gù nói. Thì ra là vậy, ai, đúng là tiếc thật, nhưng bỏ lỡ cơ hội là bỏ lỡ, cứ để nó qua đi. Tiểu Hồng không kiềm được muốn cười, ngoài mặt nàng làm bộ tức giận lườm Lý Vân Tiêu, không hiểu sao gò má hơi hồng. Tử nói, các vị đừng buồn tiếc nữa, dù sao còn 7 ngày mới đến đại hội giao lưu vật tư. Trong 7 ngày này nếu có cơ hội thì ta sẽ nói tốt cho các vị trước mặt Nguyệt đại nhân, tranh thủ khiến đại nhân nhớ các người là ai. Lý Vân Tiêu cười nói. Vậy xin làm phiền. Tử gật đầu nói. Khu vực này là đất tu luyện tầng cao nhất Nguyệt bộ, hai vị đi theo ta. Tử rất nhanh dẫn hai người đến một gian mật thất, cười nói. Gian này đi, bên trong đủ rộng rãi. 7 ngày sau ta sẽ tìm hai vị. Nếu giữa đường Nguyệt đại nhân nhớ đến cái tốt của hai vị, muốn luyện chế binh khí cho hai vị thì ta sẽ thông báo ngay. Lý Vân Tiêu vốn định nói giữa đường không cần thông báo với chúng ta nhưng thấy Tử uống nhiệt tình thì không tiện tạt gáo nước lạnh. Lý Vân Tiêu cười nói. Tốt, vậy xin nhờ Tử đại nhân. Tử vẻ mặt chân chất cười nói. Sao lại nói vậy, không cần khách sáo. Tiểu Hồng đột nhiên biến sắc mặt chỉ vào mật thất. Chỉ một gian. Tử sửng sốt. Gãi đầu nói. Đúng rồi, một gian. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện vấn đề, hắn chỉ vào Tiểu Hồng rồi chỉ chính mình, lúng túng nói. Tử đại nhân, chúng ta nam nữ, thụ bất thân. Gò má Tiểu Hồng hơi hồng ngại ngùng cúi đầu, nàng thầm nghĩ, đã như vậy rồi còn nam nữ thụ bất thân gì, sao lúc trước ngươi không nam nữ thụ bất thân đi. Tiểu Hồng thầm xấu hổ bực tức rồi lại trộn lẫn chút lạc lõng. Sau đó giật mình nhớ ra là nàng chủ động đè đối phương. Gò má Tiểu Hồng nóng ran chạy thẳng xuống cổ. Tử gãi đầu, khó hiểu hỏi. Đây là mật thất bế quan luyện công chứ không phải mật thất để các người thụ bất thân. Hai người. Chấm. Tiểu Hồng xấu hổ bực tức quát. Ngươi cứ nói thẳng là có hai phòng không, lại nhải cái gì. Tử xem Tiểu Hồng tức giận, dù gã không hiểu nhưng vẫn nói ngay. Có, tất nhiên có hai gian. Vậy trong các người ai ở đây? Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua mật thất, bên trong đúng là vô cùng rộng rãi, ma khí cực kỳ đậm. Lý Vân Tiêu nói, để Tiểu Hồng ở đây đi. Tiểu Hồng khẽ ừ, giọng nhỏ như muỗi kêu, khác hẳn với vừa rồi nổi khùng, nàng cúi đầu bước chân đi vào. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dạng Tiểu Hồng, cảm thấy đầu đau như búa bổ, hắn không biết nên giải thích sao với nhóm Hồng Nhan. Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê còn ở trong giới thần bi. Không biết hai người có phát hiện chưa? Với thực lực của Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê thì thần thức xuyên thấu thân bia điều tra chuyện bên ngoài dễ như trở bàn tay. Lòng Lý Vân Tiêu thấp thỏm theo sau lưng Tử rất nhanh đến gian mật thất khác, hắn đi vào bế quan tu luyện. Lý Vân Tiêu dò xét tình hình thân thể, giống như lúc ở ngoài cốc, tất cả vết thương đã lành, không có chút gì khó chịu, mơ hồ lực lượng vững bước tăng tiến nhiều. Đây là chỗ tốt mang đến sau lưng ái ân với Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu nhớ tới cảnh hương diễm đó làm thân thể có phản ứng, máu trong người và ma khí trở nên khô nóng. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, vội vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu nghiêm túc điều tức tu luyện. Bởi vì nguyên giới không tồn tại linh khí, chỉ có thể tu luyện ma công. Thêm vào mật thất không biết làm bằng cái gì mà có tác dụng cộng thêm ma khí rất lớn. Rất nhanh cả người Lý Vân Tiêu hoàn toàn bị ma khí xâm nhiễm, nhìn không khác gì ma tộc, thậm chí lộ vẻ dữ tợn. Một tay Lý Vân Tiêu bắt ấn biến ra chân ma pháp thân, ba đầu sáu tay. Sáu tay bắt ấn, ma khí hóa thành hình rồng bị kỳ kình nuốt vào. Nguyên không gian mật thất mơ hồ vì ma khí lưu động kịch liệt. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu vui sướng tu luyện ma công như vậy, ba mặt pháp tướng hiện ra khuôn mặt khác nhau, hoặc thích hoặc giận, hoặc tĩnh hoặc động, hoặc buồn hoặc vui. Đột nhiên óc Lý Vân Tiêu lóe tia sáng, có nhiều tin tức tràn vào.
như chuyện cũ yên lặng bị phủ bụi trong ký ức đột nhiên kích động lên. Trong thức hải linh đài dần hiện ra một ma ảnh hoành vĩ ngồi xếp bằng hư không. Ma ảnh một tay bắt ấn hóa thành ba đầu sáu tay, ấn quyết sáu tay khác nhau, chậm rãi biến hóa chỉ ấn. Cùng với ấn quyết lên xuống, quy tắc hư không tương hợp tương ứng, hồn nhiên một thể với nó. Lý Vân Tiêu thầm kêu lên. Đế! Lý Vân Tiêu lập tức tập trung thần thức nhìn chăm chú vào thân hình vĩ ngạn kia, cẩn thận cố gắng ghi nhớ mỗi động tác. Bộ pháp quyết này dường như cực kỳ cường đại, phức tạp mà hoa lệ nhưng đem lại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu biết đây là bởi vì đế chi ma nguyên ở trong cơ thể hắn, nhưng không hoàn chỉnh. Cảnh tượng hiện tại chắc là vì Lý Vân Tiêu tu luyện ma công kích phát ra ký ức phủ bụi. Lòng Lý Vân Tiêu máy động, hắn giật mình phát hiện trong linh đài của mình, cách thân hình vĩ ngạn không xa có một bóng người dừng chân nhìn đăm đăm, cũng cố ghi nhớ ấn quyết của đế như Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Băng Tiểu Hồng. Bóng người kia tuy mơ hồ nhưng đúng thật là Tiểu Hồng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Vân Tiêu hoang mang, tại sao thức hải linh đài của hai người hòa cùng nhau? Lý Vân Tiêu ngây ra một giây rồi gác kỳ cảnh sang một bên, không quan tâm Tiểu Hồng có phát hiện hắn không, tiếp tục xem ma đế thi triển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thi triển trăm ấn quyết của đế rồi không gian bên trên sáu tay lay nhẹ, trở nên mơ hồ. Lý Vân Tiêu mở to mắt, hắn không xa lạ gì tình hình này, là cảnh tượng lúc lục đạo ma binh buông xuống. Quả nhiên cùng với hư không lung lay, lục đạo ma binh xuất hiện từ từ đáp xuống. Nhưng chỉ có năm binh khí xuất hiện, đó là A Hàm Trảm Cốt Đao, A Ma Luân Bảo, A Lại Huyền Việt, A Nam Kiền Sát, A Át Phản Sát rơi vào năm bàn tay. Còn tay phải trước mặt biến đổi chỉ ấn, năm ma binh rung rung khí âm trong trẻo háo tha từng vòn sóng tán đi. Năm khí âm chấn động như hòa cùng thủ ấn kia, một mảnh ma quang tán đi trên đầu ngón tay phải. Lý Vân Tiêu trợn to mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm đầu ngón tay, một quyển đan thanh phá không ra từ trong hư vô rơi vào lòng bàn tay hắn. Lòng Lý Vân Tiêu vô cùng rung động. Ma binh thứ sáu sao? Trong ký ức thức hải của Lý Vân Tiêu chưa từng có ký ức về ma binh này. Hai ngón tay ma đế nâng đan thanh thư quyển, mắt đế bắn ra ma quang rơi vào đan thanh thư quyển, từng vòng sóng gợn lan tỏa. Thư quyển bay lơ lửng từ từ trải ra trước mặt ma đế, ánh sáng tường hóa phát ra, có phủ văn và tranh lấp lóe trên đan thanh thư quyển. Người Lý Vân Tiêu run rẩy, mắt càng trợn to, hắn cảm nhận rõ ràng dù là Tiểu Hồng cũng cực kỳ kích động. Một thanh âm du dương vang lên, không mặn không nhạt nói. Chậc chậc, hiếm có thật. Mọi người đều ở. Lý Vân Tiêu giật mình tỉnh lại từ trạng thái tập trung tinh thần, thần thức quét qua thấy bên kia ma đế có một bóng người. Bóng người đó mở miệng rồi mới từ trong hư vô hóa thân đi ra, khuôn mặt giống đế y như đúc, đó chính là ma chủ Phổ. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Phổ đại nhân. Nhưng rất nhanh Lý Vân Tiêu bình tĩnh lại. Nếu trong thức hải này Lý Vân Tiêu vào được, Tiểu Hồng cũng có thể vào vậy tất nhiên ma chủ Phổ cũng có thể. Tim Lý Vân Tiêu đập nhanh thầm nghĩ. Viện thì sao? Lý Vân Tiêu đang suy nghĩ chợt giọng Tiểu Hồng vang lên. Vân Tiêu ca ca. Dường như đến lúc này Tiểu Hồng mới thấy Lý Vân Tiêu, đi vài bước nên tới nơi. Nhưng khiến người ngạc nhiên là cự ly gần trong gang tấc thế nhưng Tiểu Hồng đi cỡ nào cũng không thể đến bên cạnh Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói. Hãy ở yên tại chỗ, chúng ta vì ma nguyên ma chủ mà sinh ra một số hiện tượng kỳ lạ. Dường như thức hải dung hợp cùng nhau, không phải chân thực. Tiểu Hồng dừng bước, hỏi. Vậy là ta đang nằm mơ. Lý Vân Tiêu cười nói. Không phải nằm mơ, chúng ta yên lặng xem đi. Tiểu Hồng khẽ ừ, không nói gì nữa. Ma chủ Phổ rời mắt khỏi Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng mà chuyển sang hư không khác, cười khẩy nói. Nếu ngươi cũng ở thì lộ mặt đi, lấp ló, ngươi làm mất mặt quá. Giữa hư không vang tiếng hừ lạnh. Hừ, Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng dùng mình, bọn họ vô cùng quen thuộc thanh âm kia, là ma viện. Hư không đó khuếch tán sương mù, thân hình viện dần hiện ra. Viện nhìn ma chủ Phổ đăm đăm, nhếch môi cười nhạt. Rất nhanh viện nhìn hướng Lý Vân Tiêu, nét châm biếm đổi ngay thành sát khí lạnh băng. Chỉ bị viện nhìn một cái Lý Vân Tiêu đã như rơi vào hầm băng, hắn vận chuyển ma công mới xua tan khí lạnh. Không phải vì viện mạnh cỡ nào khiến Lý Vân Tiêu rợn tóc gáy mà vì nàng hận hắn sâu sắc,
ánh mắt lạnh băng khiến người rét run. Ha ha! Lý Vân Tiêu vẫy tay chào. Viện đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Viện khẽ ừ, nghi ngờ hỏi. Ngươi cố ý đến ma giới chịu chết. Ha ha, đại nhân đừng nói buồn vậy. Lý Vân Tiêu cười nói. Chẳng lẽ ta không thể đến tiễn đại nhân đi chết sao? Viện liếc Lý Vân Tiêu lại quét mắt qua Tiểu Hồng, Ma Phổ. Ta hiểu rồi, ba người muốn hợp sức đối phó ta. Lý Vân Tiêu rộng rãi thừa nhận. Xem như đi, đại nhân sợ không? Viện khinh thường cười khẩy nói. Hừ, bổn tọa ở trong viện bộ, tùy thời chào đón các ngươi đến chịu chết. Mặt viện tràn đầy khí lạnh và châm chọc, không hề kiêng dè nói ra vị trí mình ở, đó là sự tự tin tuyệt đối, tự tin thực lực của mình có thể tiêu diệt tất cả. Ma Phổ con ngươi co rút nhìn viện chằm chằm. Ngươi đã bước chân vào thánh ma cảnh. Viện cười khẩy nói. Như thế nào, sợ? Ma Phổ biểu tình tràn đầy giật mình, biểu tình cực kỳ khó xem. Sợ thì không đến mức, nhưng đối phương bước chân vào thánh ma cảnh thì vô cùng khó khăn nếu muốn đánh chết nàng. Lý Vân Tiêu nói, nàng chỉ mới vào thánh ma cảnh không lâu, hơn nữa vì nuốt chọc khôn chủ địa giới ngày xưa nên cảnh giới cực kỳ bất ổn. Lần này nàng trốn về ma giới vì bế quan ổn định cảnh giới. Phổ đại nhân, nếu muốn chặn giết ma này thì hiện tại là thời cơ tốt nhất. Viện không hề kiêng dè, nàng rất là rộng rãi nói. Lý Vân Tiêu nói đúng, hiện tại cảnh giới của ta không ổn định, là lúc yếu ớt nhất. Chờ khi ta hoàn toàn dung hợp lực lượng chọc khôn thì các ngươi sẽ là con cá nằm trên thớt mặc cho ta bằm chặt. Con ngươi ma chủ Phổ co rút. Viện bộ sao? Ma giới rộng lớn vô biên nhưng ít khi thay đổi địa thế, sáu ơ điều danh xưng bộ tộc hay thay đổi, tộc trưởng chết là bộ tộc đổi tên ngay. Nhưng viện bộ hiện nổi tiếng lừng lẫy trên mảnh đất ma giới, Ma Phổ vào giới nhiều năm đã hỏi thăm rõ ràng từ lâu. Phổ nhìn hướng Lý Vân Tiêu, dò hỏi. Lý Vân Tiêu, người nghĩ sao? Mắt Lý Vân Tiêu hấp hai á nói. Nếu Phổ đại nhân cảm thấy được thì ta sẽ liều mình bồi quân tử một lần. Phổ trầm giọng nói. Tốt, vậy ta sẽ chờ ngươi trong thành Thiên Hàn, chủ thành của viện bộ. Mắt Phổ bắn tia sắc bén quét qua người Lý Vân Tiêu. Tiểu Hồng như muốn nhìn thấu thực lực của hai người. Nhưng bất đắc dĩ nơi này chỉ là thức hải cộng minh, không theo ý ma chủ Phổ được. Phổ khẽ hừ, bỏ cuộc. Chợt ma chủ Phổ liếc mắt hướng góc nào đó, hừ lạnh một tiếng. Sao còn có một con chuột nhỏ? Lăn ra đi. Nhóm Lý Vân Tiêu lộ vẻ ngạc nhiên nhìn theo hướng ánh mắt của Phổ. Hư không nơi đó tràn ngập sương khói trắng mông lung rồi tản ra, dần xuất hiện một thân hình nam nhân. Người đầy ma văn, mơ hồ lấp lóe ánh lửa. Ngươi là, người Lý Vân Tiêu run rẩy như bị ai giã mạnh vào trái tim, hắn giật mình hét thất thanh. Hoa Thiên Thụ, ngươi là Hoa Thiên Thụ. Lý Vân Tiêu gần như thất thố, hắn mừng như điên đến ngây người. Tiểu Hồng sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn người đó, đúng là Hoa Thiên Thụ. Lúc trước trong sơn mạch thiên đáng, Hoa Thiên Thụ hy sinh mình cứu Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cứ nghĩ Hoa Thiên Thụ chết chắc ai ngờ gặp gỡ tại đây, khúc chiết khiến nàng hỗn loạn. Nhưng trong lòng Tiểu Hồng buông xuống một tảng đá, lúc trước dù sao là nàng chém đôi tay Hoa Thiên Thụ, nàng luôn giấu Lý Vân Tiêu, nó trở thành tâm kết của nàng. Nay Hoa Thiên Thụ không chết, Tiểu Hồng cũng mở hút mắt, không cần lo ngày nào đó bị Lý Vân Tiêu biết được sự thật sẽ trở mặt với nàng. Bóng người đó từ từ xuất hiện, mừng hết lớn nhìn Lý Vân Tiêu, kích động kêu lên. Sư tôn, ngực Lý Vân Tiêu tràn đầy, nước mắt lưng tròng nói. Tốt, tốt, ngươi không chết, tốt quá. Hoa Thiên Thụ cười khờ nói. Không ngờ lúc còn sống có thể gặp lại sư tôn, bây giờ dù có chết cũng đáng giá. Lý Vân Tiêu mắng. Nói lời kỳ cục gì, không được chết, không ai được chết, mọi người phải sống thật tốt. Đã quá nhiều người chết trong hạo kiếp này, ta không muốn mất thêm thân hữu nào nữa. Hoa Thiên Thụ nhếch môi cười, kiên quyết nói. Tốt, nếu sư tôn nói không được chết thì ta không chết. Viện lạnh lùng cười. Kẻ yếu làm gì có quyền quyết định sự sống chết của mình. Con chuột chạy trốn nhà ngươi có thể sống đến bây giờ đã không dễ. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Thiên Thụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đế già thật sự đã chết sao? Ma Phổ cơ mặt co giật, gã cũng rất quan tâm vấn đề này. Hoa Thiên Thụ gật đầu, thở dài. Đế già chết thật rồi, ma nữ đó và chọc khôn bị hấp thu hoàn toàn,
chỉ còn lại một lũ ma nguyên trốn thoát tồn tại trong người đệ tử, dựa vào thân bất tử của Phượng Hoàng mới thoát khỏi cửa khó. Nhưng lũ ma nguyên kia quá yếu ớt, muốn khống chế thân hình của đệ tử, bị đệ tử luyện hóa, chắc là đế giả không còn tồn tại trên đời nữa. Thì ra như thế, Lý Vân Tiêu và Ma Phổ Thế mới hiểu quá trình chết trước kia của đế giả. Ma Viện nói, Lý Vân Tiêu, chuyến đi thành Thiên Hàn ngươi và đồ đệ con chuột của ngươi cùng tới đi. Lý Vân Tiêu ngạo nghễ nhìn Viện, cười khẩy nói. Viện nói qua ta liền đến sao? Ta không cho hắn lại đó rồi sao? Ma Viện nổi giận. Ngươi! Nhưng Viện chợt nhớ Lý Vân Tiêu rất độc miệng, chuyên khiến người tức ói máu, chắc bây giờ hắn cũng cố làm vậy làm nàng mình lửa giận bừng bừng, nhiễu loạn nỗi lòng mà chậm trễ tu luyện. Nghĩ thông điều này Viện bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói. Tùy ngươi, tuy ma giới lớn nhưng cũng rất nhỏ trong mắt chúng ta. Hoa Thiên Thụ hỏi. Sư tôn ở đâu, ta đến tìm người. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, nói. Thôi, gặp nhau ở viện bộ đi. Lý Vân Tiêu sợ nói ra vị trí sẽ lộ hành tung của mình. Lý Vân Tiêu không sợ viện phái người ám sát chỉ sợ đối phương lấy địa chỉ của hắn làm mồi giữa đường chặn giết Hoa Thiên Thụ. Hoa Thiên Thụ cũng hiểu điều đó, gã chắp tay cung kính nói. Được rồi, vậy đệ tử sẽ cung hậu sư tôn đến ở thành Thiên Hàn. Năm người mỗi người đứng một vị trí quanh ảo ảnh ma đế. Từ khi ma phổ xuất hiện thì ảo ảnh ngừng bắt ấn, đan thanh thư quyển mở ra một nửa rồi lơ lửng giữa không trung. Giống như là ma phổ đặc biệt đánh gãy, sợ bị mấy người khác nhìn thấy nội dung trong đan thư. Bây giờ mấy người nói chuyện địch hữu rõ ràng, sát khí tràn ra, thức hải trở nên hoảng hốt, ảo nhà ma đế dần mơ hồ. Cùng mấy người khác biến mất trong thức hải. Lý Vân Tiêu mới tỉnh táo lại từ nhập định, hắn cẩn thận nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Trong đan thanh thư quyển tỏa hà quang như ghi chép thứ gì ghê gớm, tiếc rằng bị ma phổ đánh gãy, không thể xem chút gì. Nhưng tâm tình Lý Vân Tiêu siêu tốt, vì biết Hoa Thiên Thụ còn sống, chính mắt nhìn thấy, xác nhận đúng y. Lý Vân Tiêu đang suy nghĩ thì ánh sáng cấm chế trên cánh cửa lóe sáng, một ma khí đen thui bắn vào. Lặng lẽ uốn lượn trong mật thất. Lý Vân Tiêu giơ tay lên chộp lấy ánh sáng, có tin tức truyền vào đầu hắn ngay. Lý Vân Tiêu đứng dậy bước tới trước cửa mật thất, mở cửa phòng ra, Tiểu Hồng đã đứng chờ bên ngoài. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta biết ngay nàng sẽ đến. Gò má Tiểu Hồng ửng đỏ, giận dỗi nói. Nhất định phải là ta đến chứ không thể là ngươi tới tìm ta sao? Lý Vân Tiêu sửng sốt, không biết nên trả lời ra sao. Hắn vội mời nàng vào phòng. Tiểu Hồng hỏi. Lý Vân Tiêu trong thức hải vừa rồi là ngươi đúng không? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng rồi, mỗi người đều là chân thật, thể nghiệm rất kỳ lạ, có thể thông qua ma nguyên của ma đế đạt tới thức hải cùng chung. Thiên địa thật huyền diệu, chúng ta hiểu biết còn thua xa. Tiểu Hồng khẽ ừ, chậm rãi hỏi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đi thành Thiên Hàn sao? Không đến Nguyên Quận. Lý Vân Tiêu dò hỏi, ý của nàng thế nào? Tiểu Hồng nói, ta nghĩ nên đi Nguyên Quận trước, được đến hóa lân ma cốt, trùng kích tạo hóa, có vậy mới càng nắm chắc đối phó Việt. Lý Vân Tiêu nói, ta có suy xét đến điều nàng nói, nhưng bây giờ viện thiếu thời gian nhất, đi Nguyên Quận không biết mất bao lâu. Mỗi kéo dài một phút là tăng phần nức mạnh của viện lên. Nếu không địch lại thì chúng ta chạy trốn cũng không khó khăn. Tiểu Hồng lắc đầu nói, Vân Tiêu ca ca nghĩ quá đơn giản, nếu trong thiên vũ giới dù chúng ta không địch lại viện ít ra dư sức chạy trốn. Nhưng đừng quên nơi đây là ma giới, huống chi chúng ta sắp đi chủ thành của viện bộ, trừ viện ra tất nhiên còn có rất nhiều cao thủ. Vân Tiêu ca ca đến đó có tự tin sẽ chạy thoát được không? Nếu chúng ta đi Nguyên Quận trước thì có thể tụ họp với Vi Thanh, Yết. Được hai người đó hỗ trợ thì phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu sờ cằm trầm ngâm. Đi tới đi lui trong mật thất, lẩm bẩm. Nếu có Vi Thanh và Yết hỗ trợ thì đúng là phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng chúng ta hiểu biết về Yết quá ít, người này là nhân tố cực kỳ không ổn định. Tiểu Hồng nói. Đừng quên nếu có hóa lân ma cốt thì trong ba chúng ta có lẽ sẽ có một, hai người xông vào tạo hóa cảnh, dù có xung đột gì với Yết vẫn sẽ tăng phần thắng rất lớn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vậy được rồi. Chờ 7 ngày sau trong đại hội giao lưu vật tư chúng ta tìm hiểu tọa độ thành Thiên Hàn, Nguyên Quận trước, tính toán thời gian rồi quyết định. Đây đúng là cách ổn thỏa nhất, Tiểu Hồng đồng ý. Vậy thì rất tốt.
Hai người đang bàn bạc thì đột nhiên cấm chế trong mật thất lại lóe sáng, một luồng ma quang bắn tới lặng lẽ uốn lượn trong phòng. Lý Vân Tiêu chộp lấy ma quang, nói. Tử đến. Tiểu Hồng kinh ngạc hỏi. Hắn đến làm gì? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không biết. Lý Vân Tiêu chợt khựng người, biểu tình quái dị nói. Chẳng lẽ là Nguyệt kia đột nhiên nhớ tới gã nên muốn luyện chế huyền khí cho? Tiểu Hồng cười khẽ, mắt lóe tia coi rẻ. Không nói tới hai người đều có lục đạo ma binh, dù là thánh khí bình thường thì mỗi người cũng có một món, Nguyệt gì đó luyện chế ra hơn phân nửa là trường mâu đen thui. Lý Vân Tiêu mở cửa mật thất, Tử đang đứng ở ngoài cửa, gương mặt gần như dán sát cửa làm hắn phải thụt lùi mấy bước. Lý Đại Nhân, a, Hồng Đại Nhân cũng ở. Tử trông thấy Tiểu Hồng thì sửng sốt, ngón tay chỉ vào hai người. Chẳng phải các người nói nam nữ thụ thụ bất thân sao? Lý Vân Tiêu lúng túng. Mặt Tiểu Hồng đỏ rực tức giận nói. Ai cần ngươi lo, cái tên vô sỉ này, có gì thì nói mau đi, không có gì để nói thì cút. Tử ấp úng một lúc, thầm nghĩ là tự các ngươi nói nam nữ thụ thụ bất thân, quang minh chính đại cho hai ngươi một gian mật thất không dùng, cứ muốn lén ở chung mật thất, đúng là sở thích quái dị. Lại còn nói ta vô sỉ. Nhưng Tử không thể nói lời đó, biểu tình của gã uất ức nói. Chúc mừng hai vị, Nguyệt Đại Nhân nhớ đến hai vị, cố ý phái ta đến mời. Lý Vân Tiêu cũng hơi khó chịu, hắn không hề muốn được Nguyệt luyện chế huyền khí cho. Lý Vân Tiêu từ chối ngay. Chúng ta xin nhận ý tốt của Nguyệt Đại Nhân, nhưng ta vừa mới lĩnh ngộ đến một chiêu bán thức thần thông, đang tham ngộ, thật sự không tiện đi gặp Đại Nhân, đành bỏ lỡ dịp tốt này. Tử sửng sốt, khó tin hỏi. Nguyệt Đại Nhân mời, hai vị không đi. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng đều lắc đầu, đồng thanh kêu lên. Không đi. Tử gãi đầu, ngây ngốc nói. Ta không nghe lầm đi. Lý Vân Tiêu cười tiễn Tử ra cửa. Không nghe lầm, ta phải tham ngộ thần thông, Đại Nhân lo việc của mình đi. Lý Vân Tiêu nói xong đóng cửa mật thất lại. Tiểu Hồng cười mắng. Thật là một đám ếch ngồi đáy giếng. Lý Vân Tiêu nói, cũng không thể trách bọn họ, bởi vì ma giới đặc biệt nên không có nghề thuật luyện sư. Nguyệt có thể trở thành người nổi bật trong ước vạn người đã là không dễ. Lý Vân Tiêu chợt nhớ tới Lỗ Thông Tử, ánh mắt âm trầm. Không biết Lỗ Thông Tử hiện như thế nào, chắc còn trong ma bộ. Chờ xong việc nguyên quận, thành thiên hàn rồi Lý Vân Tiêu phải đi man bộ một chuyến tìm hiểu tin tức của Lỗ Thông Tử, Diệp Nam Thiên. Lý Vân Tiêu đang suy nghĩ thì cửa mật thất lại lấp lóe, Tử đưa tin tức vào. Lý Vân Tiêu không kiên nhẫn mở cửa ra, hỏi. Đại Nhân, lại chuyện gì? Cái, đó. Tử gãi sau gáy, khó xử nói. Nguyệt Đại Nhân nói là phải mời hai vị đi, nói là muốn tự mình cảm tạ hai người cho phá giáp thiết tích. Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì. Việc nhỏ bình thường, không đáng nhắc đến. Lý Vân Tiêu đang định đóng cửa nhưng bị Tử chặn lại. Tử mặt nhăn nhó nói. Lý Đại Nhân, xin hai vị hãy đi một chuyến. Nguyệt Đại Nhân giao cho nhiệm vụ, dù là núi đao biển lửa chúng ta cũng phải hoàn thành, huống chi chỉ là việc nhỏ mời người. Nếu làm không được thì ta cũng không mặt mũi nào tiếp tục ở lại Nguyệt Bộ. Tiểu Hồng tức giận nói. Ngươi không có mặt mũi ở lại liên quan gì chúng ta. Dù ngươi đi chết cũng chẳng liên quan chúng ta, mau cút đi. Đừng quấy rầy chúng ta tu luyện. Tử lúng túng đứng trước cửa, không biết nên làm sao. Tử cầu cứu nhìn Lý Vân Tiêu, dáng vẻ tội nghiệp. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ vỗ vai Tử. Được rồi, chúng ta cùng ngươi đi gặp Nguyệt một chuyến. Tử vội nói. Đa tạ Lý Đại Nhân. Trong lòng Tử rất là bức bối, ma tộc nào nghe nói Nguyệt muốn chịu kiến đều hưng phấn muốn bay lên, hai người trước mắt ngược lại bộ dáng như chịu thiệt. Lý Vân Tiêu thấy Lý Vân Tiêu đồng ý thì không tiện nói gì thêm, nàng khẽ hừ, ánh mắt sắc bén lườm Tử. Tử không dám nhìn Tiểu Hồng, cúi đầu đi đằng trước dẫn đường. Trong mắt Lý Vân Tiêu xoay tròn phát hiện trừ Tử ra có rất nhiều ma quân theo lại đây. Tiểu Hồng cũng nhận ra không đúng, hai người vô tình nhìn nhau, âm thầm trao đổi nhắc nhở đối phương cẩn thận cảnh giác. Lý Vân Tiêu không hiểu gì, không rõ lý do tại sao khiến Nguyệt Bộ trở nên kiêng dè bọn họ. Tiểu Hồng thầm cười nhạt, nếu Nguyệt không biết điều thì sẽ tự chịu diệt vong. Một đám người đi vài dặm đường, Tử cắm cúi đi tới trước, rất nhanh đến đại điện nơi Nguyệt cư trụ. Hình thú đang nằm sấp trước điện nghỉ ngơi, nó hơi ngước mắt lên nhìn nhóm người.
Có lẽ vì đã gặp lần trước nên hiện tại nó không cảnh giác gì, chỉ liếc mắt một cái rồi ngủ tiếp. Tử đưa hai người đến trước điện, cung kính nói. Nguyệt đại nhân giang cờ đợi hai vị ở bên trong, xin hãy vào đi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Tử đại nhân không vào cùng chúng ta sao? Tử vội nói. Không không không, không có Nguyệt đại nhân truyền triệu thì chúng ta không dám đi vào. Đại nhân chỉ truyền triệu hai vị. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vậy được rồi. Nói xong Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng một trước một sau đi vào đại điện. Trong điện bày trí sáng sủa, không có vật trang sức vô dụng nào. Tám cây cột đá thô to khắc hoa văn chim thú dựng bốn phía, chính giữa có một bệ đá thấp bé, bên trên trải ra lông con ma vật gì không biết, bên trên đặt một cái bàn đá đơn giản. Nhưng Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận dòng chảy ma khí khác biệt trong không khí xoay quanh bệ đá, giữa các cột đá, dường như có quy luật nào đó. Một nữ nhân ngồi đằng trước bàn đá đối diện cửa, khuôn mặt xinh đẹp, thần thái trầm tĩnh, áo xám bao lấy thân hình yểu điệu. Đôi mắt nàng long lanh xem xét Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Ba người đánh gá nhau, Tiểu Hồng hơi khó chịu với ánh mắt đó nên mở miệng trước. Tiểu Hồng lạnh lùng hỏi. Ngươi là trưởng của bộ này, Nguyệt. Nữ nhân yểu điệu nhẹ gật đầu, thanh âm quen thuộc lúc trước từng nghe trước đại điện lại vang lên. Đúng rồi. Lý Vân Tiêu cảm thấy Tiểu Hồng nói chuyện hơi gay gắt, khó chịu, hắn sợ nàng nói tiếp sẽ gây ra mâu thuẫn xung đột. Lý Vân Tiêu giành nói trước. Không biết Nguyệt đại nhân truyền triệu hai chúng ta tiến đến là vì chuyện gì? Nguyệt nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, xem kỹ một lúc rồi mở miệng hỏi. Ta nghe nhóm tử nói ngươi một mình giết phá giáp thiết thích. Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực, cười nói. Chỉ ăn may. Nguyệt hỏi. Không biết các hạ dùng thần thông. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, không ngờ Nguyệt hỏi vậy. Lý Vân Tiêu tò mò hỏi. Như thế nào, Nguyệt đại nhân muốn học? Nguyệt choáng, đỏ mặt tức giận nói. Đương nhiên không phải, nhưng vết thương của phá giáp thiết tích rất kỳ lạ, ta chưa từng thấy nên rất muốn biết. Tiểu Hồng cười lạnh nói. Tại sao hắn phải nói cho ngươi? Lý Vân Tiêu cười hùa theo. Biết rồi không có lợi gì cho đại nhân, không biết thì hơn. Nguyệt biến sắc mặt, dường như sắp nổi giận nhưng ráng nhịn. Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Lý Vân Tiêu, gằn từng chữ. Các ngươi không phải là người ma giới. Hai người biến sắc mặt, Tiểu Hồng cảnh giác lên, ma khí dao động trên người nàng, dường như nói chuyện không hợp sẽ đánh nhau. Lý Vân Tiêu ngăn Tiểu Hồng lại. Đừng xúc động. Lý Vân Tiêu nhìn Nguyệt, hỏi. Sao đại nhân nói vậy? Nguyệt bật cười. Ha ha ha. Mặt mày Nguyệt giãn ra, cực kỳ xinh đẹp. Biểu tình của vị bằng hữu này đã chứng thực lời ta nói. Lý Vân Tiêu không tỏ ý kiến, lạnh nhạt nói. Chứng thực hay không chẳng quan trọng, ta chỉ muốn biết tại sao, 95 nói vậy, là vì vết thương trên người phá giáp thiết tích sao? Nguyệt gật đầu nói. Không sai, vết thương trên người phá giáp thiết tích chắc là bị Thái Hư Ngọc Thanh Phạm Thiên Tử phủ diệt thế thần lôi của Thiên Vũ giới giết. Loại thần lôi này do giới lực Thiên Vũ giới ngưng tụ, người ma giới tuyệt đối không thể nắm giữ. Lý Vân Tiêu gật gù. Ra là vậy, xem ra ta đã sơ sẩy, lúc trước không nên đưa phá giáp thiết tích cho các người. Bây giờ đại nhân muốn sao? Lý Vân Tiêu nói ung dung nhưng chân thì bước đi thong thả, hắn cùng Tiểu Hồng đứng hai phía bệ đá bao vây Nguyệt vào giữa, chỉ cần hai người vừa ra tay thì Nguyệt chết chắc. Tiểu Hồng cười khẩy nói. Đúng rồi. Không nên đưa con thằn lằn to đó cho bọn họ, bây giờ dẫn đến lấy oán trả ơn. Nguyệt nhíu mày nói. Ta nghĩ hai vị hiểu lầm, ta không muốn làm gì các người, chỉ muốn xác nhận. Lý Vân Tiêu không tin. À, chỉ vì xác nhận. Lý Vân Tiêu trào phúng. Đơn giản vậy sao? Nguyệt nhíu mày nói. Chỉ đơn giản như thế chứ không thì ngươi nghĩ sao? Tiểu Hồng cười khẩy nói. Ha ha ha. Chúng ta còn tưởng ngươi muốn giết gã nên đang suy xét có nên yếu giết ngươi diệt khẩu không. Mặt Nguyệt hiện nét tức giận, nàng nét mặt xa sầm nói. Nơi đây là tổng bộ tộc Nguyệt, các ngươi nghĩ giết ta thì có thể thoát được sao? Hay các ngươi cho rằng mình nhất định giết được ta? Tiểu Hồng phát ra khí thế gằn giọng nói. Có thể thử xem. Lý Vân Tiêu ngăn Tiểu Hồng lại. Đừng xúc động, chúng ta cố gắng đừng gây sự. Nếu Nguyệt đại nhân không có ác ý thì hai bên hãy ở chung hòa thuận, coi như không biết gì hết, không có chuyện gì xảy ra. Nguyệt kê ỉm chế lửa giận, hít sâu, nói.
Ta là một trong 5 vị thuật luyện sư duy nhất trong 300 bộ tộc của tranh bộ, cũng là thuật luyện sư mạnh nhất. Nếu dám giết ta thì các ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi tranh bộ. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta hiểu điều đó nhưng cũng hy vọng Nguyệt Đại Nhân hiểu rằng chúng ta tiến vào ma giới không phải muốn làm chuyện xấu gì. Hy vọng Đại Nhân lúc nên hồ đồ hãy hồ đồ đi. Nguyệt lạnh lùng nói. Các ngươi tiến vào ma giới làm cái gì liên quan gì ta? Nói với ta làm chi? Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. À, vậy Đại Nhân truyền triệu hai chúng ta tiến đến chỉ để tán gẫu sao? Nguyệt lặng im một lúc. Dĩ nhiên là không. Bởi vì phá giáp thiết tích rất quan trọng với ta, vì cảm kích hai vị nên ta muốn trợ giúp một tay. Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng ngạc nhiên lặp lại. Trợ chúng ta giúp một tay. Tiểu Hồng gật mạnh đầu. Trợ giúp các ngươi, dù các ngươi muốn làm gì trong ma giới thì ta đều vui vẻ giúp đỡ. Lý Vân Tiêu cười phá lên. Ha 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 ha. Nụ cười kia vô cùng nghiền ngẫm, thậm chí xen lẫn mấy phần châm chọc làm Nguyệt cực kỳ tức giận. Nguyệt nổi giận hỏi. Cười cái gì? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Từ khi chúng ta vào đại điện thì bên ngoài triệu tập ít nhất hơn 200 người, bao gồm các loại ma thú, ma cầm bao vây kín nơi này. Nguyệt đại nhân hỗ trợ thật là hoàn toàn mới lạ. Cái gì? Tiểu Hồng nghe vậy nổi giận, ánh sáng trắng lóe sáng trong tay nàng, băng sát tâm diễm biến ra ngưng tụ thành lưỡi dao lửa chỉ vào giữa trán Nguyệt. Nguyệt kinh hoàng nhìn chăm chú vào lưỡi dao lửa, hét thất thanh. Băng sát tâm diễm, ngươi là người thiên vũ giới thế nhưng luyện hóa nghê hồng thạch. Tiểu Hồng tức giận quát. Bổn tọa không chỉ luyện hóa nghê hồng thạch, chút nữa cũng sẽ luyện hóa ngươi. Nguyệt biến sắc mặt, giật mình nhìn hướng Lý Vân Tiêu. Làm sao ngươi biết, ta đã bày ra hơn 30 loại cấm chế trong đại điện này, có thể ngăn chặn hết thảy thần thức thăm dò bên ngoài, làm sao ngươi biết tình huống bên ngoài được. Nguyệt chợt nghĩ đến điều gì, kinh hoàng hỏi. Chẳng lẽ thần thức của ngươi? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Cho tới nay Nguyệt đại nhân chó mũi vào hơi nhiều, giờ xem ra chúng ta bàn việc đã đổ vỡ, hay chúng ta nên kiềm kẹp đại nhân rời khỏi hay đánh chết đại nhân rồi rời đi. Nguyệt hoảng hồn vội nói. Khoan, các ngươi thật sự hiểu lầm ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Có lẽ chúng ta thật sự hiểu lầm đại nhân, nhưng khẳng định không hiểu lầm những ma tộc ngoài điện. Bọn họ ai nay đằng đằng sát khí. Ước chừng chút nữa sẽ xông vào. Ta nên nhanh chóng đánh Nguyệt đại nhân hấp hối rồi kiềm chặt thì hơn. Lý Vân Tiêu lắc người, ma khí cường đại ngưng tụ thành uy áp trực tiếp khóa kín không gian bốn phía. Nguyệt hoàn toàn biến sắc mặt, chỉ cảm thấy thân hình bị một lực lượng siêu mạnh áp chế làm nàng hít thở khó khăn. Lý Vân Tiêu đứng một bên cười lạnh, băng sát tâm diễm ngưng tụ thành hỏa đao gác trên cổ Nguyệt, sắp đâm rách da thịt. Nguyệt dốc hết sức mới từ cổ họng dặn ra hai chữ. Dừng tay. Biểu tình Nguyệt kinh hoàng, nàng thật sự cảm nhận uy hiếp chết chóc, hai nhân loại trước mắt thật sự sẽ giết nàng. Nguyệt khủng hoảng kêu lên, nước mắt sợ hãi sắp trào ra. Các ngươi thật sự hiểu lầm ta tuyệt đối không ác ý. Tiểu Hồng lạnh giọng nói. Vân Tiêu ca ca, giết nàng rồi chúng ta hãy lao ra ngoài. Nếu không được thì giết hết bộ lạc. Nguyệt hấp tấp nói. Đừng, các ngươi nghe ta nói hết đã. Nếu ta có ác ý với các ngươi thì tại sao một mình chờ các ngươi trong đại điện? Những cường giả ngoài điện đúng là ta triệu tập lại đây vì sợ các ngươi đột nhiên nảy ác ý thì ta còn đường cứu. Lòng Lý Vân Tiêu máy động, thấy hơi có lý. Lý Vân Tiêu kêu Tiểu Hồng thu về hỏa nhẫn, áp chế không gian thả lỏng nhiều. Lý Vân Tiêu nói, bây giờ cho ngươi cơ hội, nói rõ ràng đi. Nguyệt thấy lòng ngực nhẹ hẫng, hít thở dễ dàng hơn. Nguyệt cảm thấy uất ức. Rơi nước mắt nói. Vì ta phát hiện tử lôi trên người phá giáp thiết tích nên triệu tử đến hỏi rõ tình huống lúc đó, nhưng tử không trông thấy các ngươi tự mình ra tay. Lúc tử thấy phá giáp thiết tích thì nó đã chết, ta vì muốn xác định mới triệu các ngươi tiến đến. Lý Vân Tiêu hỏi. Rồi sao nữa? Nguyệt lau nước mắt bình ổn nỗi lòng, sửa sang y phục lấy lại dáng vẻ trưởng một bộ tộc. Nguyệt nói. Vì ta cần tử lôi trợ giúp nên khi xác định ngươi khống chế tử lôi thì ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Cho nên ta mới nói là nguyện ý trợ giúp các ngươi. Lý Vân Tiêu sửa đúng. Cái này không gọi là trợ giúp mà là trao đổi điều kiện. Nguyệt cắn môi. Được rồi, gọi là trao đổi điều kiện đi. Hy vọng các ngươi sẽ trao đổi điều kiện với ta, những cường giả bên ngoài thì ta nói rồi,
sợ các ngươi sinh ra ác ý nên ta phải đề phòng trước, dù sao ngươi là tồn tại có thể một mình đánh chết phá giáp thiết tích. Một tay Lý Vân Tiêu co lại chống cằm trầm ngâm nói. Nói có chút đạo lý, nhưng ngươi có cái gì trao đổi được tử lôi của ta trợ giúp? Nguyệt lắc đầu nói. Ta không biết, các ngươi muốn đi băng vực nguyên quận thì ta có thể tìm bản đồ tọa độ cho các ngươi. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Chỉ là một tấm bản đồ, chắc sẽ dễ dàng có được trong đại hội giao lưu vật tư đúng không? Nguyệt cao mày vội nói. Vậy các ngươi có chuyện gì muốn làm trong ma giới không? Ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Lý Vân Tiêu cười nói. Chuyện chúng ta muốn làm ngươi không giúp được gì. Mặt Nguyệt tràn đầy thất vọng thậm chí là oán giận. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Nhưng ta rất tò mò, ngươi cần tử lôi làm gì? Ngươi cũng biết thứ này không phải vật của ma giới, chắc sẽ không đem lại tác dụng gì mới đúng. Nguyệt thấy Lý Vân Tiêu có hứng thú thì thầm mừng, nhưng vẫn cố chấp nói. Ngươi phải hứa giúp ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Xì, chán quá, Vân Tiêu ca ca, chúng ta đi. Vẻ mặt Tiểu Hồng châm chọc mỉa mai. Nói như thể chúng ta đang xin nàng, tưởng thuật luyện sư gì đó ghê gớm lắm sao. Sợ là không bằng 1/10 trình độ của Vân Tiêu ca ca. Thật là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Lý Vân Tiêu làm biếng để ý tới Nguyệt, hắn thu dấu hơi thở toàn thân xoay người định cùng Tiểu Hồng rời đi. Nguyệt òa khóc. Đừng đi. Nguyệt chạy tới trước mặt Lý Vân Tiêu chặn đường, còn quỳ xuống. Nguyệt khóc ròng nói. Lý đại nhân làm ơn đừng đi, có lẽ chỉ đại nhân mới cứu được Nguyệt tộc chúng ta. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Ngươi đứng lên trước rồi nói. Muốn chúng ta trợ giúp cũng không phải không được, miễn mọi người nói chuyện bình tĩnh là được, nếu còn tự phụ như trước thì miễn bàn. Nguyệt vội nói. Sẽ không, nhất định sẽ không. Lý Vân Tiêu liếc Tiểu Hồng, tuy nàng không muốn ở lại nhưng tất cả đều theo ý hắn, nàng gật đầu nghe theo. Hai người ngồi trở lại. Nguyệt không giấu giếm nữa, lòng nặng trĩu ưu tư nói. Không dám giấu hai vị nữa, Nguyệt bộ ta đã đến giới hạn sinh tử tồn vong. Lý Vân Tiêu khó hiểu hỏi. Quý bộ chẳng phải là một trong mấy chi mạnh nhất của tranh bộ sao? Tại sao lại là sinh tử tồn vong? Nếu thật sự có vấn đề, với địa vị của đại nhân trong ma giới nếu cầu viện tranh chắc sẽ không bị bỏ mặc. Vẻ mặt Nguyệt buồn bã nói. Chỉ e là tranh chủ mưu đứng sau chuyện này, không thì với sức hiệu triệu của ta chỉ cần truyền ra là có thể tụ tập cường giả như mây. Nhưng hôm nay đã thả tín hiệu cầu viện thật lâu, lấy cái gái cực cao làm thù lao mà không thấy ai đến. Lý Vân Tiêu hỏi. Vậy rốt cuộc quý bộ đối mặt nguy hiểm là cái gì? Nếu là tranh muốn đối phó các người thì dù cộng lại sức của hai gã cũng hết cách. Huống chi việc ta khống chế tử lôi liên quan gì tới chuyện này. Nguyệt do dự một lúc cuối cùng đặt quyết tâm, cắn răng nói. Bởi vì ta có một món có thể đối phó nguy cơ trước mắt, dù đánh với tranh một trận cũng chưa chắc sẽ thua. Nhưng chí bảo đó do sư tôn của ta luyện chế, sư tôn đến từ thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng ngạc nhiên, không ngờ còn có tầng quan hệ này. Lý Vân Tiêu trầm ngâm giây lát, hỏi. Không biết quý sư tên họ là gì, còn sống không? Trong các đời thuật luyện sư cũng ít người có thể luyện chế ra vật đối phó lại ma tôn được, nếu có thì hơn phân nửa Lý Vân Tiêu biết tên. Nguyệt lắc đầu nói. Gia sư sớm quy tiên, đáng tiếc trước khi chết cũng không thể hoàn thành bước cuối cùng của chí bảo đó, gia sư thở dài nói, nếu có giới lực thiên vũ giới dùng để rèn luyện báu vật này thì sẽ hoàn thành. Tiểu Hồng chào phúng. Nếu đến chết cũng không luyện thành thì nói gì đến đối phó ma tôn. Thực lực ma tôn mạnh mẽ không phải các ngươi có thể phỏng chừng. Bọn họ mới đến ma giới liền gặp tộc phệ giới ma, nếm qua sự lợi hại của dục, nếu Lý Vân Tiêu không có ma nguyên tỏa thì dù đánh lén cũng khó nói rõ kết quả. Nguyệt nói, ta hiểu ma tôn lợi hại, nhưng tạo nghệ của gia sư đã vượt qua thế nhân lý giải, các ngươi chửi rủa ta thì được nhưng tuyệt đối không thể làm nhục gia sư. Trên mặt Nguyệt lộ vẻ khó chịu. Bản thân Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư, hiểu tâm tình tôn sư trọng đạo. Được rồi, không cần biết có luyện chế thành công báu vật hay không, không cần biết nó có thể trợ giúp Nguyệt đại nhân đối kháng ma tôn không, ta đồng ý giúp. Vì ta rất muốn được kiến thức thứ đó, sư tôn của Nguyệt đại nhân lấy đâu ra tự tin lớn đến mức có thể đối phó tạo hóa cảnh ma tôn. Nguyệt gật đầu nói, hai vị đi theo ta. Thứ đó là bí mật lớn nhất của Nguyệt bộ nhưng đang phút sinh tử tồn vong, không thể so đo quá nhiều.
Nguyệt lập tức đứng lên, đánh ra vài ấn quyết bay vào bệ đá, ra thú trải bên trên bốn phía. Bệ đá lóe trận quang đen ngòm bắn ra tứ phía. Vì lực lượng chủ yếu của ma giới là ma khí nên tất cả trận pháp lấy ma khí làm cơ sở. Mặt đất trước mắt Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng hiện ra các loại đồ án sau đó hóa thành hình dạng cánh cửa từ từ mở ra. Ầm 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 ầm. Lòng đất vọng lên thanh âm cổ xưa, trống trải mà xa xăm vang vẳng. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt nhìn chăm chú cánh cửa mở rộng, cái hố sâu đen ngòm dưới đát. Phực 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 phực. Một hành lang bằng đá siêu dài thông xuống lòng đất, trong tầm mắt là đèn cung đình trên hai bên vách tường tự cháy sáng. Lòng Lý Vân Tiêu rung động mãnh liệt, không phải vì hang ngầm này lợi hại cỡ nào mà vì nó ẩn ngay dưới chân nhưng hắn không phát hiện ra. Vị thuật luyện sư này không đơn giản chút nào. Tiểu Hồng nhìn ra sắc mặt Lý Vân Tiêu khác lạ, quan tâm hỏi han. Vân Tiêu ca ca, sao vậy? Mặt Lý Vân Tiêu trắng nhợt lắc đầu nói. Bây giờ ta rất muốn được thấy báu vật nói. Nguyệt nói. Đi theo ta. Nguyệt vào động ngầm trước, Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng theo sau, nơi đi qua ngọn đèn lắc lư ánh chiếu tứ phía. Trên vách tường hành lang vẫn điêu khắc hoa văn chim thú trông hơi huyền diệu. Đi khoảng một chung trà thì hết thầm đá tới một nơi rất rộng, nhưng trong tầm mắt không gian trống trải chẳng có gì. Lý Vân Tiêu biết nó tuyệt đối không đơn giản, hắn đứng yên chờ đợi. Quả nhiên Nguyệt đi tới giữa gian mật thất to lớn, hai tay vỗ bốp bốp, bắt các ấn quyết đánh vào bốn phương tám hướng. Ầm 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 ầm. Mặt đất rung rinh như có cự thú viễn cổ thức tỉnh, không chỉ một con. Mặt đất quanh Nguyệt bắt đầu hiện ra rất nhiều trận quang láp lánh đan chéo nhau, các ánh sáng vàng bắn ra từ lòng đất. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Đây là... Lý Vân Tiêu nhìn 12 con rối màu đen dâng lên từ mặt đất, đầu óc hắn trống rỗng. 12 con rối tư thế khác nhau, tinh xảo sống động, kiếm quang như thật. Chúng nó bắt ấn, hoặc trầm tư, hoặc mỉm cười, hoặc rũ mi mắt, hoặc mừng thầm. Tiểu Hồng giật mình kêu lên. Thập nhị đô thiên thần sát trận. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng gật đầu, xem ấn quyết và mặt mày 12 thần sát thì đúng là thập nhị đô thiên thần sát trận. Hơn nữa. Ánh mắt Lý Vân Tiêu cẩn thận xem xét 12 thần sát, hình dạng và thần thái giống y như 12 cái lúc trước hắn có được. Tách rằng 12 con rối đó hoàn toàn hư hao trong cuộc chiến ở thành Hồng Nguyệt, không có khả năng sửa chữa. 12 thần sát màu đen này hoàn toàn hiện hình trong mật thất, Nguyệt thở phào, ánh mắt phức tạp nhìn đám con rối, trong ánh mắt ẩn chứa đủ loại tình cảm. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Sư tôn của các hạ tên họ là gì? Nguyệt nhìn sắc mặt của Lý Vân Tiêu, kinh ngạc hỏi. Như thế nào, có cái gì không đúng sao? Lý Vân Tiêu nói. Nếu ta không đoán sai thì sư tôn của các hạ họ Mục đúng không? Nguyệt kêu lên, dùng mình hét thất thanh. Sao, ao ngươi biết? Lý Vân Tiêu thở hắt ra, quay lại nhìn thập nhị đô thiên thần sát, ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Chắc là Mục Trần tiền bối đúng không? Nguyệt hoàn toàn biến sắc mặt. Nàng khó nén nỗi lòng kinh sợ hỏi dồn. Người quen gia sư? Lý Vân Tiêu lắc đầu. Không quen. Xem bộ dạng sốt ruột của Nguyệt rõ là muốn hỏi tới cùng, Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Việc này nói ra rất dài dòng, tuy ta không quen Mục Trần tiền bối nhưng có một đoạn cơ duyên với tiền bối. Lý Vân Tiêu kể lại chuyện của mình và Mục Trần, bao gồm Mục Gia, Mục Tinh, và hắn có được thập nhị đô thiên thần sát trận thế nào. Nguyệt ngây người nghe. Há to miệng thật lâu không khép lại. Rất nhanh Nguyệt mừng như điên kích động nói. Không ngờ Lý Đại Nhân là chủ lực thiên vũ giới trong cuộc chiến khe nứt Thương Huyền Sơn, vậy chắc là thần thông cái thế, hiểu biết thập nhị đô thiên thần sát trận sâu sắc. Đúng là trời giúp ta, cố ý đưa Đại Nhân đến đây. Lý Vân Tiêu vuốt sống mũi cười khổ nói. Ý trời sao? Vô hình trung dường như thật sự có ý trời, Lý Vân Tiêu không kiềm được cũng nghĩ vậy. Lý Vân Tiêu nhìn 12 thần sát màu đen, nằm mơ cũng không ngờ năm xưa Mục Trần không chết mà vào ma giới, cuối cùng luyện ra những thần sát đẳng cấp hoàn mỹ. Tiếc rằng ma công của Mục Trần không sâu, không thể dùng ma khí rèn luyện thần sát đẳng cấp hoàn mỹ này, cuối cùng ôm tiếc nuối tắt hở. Nguyệt hưng phấn nói, chuyện khe nứt Thương Huyền Sơn đã truyền khắp ma giới, mọi người đều bàn tán việc này, đa số ôm thái độ nghi ngờ. Vì năm ma tôn hợp tác mà không chiếm được một khe nứt lại còn hao binh tổn tướng, tay trắng trở về. Có tin đồn Lam Đại Nhân bỏ mình trong chiến dịch này,
nói ra khiến người khó tin, dù là ta cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng mãi khi bốn ma bộ cơ, cung, viêm, hầu phân chia lam bộ, ra lệnh nghiêm cấm thảo luận việc thương Huyền Sơn, người vi phạm sẽ bị xử tử thì ta mới tin. Mắt Nguyệt hấp hái tia kích động, nàng đánh giá Lý Vân Tiêu càng cẩn thận hơn. Ánh mắt của Nguyệt khiến Tiểu Hồng khó chịu nạt. Là người ma tộc, thấy trong tộc của mình binh bại thua thảm lại hưng phấn kích động, đúng là khiến người khinh thường. Nguyệt thản nhiên nói, tiến công thiên vũ giới là việc của tầng lớp ma tôn, thắng hay thua chẳng liên quan đến tiểu nhân vật như ta. Huống chi theo tình hình hiện tại thì Nguyệt bộ ta tự lo thân còn không xong, ai rảnh rỗi đi lo những việc lớn đó. Tiểu Hồng tức giận nói, dù vậy cũng không thể thấy tộc nhân của mình thua thảm mà vui vẻ vậy đi. Nguyệt nhíu mày nói, ma giới không đoàn kết như các ngươi nghĩ, tuy ý chí cấp trên đều muốn tiến công thiên vũ giới nhưng bên dưới đa số phản đối. Ít ra ta hắn không cần thiết, hai giới ở chung hòa bình không tốt sao? Tại sao cứ nhất định phải gây chuyện thị phi? Lòng Lý Vân Tiêu máy động, chợt nhớ lời người lúc trước tự ý vào lòng hắn từng nói, bảo là căn nguyên cuộc chiến hai giới nằm ở ma giới, xem ra không phải mỗi người đều biết nguyên do. Tiểu Hồng cười lạnh nói, mặc kệ ngươi cố tẩy trắng cho mình cỡ nào thì hoàn toàn là phản đồ. Nguyệt lạnh lùng nói, ta không hề muốn tẩy trắng cho mình, nếu không giữ được bộ tộc thì ta không rảnh hơi đi lo ý chí của cấp trên. Lý Vân Tiêu thấy hai người ma sát sắp tóe lửa, sợ có chuyện cãi nhau nên vội xen lời. Sốt cuộc Nguyệt bộ bị gì? Tại sao nói là đối mặt nguy cơ to lớn? Nguyệt sắc mặt khó xem nói, là vậy. Trong mấy trăm bộ tộc tranh bộ thì Nguyệt bộ chỉ xem như thực lực bình thường, vì nhờ Nguyệt tinh thông thuật đạo mới có địa vị cao cả. Hơn 200 năm trước chưa có Nguyệt bộ tồn tại, khi đó Nguyệt và một số ma quân cường đại thuộc về hóa bộ, nàng chỉ là một vị thuật luyện sư dưới tay hóa. Nhưng trong một lần chiến tranh bộ tộc quy mô lớn, ma hóa thân chết đạo tiêu khiến toàn bộ tộc tan rã. Từ trận chiến đó Nguyệt độc lập ra, thành lập Nguyệt bộ. Vì thân phận của Nguyệt đặc biệt nên rất nhiều người đồng ý đi theo, vì vậy trở thành bộ tộc cường đại. Những ma quân khác lần lượt thành lập bộ tộc của mình, nhưng đa số mới xây dựng đã bị bộ tộc cách nuốt. Trải qua hơn 100 năm dài sao động, hóa bộ năm xưa hình thành 4 bộ tộc ổn định là Nguyệt, Mễ, Y, thể chiếm địa bàn của hóa bộ cũ, trở thành bộ tộc mới được tranh bộ thừa nhận. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, tiểu quần cư bộ tộc của ma giới lấy một người dẫn đầu, người này chết thì tộc diệt, biến đổi quá nhanh, chớp mắt không biết bao nhiêu tộc sinh tộc diệt. Nguyệt thở dài nói, rất đúng. Nguyệt quái dị nhìn Lý Vân Tiêu. Cuộc chiến khe nứt thương Huyền Sơn làm nhiều ma quân cường đại chết, làm đại nhân cũng thân chết đạo tiêu. Làm bộ nháy mắt 4 bộ tộc lớn nuốt, trong 4 bộ tộc có hàng ngàn bộ tộc lớn nhỏ rơi vào hỗn loạn. Theo ta được biết có ít nhất hơn 300 trưởng bộ tộc chết trong thiên vũ giới. 300 bộ tộc phân liệt là tình hình hỗn loạn biết bao. Ngươi mang đến tai nạn khá lớn cho ma giới. Tiểu Hồng cười khẩy nói. Nực cười, đây đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Sắc mặt Nguyệt lạnh băng, không muốn nói nhiều với Tiểu Hồng, nàng tiếp tục kể. Gần đây y bộ và thệ bộ bị người chỉnh hợp, ta và Mễ nhận được phong thư kêu chúng ta đúng giờ đi y bộ nhận chỉnh hợp. Lý Vân Tiêu gõ cằm nói. Phân phân hợp hợp không phải là chuyện rất bình thường sao? Nguyệt bộ cũng tách ra từ hóa bộ, cuối cùng dung nhập bộ tộc khác là rất bình thường, hoặc là Nguyệt đại nhân không muốn buông xuống quyền lợi trong tay mình. Nguyệt sắc mặt khó xem nói. Không ai cam lòng dưới tay người, đây chỉ là một trong số đó. Còn vì thân phận thuật luyện sư của ta, nếu bị người khống chế thì mãi mãi không có giường ra. Khi ta ở hóa bộ luôn che giấu điều này nên mới thuận lợi thành lập bộ tộc của mình và được tranh đại nhân thừa nhận. Thuật luyện sư vừa có được thân phận, địa vị cực cao nhưng cũng kèm theo mạo hiểm lớn. Tranh đại nhân mấy lần mời ta gia nhập đều bị ta từ chối khéo, có lẽ vì vậy nên tranh bộ bỏ mặc khi tộc ta gặp nguy cơ. Lý Vân Tiêu gật gù. Những gì Nguyệt đại nhân nói ta cũng hiểu, thuật luyện sư thành tài nguyên khan hiếm trong ma giới là nơi tuân theo pháp tắc rừng rậm. Vì thế nên thân phận, địa vị của thuật luyện sư rất lúng túng. Nét mặt Nguyệt xấu hổ cắn răng bổ sung thêm. Tranh đại nhân thậm chí từng muốn nạp ta làm thiếp nhưng bị ta từ chối. Nạp thiếp? Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Ma tộc cũng có thể thành hôn sao? Nguyệt trừng Lý Vân Tiêu, lấy làm lạ hỏi. Tại sao không thể? Này! Lý Vân Tiêu ngơ ngẩn nói. Vậy, là cũng có thể, cái,
Cái kia, sao? Lý Vân Tiêu hơ tay muốn hỏi chuyện phòng the nhưng ngượng miệng lắp bắp. Mặt Tiểu Hồng đỏ hồng thầm trách mình đen quá, hiểu ngay lập tức. Nguyệt ngây ra một lúc mới hiểu, gò má chỉ hơi hồng, bằng pha ửng hơn hai người nhiều. Nguyệt cười khúc khích nói. Tại sao không thể, đạo hóa thành nhất, một phân thành hai, hai tức âm dương vốn là hai lực lượng trong đại thiên vũ trụ. Giao cấu mà tu, được ích lợi nhiều, khá nhiều ma tộc đều là song tu. Lý Vân Tiêu nhớ đến lúc trước trọng thương sau khi hoàn hảo với Lý Vân Tiêu thì kỳ tích khỏe lại, hơn phân nửa là vì hiệu quả song tu. Óc Lý Vân Tiêu lóe tia sáng chợt nhớ ra điều gì. Loại âm dương giao cấu này có thể sinh ra sinh mệnh không? Nguyệt đỏ mặt, cười nói. Tất nhiên có thể. Tự nhiên sẽ hữu, vạn vật phụ âm mà ôm dương, xung khí dĩ vi hòa. Nhị khí giao cảm, hóa sinh vạn vật sinh, sinh mà biến đổi vô cùng. Tiểu Hồng mở to mắt sững sờ hỏi. Ma tộc chẳng phải đều do ma khí ngưng tụ mà thành sao? Tại sao có thể sinh ra từ nam nữ? Nguyệt nói. Điều này không xung đột, thật ra đa số ma tộc đều do âm dương giao cấu sinh ra. Ma khí dựng dục tẩm bổ trong thai mẹ cuối cùng ngưng tụ thành sinh mệnh hình người, sinh ra. Nhưng sinh mệnh như thế nhỏ yếu hơn ma tộc sinh tử thiên địa tự nhiên rất nhiều. Nguyệt ngừng một lúc tiếp tục bảo. Dù sao thiên địa tự nhiên sinh ra hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, quá trình rất tàn nhẫn. Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng hiểu ra, hèn gì trong bộ tộc thấy nhiều ma quân hoặc ma nhân thực lực bình thường. Tồn tại xâm nhập thiên vũ giới toàn là ma tộc cường đại được tuyển chọn từ năm đại bộ tộc nên hiếm có ma nhân cấp thấp. Nguyệt mỉm cười nói. Xem ra thiên vũ giới hiểu biết về chúng ta không nhiều, hỏi vấn đề buồn cười như vậy. Tiểu Hồng sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Từ xưa đến nay toàn là các ngươi xâm nhập chúng ta ít khi có người vào ma giới. Lý Vân Tiêu sợ hai người lại cãi nhau, hắn vội nói. Vậy giờ ý của Nguyệt Đại Nhân là dùng thập nhị đô thiên thần sát trận đối phó người sau màn bộ tộc chỉnh hợp. Nguyệt gật đầu, đúng vậy. Năm xưa Sư Tôn từng bảo nếu có thể hoàn toàn khống chế thần sát trận thì dù đối diện Ma Tôn cũng có sức chiến một trận. Lúc trước ta còn hơi nghi ngờ nhưng nghe Lý Đại Nhân kể xong đã không còn hoài nghi. Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực gật đầu nói. Ta đã hiểu tình huống cơ bản, giờ có thể bàn điều kiện. Nguyệt Đại Nhân có trả nổi tiền cược khiến ta ra tay không? Nguyệt nhíu mày hỏi. Không biết Lý Đại Nhân muốn tiền cược thế nào? Miễn Nguyệt làm được nhất định sẽ thỏa mãn Đại Nhân. Nói xong Nguyệt cảm thấy không ổn, ấp úng nói. Trừ cái kia. Khụ. Lý Vân Tiêu lúng túng ho khan. Nguyệt Đại Nhân suy nghĩ nhiều, điều kiện của ta rất đơn giản, miễn cho ta xem ghi chú thuật luyện mà Mục Trần để lại là được. Nguyệt kinh ngạc nói. Ghi chú thuật luyện. Nguyệt lắc đầu. Sư Tôn không để lại bất cứ ghi chép gì. Lý Vân Tiêu rung động hỏi. Không thể nào, Mục Trần Đại Nhân kinh tài tuyệt diễm. Lĩnh ngộ về thuật đạo khiến người khó mà với tới, sao có thể không để lại đôi câu vài lời được. Nếu Nguyệt Đại Nhân tiếc thì tại hạ xin nói thẳng là tại hạ cũng rất trân quý Tử Lôi. Nguyệt nói, không dám giấu Lý Đại Nhân, khi Sư Tôn còn sống luyện khí rất nhiều nhưng đa số bị Sư Tôn tự tay hủy. Trừ thập nhị đô thiên thần sát trận ra còn giữ lại ba món báu vật. Nguyệt tràn đầy đau lòng nói, nếu Lý Đại Nhân nguyện ý giúp ta thì tùy Đại Nhân chọn một ỏng ba món báu vật. Lý Vân Tiêu nói, ta không hứng thú với huyền khí, nhưng nếu Mục Trần tiền bối để lại thì đáng giá để ta xem. Nguyệt Đại Nhân hãy lấy tới cho ta xem, nếu không khiến ta vừa lòng thì hủy giao dịch. Người Nguyệt khẽ run, nàng cười tự tin. Yên tâm, vật Sư Tôn luyện chế đều là chân phẩm đương thời, món nào lộ ra đều gây gió tanh mưa máu. Lý Vân Tiêu nói, được vậy thì rất tốt. Nguyệt phung tay lên, một vòng tay chữ vật bích ngọc lộ ra. Nguyệt điểm vào vòng tay, linh quang lấp lánh, một luồng sáng đen bắn ra. Tay phải Nguyệt bắt ấn, ánh sáng đen phát ra tiếng rít xé gió, hiện hình trong không trung, tỏa ánh sáng chói mắt như trời như trăng chiếu rọi. Nguyên mật thất nháy mắt được chiếu sáng như ban ngày, nhưng trong ánh sáng lóe vài tia màu tím. Mặt kính xám xịt như thiên địa chưa khai, không thể soi gương. Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư tất nhiên cảm nhận được uy năng của kính, tuy nhiên trên kính có nhiều cấm chế. Không thể dựa vào thần thức điều tra sâu hơn. Dù vậy Lý Vân Tiêu khó giấu nỗi lòng giật mình, hắn cảm nhận dao động tần suất, mắt tràn đầy kinh sợ. Nguyệt nhìn bộ dạng của hắn thì hết sức vừa lòng, cười hỏi.
báu vật này thế nào? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút. Đúng là hoàn mỹ, tuy ta vẫn chưa cách nào cảm giác uy năng của nó nhưng chỉ tính bản thân huyền khí đã đáng giá ta dùng tử lôi trợ giúp Nguyệt đại nhân. Nguyệt đau lòng nhìn bảo kính, lưu luyến hỏi. Vậy Lý đại nhân muốn lấy bảo kính này? Lý Vân Tiêu mỉm cười lắc đầu. Xin Nguyệt đại nhân hãy kể lai lịch và uy năng của kính này trước, sau đó cho ta xem hai vật khác. Nguyệt biến sắc mặt nói. Xin lỗi, uy năng của báu vật như thế nào thì tùy vào ánh mắt của Lý đại nhân, không thì nghe ta giải thích xong chẳng phải là đại nhân chọn thứ tốt nhất sao? Khi đó ta biết tìm ai để khóc. Có việc cầu người thì nên có thái độ khiêm tốn, bộ dạng của ngươi rốt cuộc là ai cầu ai? Lý Vân Tiêu ngăn cản Tiểu Hồng trách cứ, hắn mỉm cười nhìn Nguyệt. Vậy xin đại nhân đưa ra hai báu vật khác. Sắc mặt Nguyệt khó xem, nàng lấy bảo kính ra trước e rằng đối phương đã nhìn ra nó có giá trị thấp nhất trong ba vật. Nguyệt cắn răng, vòng ngọc trong tay nàng chuyển động, linh quang lấp lóe, hai luồng sáng trước sau bắn ra. Một luồng ánh sáng vàng, một luồng sáng đỏ bắn vào hư không biến ra khí nhả. Hai màu vàng và đỏ lu mờ ánh sáng phát ra từ bảo kính. Nguyên mật thất trong phút chốc hóa thành thế giới ba màu, độc lập không quấy nhiễu nhau. Trong ánh sáng màu vàng là một mảnh lá cây to lớn nhẹ nhàng lơ lửng, nhẹ như không có chút trọng lượng. Hoa văn trên lá cây rõ ràng, thấy rõ mạch lạc, thỉnh thoảng có trận quang lấp lóe trên miếng lá. Trong ánh sáng đỏ là một thanh kiếm nhỏ màu đỏ, kiếm phong toát ra khói trắng nhếch một cây chùa sắt nung đỏ, sát khí khiếp người. Mật thất tĩnh lặng chỉ còn ánh sáng ba sắc màu dao động trên không trung đan xen chiếu lên khuôn mặt ba người biểu tình khác nhau. Nguyệt tràn đầy lo lắng và đau lòng, mắt hấp háy. Tiểu Hồng không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn. Dù Tiểu Hồng không hiểu thuật đạo cũng cảm giác được ba món chí bảo này cường đại, mắt đẹp hấp háy. Lý Vân Tiêu không nói nên lời, ánh mắt đảo qua từng món báu vật, cuối cùng tay phải đỡ cằm trầm ngâm phân vân. Nguyệt nhìn bộ dáng đăm chiêu của Lý Vân Tiêu thì rất bất an, dò hỏi. Lý đại nhân suy nghĩ kỹ chưa? Lý Vân Tiêu tỉnh táo lại khỏi dòng suy nghĩ, hỏi. Ta có thể lấy ba món báu vật xuống xem kỹ được không? Nguyệt kiên quyết từ chối, lắc đầu nguầy nguậy, rối rít xua tay. Đương nhiên không thể. Lý Vân Tiêu không bất ngờ khi nghe câu trả lời này, hắn gật đầu chộp không chung. Lá cây màu vàng nhận được cảm ứng tỏa ánh sáng vàng lấp lánh kích động trên cao, thanh âm trong trẻo. Nguyệt hoàn toàn biến sắc mặt, mặt xám như cho tàn. Hình như Lý Vân Tiêu chọn chúng món báu vật cường đại nhất, lòng Nguyệt chìm xuống đáy cốc. Ong 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 ong. Chỉ lực của Lý Vân Tiêu cách không làm lá cây ánh sáng vàng xoay tròn, dường như được linh khí thấm thuần khiến nó sinh trưởng. Nguyệt cắn môi dưới, mắt không còn chút máu, mắt trợn trừng, lòng nhỏ máu. Tiểu Hồng kinh kêu, đây là lá cây màu vàng đón gió biến to háo thành ba tiêu màu vàng, trận quang lấp lánh. Lá ba tiêu vẫn tiếp tục lớn lên, cuối cùng biến to cỡ nửa mẫu, gần như chật kín mật thất. Tiểu Hồng kêu lên, cây quạt, báu vật đó không phải lá cây, nó đã biến thành cây quạt màu vàng to lớn phập phình trong hư không. Nguyệt nuốt nước bọt khan, đau lòng nói. Lý đại nhân đường đường là nam nhi bảy thước tay cầm quạt ba tiêu hình như phá hỏng hình tượng. Lý Vân Tiêu cười tà. Không sao, ta sớm vứt hình tượng rồi. Lý Vân Tiêu lắc người đến bên trên quạt ba tiêu, phân ra bảy phân thân đánh bắt ấn vào cây quạt. Kinh lạc và trận văn nổi lên trên quạt ba tiêu, Lý Vân Tiêu cưỡng ép ghi nhớ hết. Không chỉ thế, đáy mắt Lý Vân Tiêu hiển hiện câu ngọc như nhìn thấu dấu ấn luyện chế mục trần để lại trên cây quạt ánh sáng vàng này. Check this out. Biến mình thành một nữ hoàng thật đẹp khi hết nám, tàn nhang silinketoan.blogspot.com. Tiết kiệm tiền điện bằng các quy tắc sau đây. Bạn có muốn biết bí mật của việc tiết kiệm tiền điện? Từ khi ma giới mở mang tới nay trong thâm uyên cổ tích để lại một miếng thái dương chi tinh diệp tự thành chân bảo kỳ vật. Sau khi bị mục trần hái lại dùng một chút linh quang hỏa trong ngũ hành luyện hóa cuối cùng thành cây quạt này. Lý Vân Tiêu từ một lũ dấu ấn thấu thị được tin tức trên, lòng thầm mừng rỡ. Bảy phân thân trở về trong người, tay trái Lý Vân Tiêu bắt ấn, tay phải nắm hờ. Quạt ba tiêu nổi cuồng phong rít gào thổi đi bốn phương tám hướng. Thoáng chốc ma khí trên người Lý Vân Tiêu bị thổi tan, hư quang hóa giáp phủ lên người hắn, bị thổi ánh sáng lập lòe mơ hồ. Trong cơn gió lớn lá cây nhanh chóng thu nhỏ biến thành năm, sáu thước rơi vào tay Lý Vân Tiêu.
Trong phút chốc linh quang chợt lóe, tất cả uy năng biến mất, nó như cây quạt bình thường bị Lý Vân Tiêu cầm trong tay ngắm nghía, yêu thích không buông tay. Nguyệt rất là tiếc của, lòng dạ ập sóng. Nguyệt luyện hóa cây quạt mấy chục năm mà không bắt được trọng điểm, dốc hết sức đánh ra một kích uy lực chưa chắc mạnh hơn Lý Vân Tiêu mới tùy ý kích hoạt. Thật sự là ý trời sao? Lòng chìm đến đáy cốc, Nguyệt rất là chua xót trơ mắt nhìn Lý Vân Tiêu hân hoan, nàng không biết làm sao. Lý Vân Tiêu cầm cây quạt phẩy nhẹ tạo gió mát, bộ dáng thoải mái nói. Ta rất vừa lòng cây quạt này, chọn nó vậy, không biết cây quạt có tên không? Mặt Nguyệt cứng ngắc, tràn ngập oán niệm nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, lẳng lặng thu bảo kính và kiếm nhỏ. Tiểu Hồng lại ngứa miệng châm biếm. Con người của ngươi buồn cười thật, rõ ràng là ngươi lấy báu vật ra cầu Vân Tiêu ca ca giờ bộ dáng đưa đám đó là sao? Nếu không muốn thì ngay từ đầu đừng van xin đáng thương vậy. Nguyệt hít sâu, sắc mặt dịu lại. Cây quạt này tên là Tiếu Ngạo Hồng Trần. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Tiếu Ngạo Hồng Trần, hay, tên này đúng là hay. Lý Vân Tiêu lật tay thu cây quạt Tiếu Ngạo Hồng Trần vào trong giới thần bi, miễn cho cầm trên tay làm Nguyệt thấy vật lại bùi ngùi. Lý Vân Tiêu nói. Giờ ta có thể giúp Nguyệt đại nhân hoàn thành đợt kích hòa thập nhị đô thiên thần sát cuối cùng. Nguyệt ổn định tinh thần nói. Ta còn một yêu cầu quá đáng hy vọng Lý đại nhân có thể đồng ý. Lý Vân Tiêu cau mày, lạnh nhạt nói. Ta và Nguyệt đại nhân là giao dịch đồng giá tự nguyện chứ không ai nợ ai, hy vọng Nguyệt đại nhân đừng quá đáng. Nguyệt vội nói. Không dám, yêu cầu quá mức này sẽ không gây ra ảnh hưởng gì cho Lý đại nhân. Ta chỉ hy vọng khi đối phó người sau màn thì Lý đại nhân sẽ lược trận cho ta. Lý Vân Tiêu nét mặt xa sầm nói. Vậy mà bảo là sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Tiểu Hồng cười khẩy nói. Nữ ma này bị điên rồi, muốn chúng ta lược trận giúp nàng. Nguyệt vội nói. Lý đại nhân, chẳng qua là lược trận, không cần đại nhân ra tay. Nếu như tình thế khẩn cấp, bất đắc dĩ cầu cứu đại nhân thì xin hãy ra tay giúp đỡ. Xong việc ta lại đưa một báu vật của sư tôn cho đại nhân để tạ ơn, không biết ý của đại nhân thế nào. Lòng Lý Vân Tiêu rung động, trầm ngâm. Tiểu Hồng dứt khoát từ chối. Không được, ý của ngươi là khiến chúng ta đứng một xem, nếu ra sức mới có báu vật, còn không thì đơn thuần là lãng phí thời gian. Tính toán hay thật, trừ phi lấy thêm một báu vật ra thì chúng ta có thể lược trận giúp ngươi, dù có ra tay hay không báu vật đó thuộc về chúng ta. Nguyệt khó xử. Cái này, nếu Nguyệt dựa vào thập nhị đô thiên thần sát trận giải quyết được đối phương thì chẳng phải là miễn phí tặng một báu vật. Nhưng lỡ thực lực đối phương mạnh mà nàng không đánh lại, thiểu hai người này trợ giúp thì nàng và nguyên bộ tộc sẽ gặp nguy hiểm. Lý Vân Tiêu nói. Tiểu Hồng nói đúng, ta không có dư thời gian lãng phí lược trận cho Nguyệt đại nhân. Nguyệt cười khổ nói. Sư tôn để lại ba món chí bảo, trong đó uy năng lớn nhất là Tiếu Ngạo Hồng Trần đã bị Lý đại nhân lấy mất, chẳng lẽ ngấp nghé luôn hai món cuối cùng sao? Tiểu Hồng lạnh lùng nói. Gì mà bảo là mơ ước? Ăn nói khó nghe, không ai ép ngươi, thích làm gì thì làm, vui vẻ là được. Nguyệt rối rắm thật lâu, thở dài thườn thượt nói. Hai vật còn lại nếu để các người chọn thì sẽ chọn cái nào? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, nói. Nếu ta không nhìn lầm thì bảo kính kia không phải kính mà là áo giáo. Nguyệt ngạc nhiên, khó tin nhìn Lý Vân Tiêu, nàng gật đầu nói. Lý đại nhân thật là cao nhân, kính đó tên là Tuyền Quang Kính. Có thể phụ trợ công kích nhưng uy năng lớn nhất là hóa thành tuyền quang khải, giá trị cao không thể đánh giá. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng thế, loại áo giáp vốn cực kỳ khó khăn dễ luyện chế, rất quý hiếm, bàn về giá trị thì tuyền quang kính cao hơn quạt Tiếu Ngạo Hồng Trần. Nguyệt mím môi. Ba món chí bảo không phân cao thấp, mỗi món đều là thiên địa kỳ trân. Sư tôn luyện khí vô số, còn có rất nhiều huyền khí đỉnh cao đã bị sư tôn tự tay hủy. Chỉ để lại ba vật này. Lý Vân Tiêu thổn thức thở dài. Mục Trần tiền bối mới là thần nhân thật sự, không nói đến giá trị uy năng của ba vật này, chỉ tính bản thân huyền khí đã có giá trị nghiên cứu không gì sánh bằng. Lý Vân Tiêu tạm dừng. Nguyệt đại nhân đã là đồ đệ của Mục Trần tiền bối, vậy ta nể tình tiền bối hứa một lần, như lúc trước Nguyệt đại nhân nói, sẽ đi cùng lược trận. Nếu không cần ta ra tay thì thôi. Nếu Nguyệt đại nhân không đánh lại cần ta giúp thì phải lấy Tuyền Quang Kính làm thù lao. Nguyệt mừng rỡ reo lên. Đa tạ đại nhân. Lý Vân Tiêu xua tay. Không cần cảm tạ,
ta cũng là người được ơn từ Mục Trần tiền bối, cho đến nay luôn đuổi theo bước chân của tiền bối. Nhưng được mất lòng trước được lòng sau, nếu xuất hiện kẻ thù mà ta cũng không đánh lại thì bản thiếu gia sẽ vỗ mông rời đi, tuyệt đối không ở lại giây lát. Nguyệt cười nói, đương nhiên rồi, ta chưa ngu xuẩn đến mức khiến đại nhân dùng mạng sống trợ giúp. Lý Vân Tiêu nói, vậy thì tốt. Sau đó hai người vứt bỏ buồn vui riêng mình, cùng nhau nghiên cứu thập nhị đô thiên thần sát. Nguyệt là đệ tử của Mục Trần, nàng hiểu rất rõ quá trình luyện chế và uy năng của thập nhị đô thiên thần sát. Từ khi 16 mơ quy tiên thì Nguyệt luôn nghiên cứu tìm cách kích hoạt thập nhị đô thiên thần sát nhưng đều vô ích. Cuối cùng Nguyệt mới tin lời Mục Trần nói, chỉ có dùng giới lực thiên vũ giới mới kích hoạt thập nhị đô thiên thần sát được. Ba món chí bảo tuy rằng cường đại và quan trọng, nhưng so với thập nhị đô thiên thần sát thì thấp một bậc. Hai người bắt đầu không ngừng tham thảo cách kích hoạt và bước đi. Tuy cùng là Mục Trần luyện chế thập nhị đô thiên thần sát nhưng thập nhị kim nhân bên thiên vũ giới chênh lệch khá lớn với thập nhị hắc nhân. Thảo luận suốt một ngày trời, hai người thu hoạch khá nhiều. Đặc biệt là Nguyệt, tuy được Mục Trần thân truyền nhưng về thuật đạo thì thua xa Lý Vân Tiêu. Nói chuyện một phen qua đi khiến Nguyệt rất vui vẻ, mừng rỡ. Một ngày sau, hai người ngồi đối diện nhau tiêu hóa tin tức của đối phương. Tiểu Hồng ngồi một bên tĩnh tọa một ngày, thân hình trong trạng thái nửa hư nửa thực như ẩn vào hư vô rồi lại chân thực tồn tại. Thật lâu sau Nguyệt mở mắt ra, tràn đầy cảm kích cúi đầu. Check this out. Biến mình thành một nữ hoàng thật đẹp khi hết nám, tàn nhang silinketoan.blogspot.com. Tiết kiệm tiền điện bằng các quy tắc sau đây. Bạn có muốn biết bí mật của việc tiết kiệm tiền điện? Đa tạ Lý đại nhân không tiếc chỉ giáo, hôm nay học được còn hơn ta tự mình lần mò trăm năm. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Hết thảy đều là duyên phận, không cần khách sáo như thế. Tay phải Lý Vân Tiêu phất nhẹ dùng kình khí kéo Nguyệt dậy. Qua cuộc đối thoại Nguyệt trở nên cực kỳ tôn kính Lý Vân Tiêu, hoàn toàn không giống lúc trước chỉ đơn giản vì giao dịch, giờ thì vừa là thầy vừa là bạn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Bắt đầu đi, ta đã hiểu toàn quá trình, Nguyệt đại nhân ở một bên lược trận cho ta là được. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tự ý ra tay. Nguyệt cười nói. Ta vô cùng tin tưởng Lý đại nhân, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hắn cũng tràn trề tự tin, cực kỳ mong chờ vào uy năng thập nhị đô thiên thần sát. Từ cuộc nói chuyện với Nguyệt làm Lý Vân Tiêu biết sau khi Mục Trần vào ma giới thì lấy nguyên liệu bản địa chế tạo ra thập nhị hắc nhân, các mặt như cách luyện chế đều có thay đổi lớn, cách luyện chế khác với thiên vũ giới. Nhưng Mục Trần dù sao là người thiên vũ giới, không rời được hiểu biết về giới lực thiên vũ giới, cuối cùng luyện chế ra thập nhị đô thiên thần sát mới phát hiện trong ma giới không cách nào kích hoạt, chỉ có thể hậm hực thở dài. Nghe Nguyệt miêu tả dường như Mục Trần cực kỳ tự tin vào thập nhị đô thiên thần sát kiểu mới này, nếu có thể hoàn toàn phát huy uy năng của chúng thì đủ sức đánh một trận với Ma Tôn. Đây là lý do Nguyệt không tiếc vận dụng trí bảo cũng phải mời Lý Vân Tiêu kích hoạt chúng nó bằng được. Lý Vân Tiêu đến gần thập nhị thần sát, lôi điện lóe ra trên người hắn phát ra tiếng đi đùng chiếu rọi mật thất lập lòe ánh sáng. Ba ngày sau, Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng bước ra từ đại điện của Nguyệt. Đám người chờ đợi canh giữ ngoài điện thở phào, vội xúm lại. Tử quan tâm hỏi. Có sao không? Tử cứ liếc mắt nhìn đại điện muốn tìm manh mối, nhưng cấm chế trong đại điện rất mạnh, gã không nhìn ra được gì. Liệt hình thú đứng dậy, mắt hung tợn nhìn Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng chằm chằm, nó gầm gừ nhưng không có hành động công kích. Trong điện truyền ra giọng của Nguyệt. Không được vô lễ với Lý đại nhân là bằng hữu tôn quý nhất của Nguyệt bộ ta. Phải đối đãi với quy cách cao nhất. Mọi người hết hồn, cái gọi là quy cách cao nhất tức ngang hàng với tộc trưởng. Nhiều năm qua trừ Ma Tôn tranh tự đến ra không có người thứ hai hưởng thụ vinh nay. Giọng Nguyệt lại vang lên. Ta sắp bế quan mấy ngày. Mấy ngày này các ngươi hãy chiêu đãi Lý đại nhân thật tốt, hết thảy nghe theo Lý đại nhân sai bảo, những việc khác chờ ta xuất quan rồi tính. Câu này truyền ra xong đại điện tĩnh lặng, không có thanh âm và ma lực dao động nữa. Đám người tử không dám trái lệnh, vội lĩnh chỉ. Tuân lệnh. Nguyệt nói câu sau cùng khiến bọn họ thấp thóm, cái gì gọi là, hết thảy nghe theo Lý đại nhân sai bảo. Dù khi Ma Tôn đến cũng không được tin tưởng như vậy. Tử nhiệt tình hỏi. Lý đại nhân có gì sai bảo? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói.
Ngươi mang người đi thành xã tinh chú ý bản đồ tọa độ băng vực nguyên quận giúp ta, và cả thành thiên hàn viện bộ. Tử gật đầu nói. Đại nhân yên tâm, chút việc nhỏ này cứ giao cho ta. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vậy làm phiền ngươi, mấy ngày sau ta sẽ cùng Nguyệt đại nhân đi thành xã tinh, hy vọng sẽ có tin tốt. Mấy ngày sau? Tử kinh kêu. Chẳng lẽ? Lý Vân Tiêu quay đầu lại nhìn tử, cười tủm tỉm nói. Ngươi cứ lo làm chuyện của ngươi đi, ngắn thì 7 ngày, lâu thì nửa tháng chúng ta sẽ đi thành xã tinh. Đại hội giao lưu vật tư sẽ kéo dài 1 tháng đúng không? Đúng, đúng. Tử vội nói. Xem ra đại nhân đã nói chuyện này với Nguyệt đại nhân rồi, vậy ta yên tâm. Dường như đại nhân không quá quen thuộc địa hình ma giới, ta sẽ cố gắng thu thập một số thứ liên quan bản đồ ma giới, hễ có bản đồ tọa độ đều sẽ thu về. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Vậy thì tốt lắm, ta và Hồng luôn bế quan tu luyện ở chốn vô cùng xa xôi, lần đầu tiên xuất quan nên có nhiều thứ không dành. Tử không dám nhiều lời nữa, vội vàng sai người chiêu đãi Lý Vân Tiêu, tiểu Hồng chu đáo, mình thì dẫn theo tiểu độ đi thành xã tinh. Lý Vân Tiêu, tiểu Hồng không có yêu cầu gì, hai người quay về mật thất của mình tiếp tục bế quan. Trong cuộc trò chuyện dài với Nguyệt làm Lý Vân Tiêu được ích lợi không nhỏ. Lý Vân Tiêu hiểu biết thập nhị đô thiên thần sát trận. Chỉ cần có đủ tài liệu là hắn có thể luyện chế ra thần sát không thao gì thập nhị hắc thần. Lý Vân Tiêu nhớ lại những gì học được, lấy ra cây quạt tiếu ngạo hồng trần nghiên cứu tỉ mỉ. Cây quạt ẩn chứa ngọn lửa và thuộc tính cương phong cực mạnh, nó vốn ở trong vực sâu ma giới, là thái dương chi tinh diệp tụ, quạt một cái sẽ rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa. Lý Vân Tiêu chậm rãi vuốt ve mặt quạt, cảm nhận uy năng từ miếng lá vàng, kỹ pháp xảo đoạt thiên công của Mục Trần. Rất nhanh Lý Vân Tiêu chìm đắm trong đó, dốc lòng luyện chế. 10 ngày sau trời trong nắng ấm, bầu trời xanh không mây chợt vang tiếng sấm. Mây đen từ chân trời kéo đến, chớp mắt vô số ma khí tụ tập bên trên Nguyệt Bộ, động đất rung bần bật. Nguyên Nguyệt Bộ bị trùng kích, nhiều đất đá bật lên, hơi thở khủng bố từ 4 phương 8 hướng truyền đến như trong khoảnh khắc rơi vào mai phục mọi mặt, vô số ma thú, ma cầm, còn có các loại ma tộc chạy nhanh tới gần Nguyệt Bộ. Vũ giả Nguyên Nguyệt Bộ cảm ứng được địch tập, trong phút chốc tất cả hoảng loạn co giò chạy nhanh. Mấy ma quân hét to. Đừng sợ, đừng dối, cứ làm theo huấn luyện thường ngày. Trật tự, tất cả đều giữ trật tự. Cục diện hỗn loạn trong bộ tộc rốt cuộc bị trấn áp. Tất cả ma tộc mặt trắng bệch nhìn kẻ thù như sóng biển, thiên quân vạn mã tựa hải triều, mặt đất rung rinh, bầu trời biến sắc. Liệt hình thú trước đại điện của Nguyệt đứng dậy, lông toàn thân dựng đứng. Người nó phát ra khí thế cường đại, nó ngửa đầu giống to. Growl. Sóng âm cực mạnh chấn đại điện rung rinh, Nguyên Nguyệt Bộ cảm nhận được điều đó. Nhưng sóng âm vào bầu trời thì bị nhóm ma tộc cuồng bạo dập tắt, chẳng có một chút hồi âm. Trong khoảnh khắc sơn cốc chỗ ở của Nguyệt Bộ bị đại quân ma tộc bao vây trên trời dưới đất. Trận thế cường đại từ 4 phía xiết lại, đám người Nguyệt Bộ trong cốc mặt như màu đất run cầm cập. Những người bảo vệ ngày thường huấn luyện vất vả giờ đầu óc mờ mịt quên hết tất cả, chỉ dựa vào lòng can đảm chống đỡ đôi chân ngơ ngác đứng yên. Hai quân đụng độ thật là khác nhau một trời một vực. Không chỉ về số lượng, dù tính cao thủ tuyệt đối thì 4 phía truyền đến mấy hơi thở cường đại, thần thức không ngừng càn quét trong cốc làm bọn họ lòng kinh sợ. Trên bầu trời vang thanh âm lạnh băng. Nguyệt đâu, sao chưa ra gặp chúng ta? Một luồng sáng đen hiển hát hiện trước tam quân biến ra thân hình nam nhân. Nam nhân vóc dáng thô kệch, râu quai nón, mắt ưng tràn đầy lạnh băng độc ác nhìn chằm chằm đại điện của Nguyệt. Đáng tiếc phòng ngự đại điện quá mạnh, thần thức của nam nhân không thể xuyên thấu vào, nhưng gã không hề lo lắng. Check this out. Biến mình thành một nữ hoàng thật đẹp khi hết nám, tàn nhang csilinketoan.blogspot.com. Tiết kiệm tiền điện bằng các quy tắc sau đây. Bạn có muốn biết bí mật của việc tiết kiệm tiền điện? Bởi vì mấy tháng trước từng hành động của Nguyệt Bộ đã bị giám thị. Nguyệt không rời khỏi bộ tộc nửa bước, chắc chắn nàng còn ở trong đại điện. Nam nhân bật cười, trong mắt tràn đầy châm chọc. Như thế nào, trốn tránh không ra là có thể giải quyết sự việc sao? Chậc chậc, ta chưa bao giờ biết Nguyệt là mẫu người đà điểu. Giọng Nguyệt châm chọc truyền ra từ đại điện. Người tặc lưỡi là ta mới đúng, thệ đại nhân, vừa mới bị người ta nuốt bộ tộc, trở thành chó dưới thềm nhà người ta, làm lính hầu hưng phấn lắm sao?
Trong phút chốc sơn cốc ồn ào trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt không kiềm được nhìn sang. Một nữ nhân mặc áo màu xám thướt tha bước ra từ đại điện, tóc tơ cột cao, thân hình yểu điệu. Khuôn mặt tuyệt trần tràn đầy bình tĩnh, khóe môi cong lên nụ cười tự tin toát ra khí chàng ung dung làm người yên lòng. Người Nguyệt Bộ vốn lòng kinh sợ nhưng hắn tộc trưởng, không hiểu sao khủng hoảng trong lòng bị xua tan, dường như bọn họ bị khí chất và sự tự tin cảm nhiễm. Thệ nhìn Nguyệt chằm chằm một lúc, lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc chịu đi ra đưa chết. Nguyệt liếc hướng trong sơn cốc như đang tìm cái gì. Chớp mắt thần thức của Nguyệt bao trùm sơn cốc, phát hiện hơi thở của Lý Vân Tiêu mới thở phào. Nguyệt mỉm cười hỏi. Ai chết còn chưa biết, y đâu? Sao để mình chó săn nhà ngươi xung phong? Càn rỡ. Thệ tức giận quát. Ngươi ba lần bốn lượt khiêu khích ta, xem ra thật sự muốn bị diệt toàn tộc. Nguyệt cười lạnh nói. Bớt ra oai đi, giờ ngươi đã không phải là tộc trưởng của thể tộc mà là một con chó chạy đằng trước của ai đó đứng sau màn, ngươi có quyền lợi gì quyết định sống chết của bộ ta? À, thể tức giận râu tóc run run, mắt rực cháy ngọn lửa độc ác như thể dây sau sẽ lao đến xé xác Nguyệt ra. Một giọng nam khác vang lên, xuất hiện bên cạnh thể. Nguyệt, cần gì khổ vậy? Biết rõ tránh không khỏi vẫn muốn bỏ ngựa đấu xe, cần gì tự chịu diệt vong? Nam nhân hình dáng mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai, biểu tình bình tĩnh nhìn Nguyệt nói. Năm xưa chẳng phải chúng ta cùng chung một chủ sao? Trong ma giới vốn là mạnh ăn thịt yếu, ai mạnh thì người đó là chủ. Thực lực chúng ta không bằng người, cúi đầu là việc bình thường. Năm xưa cũng như thế, có gì mà mất mặt? Nguyệt cười lạnh nói. Ngươi nói rất đúng, nhưng ta xem không quen những tên đốn mét làm con chó còn uy phong lẫm lẫm, khí thế hơn người. Làm chó cũng có nghề thật. Thệ gần như phát cuồng, ma khí trên người rực cháy lửa sắp nổ tung. Nếu không phải y ngăn cản thì thệ đã ra tay giết người. Y nhìn Nguyệt, ánh mắt dần lạnh lùng, cố khuyên nhủ. Không ai muốn dưới tay người nhưng cường giả làm vua là chân lý trên đời, Nguyệt không thể không theo. Trừ phi Nguyệt trở thành cường giả, áp đảo đối phương. Nguyệt lạnh lùng hỏi. Sao ngươi biết ta không thể? Y cao mày, nói. Nguyệt, năm xưa mấy người chúng ta cùng ở trong bộ tộc của Hóa Đại Nhân, thực lực cách biệt không bao nhiêu. Ta biết những năm gần đây Nguyệt tìm đến Nghê Hồng Thạch cấu trúc thân hình, thực lực có lẽ mạnh hơn chúng ta một chút nhưng muốn chống lại vị đại nhân thì như kẻ si nói mộng. Nếu có một chút khả năng thì ta cũng không muốn trở về quá khứ. Năm xưa chúng ta ở chung với nhau hòa hợp, giờ ta tốt bụng khuyên bảo, có nghe khuyên hay không thì tùy Nguyệt. Nguyệt nhìn ma tộc đầy trời. Lòng thầm run, nhưng nghĩ đến thập nhị đô thiên thần sát trận, Lý Vân Tiêu trong cốc thì lòng tin lại trào dâng trong Nguyệt. Nguyệt nói, đừng khuyên nữa, lần này không đụng vào tường thì ta sẽ không chết tâm. Y thở dài một tiếng, gật đầu nói. Nhưng Nguyệt vẫn có chỗ dựa, dù lúc này Nguyệt không phục thì bằng vào thuật luyện, đại nhân thu phục Nguyệt rồi sẽ không giết chết. Nguyệt hoàn toàn biến sắc mặt, nghĩ đến làm nô lệ chuyên môn luyện chế là nàng không kiềm được lòng tức giận. Nguyệt, cắn răng hừ nói. Xem trận thế của các ngươi chắc đã nuốt nhiều bộ tộc nhỏ khác rồi. Một tiếng thở dài vang lên. Ai, xem ra bộ của ta là bộ tộc nhỏ mà Nguyệt hỏi. Một ma ảnh hiện ra bên cạnh thệ và y. Nữ nhân tóc dài tới eo, da trắng nõn nà, thân hình mềm mại không xương, la quần bay bay, quyến rũ động lòng người. Mễ, Nguyệt hoàn toàn biến sắc mặt, cắn răng nói. Hèn gì mãi không có tin tức của ngươi, thì ra ngươi cũng gục ngã. Mễ khẽ thở dài. Thực lực không bằng người tất nhiên phải tuân theo quy tắc trò chơi, nếu không sẽ là tự chịu diệt vong. Nguyệt, ngươi không phải loại người không hiểu thời thế nhưng sao lần này cố chấp như vậy? Chẳng lẽ có át chủ bài nào sao? Nguyệt không giấu giếm, gật đầu nói. Chỉ có ngươi hiểu tơ, gần đây có cơ duyên nên muốn thử một lần. Mễ nhìn trong sơn cốc. Ánh mắt dừng lại trên người Nguyệt. Với giá trị của ngươi thì muốn thử một lần ngoan cố cũng sẽ không bị gì, nhưng e rằng người trong bộ tộc. Khó có người sống. Nguyệt nghiêm mặt nói. Nếu ta thua sẽ chết cùng bọn họ, tuyệt đối không sống tạm. Mễ thở dài. Nguyệt cần gì khổ vậy? Thế cục hiện nay thế nào thật ra Nguyệt cũng đoán được chút ít đúng không? Hay là tỉ muội tốt chúng ta lại ở cùng nhau, trở về ngày tháng cũ cũng vui. Nguyệt biến sắc mặt. Dứt khoát lắc đầu nói. Nếu cả mễ cũng nói vậy thì ta hiểu rồi, không cần nói gì nữa.
ta tuyệt đối không quay về những ngày cũ, muốn chiến liền chiến. Ma tộc Nguyệt bộ trong sơn cốc rung động, bị đấu trí của Nguyệt cảm nhiễm, tất cả nắm trường mâu, chiến ý hừng hực hướng ra ngoài cốc. Thệ sớm dục dục sát ý, lạnh lùng nói. Nếu vậy thì chết đi. Thệ vung tay lên hạ xuống, quát to. Giết, giết không chừa một tên, giết hết. Trong phút chốc trên bầu trời trống trận ầm ầm, mảng lớn ma cầm từ trời cao bay xuống như nạ châu chấu rậm tạp không đếm hết lao xuống sơn cốc. Ma thú bốn phía theo đám đông ma quân dẫn dắt, chúng nó ngửa đầu gầm giống sông hướng sơn cốc. Trận trượng to lớn bốn phía bọc đánh nhưng Nguyệt càng bình tĩnh hơn, nàng lạnh lùng nói. Muốn chết, tất cả người Nguyệt nghe lệnh, nghênh địch, cũng giết không tha, ai dám can đảm xâm chiếm không chừa một tên. Trong sơn cốc dâng lên một mảnh ánh sáng hóa thành từng cột sáng bắn thẳng lên bầu trời. Những cột sáng rất có tính công kích, như mũi mâu nháy mắt xuyên thủng nhiều kẻ địch vừa chạm vào ma vật liền tự động nổ tung. Ánh sáng to lớn tản ra trên bầu trời, dừng lại thế công kích. Mảng lớn ma tộc quanh quẩn bốn phía sơn cốc, không dám xông vào nữa. Có ma quân kinh kêu. Trận pháp, đó là trận pháp. Bọn họ kiêng kỵ nhìn ra ngoài cốc, ánh mắt kinh hoàng nhìn bốn phía. Ma tộc thiếu thuật luyện sư, ít người hiểu biết về trận pháp. Cho nên bọn họ vẫn chưa xông vào trong cốc đã hao binh tổn tương khá nhiều. Mấy trăm mấy ngàn ma sát bay loạn trên bầu trời toàn là những ma tộc bị nổ nát hàng giải ra. Thệ tức xì khói nạt hai người kia. Các ngươi chỉ đứng xem sao. Mới rồi trùng kích toàn là thuộc hạ của thệ, không có người y bộ, mễ. Mễ lạnh nhạt nói. Chúng ta đều lấy đăng đại nhân dẫn đầu, trước khi nhận được lệnh công kích thì tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu chọc đại nhân không vui sẽ không chịu nổi. Ngươi, tốt lắm, ta chờ xem ai mới không chịu nổi. Thệ phát cuồng hét to. Người ta công, kẻ nào không tiến lên, kẻ nào sợ rút lui đều giết không tha. Ban ra mệnh lệnh xong thệ lắc người háo thành luồng sáng bay hướng Nguyệt. Liệt hình thú bỗng nhiên mở miệng bộc phát ra tiếng gầm rung trời. Growl. Sóng âm khủng bố tầng tầng lớp lớp đánh hướng thệ. Bầu trời lung lay, thệ biến ra chân thân xé rách sóng âm. Bản tôn thệ nhảy ra từ giữa hư không lao tới trước mặt Nguyệt, năm ngón tay xòe ra. Toàn thân liệt hình thú run run, ma khí khủng bố phát ra. Mắt liệt hình thú bắn tia hung ác. Tứ chi săn chắc làm tư thế lao xuống. Nguyệt ngăn liệt hình thú lại, vỗ trán nó. Người đi đối phó ma tộc khác đi, cố gắng giảm thương vong trong tộc. Con chó săn này để ta đối phó. Liệt hình thú không chịu, dường như cực kỳ không muốn. Nhưng nhìn ánh mắt âm trầm của Nguyệt thì liệt hình thú đành vẫy đuôi rời khỏi nàng, liệt hình thú xung phong lao vào những ma tộc của thệ bộ. Mặt thệ dữ tợn, ngông cuồng, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn đối phó ta. Thệ nghĩ tới đối phương không ngừng mỉa mai chào phúng gã trước tất cả ma tộc, không chừa cho chút mặt mũi, thệ nổi sát tâm, tay đánh càng mạnh. Hừ, không thử làm sao biết. Nguyệt phung tay lên, trong phút chốc một luồng sáng lạnh lấp lóe, một vệt sáng đỏ sát ý trước mặt nàng chém hướng năm ngón tay. Bàn tay như ngọc nắm thanh kiếm nhỏ màu đỏ, sắc bén không thể đỏ, dường như Nguyệt nhúc nhẹ một cái là tiểu kiếm sẽ tự động bắn ra kiếm khí. Còn người thệ co rút. A, à, thệ nhận ra ngay kiếm khí bất phàm, nếu gã chụp xuống sẽ bị chém đứt hết các ngón tay. Năm nhanh chóng quyết định vội rút tay về, lắc người biến mất tại chỗ. Xoẹt, ánh sáng đỏ đánh hụt cắt không gian một cái lỗ dài mấy trượng. Y và Mễ đứng xa xem cuộc chiến đều biến sắc mặt. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Đó là kiếm gì mà sắc bén vậy? Mễ lắc đầu, biểu tình dầu lo. Thiệt nhìn đăm đăm, trầm giọng nói. Xem ra Nguyệt thật sự có chút át chủ bài, không thì chẳng đến mức dám đối kháng mấy tộc chúng ta và Đăng Đại Nhân. Đăng Đại Nhân dù sao là nhi tử của Hóa Đại Nhân, thực lực không kém hơn Hóa Đại Nhân. Mễ khẽ thở dài. Dù có mấy át chủ bài cũng vô dụng. Y cười khổ, mặt mày ủ rũ lắc đầu, đôi mắt lúc trước lóe tia hy vọng giờ lại trở về tĩnh lặng. Trong chiến trường, thể biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng Nguyệt, vận chuyển ma công đấm mạnh ra ngoài. Hừ. Chó săn chỉ biết đánh lén. Thần thức của Nguyệt rất mạnh, nháy mắt bắt giữ được tung tích của thệ. Nguyệt không xoay người, trở tay đâm nhát kiếm. Bùm! Tiểu kiếm màu đỏ phun ra nuốt vào kiếm quang xuyên thâu qua quyền kình. Xoẹt! Đầu nắm đấm của thệ bị cắt đứt, nguyên cánh tay nổ tung biến ra mấy chục con ma sát kêu oa oa chạy trốn.
quyền kình của thể cũng xuyên qua kiếm khí đấm vào người Nguyệt. Dầm. Người Nguyệt dâng lên tầng sáng trắng bao lấy kình khí, thoáng chốc biến mất. Cái gì? Người xem cuộc chiến đều giật bắn, hai người vốn nên lực lượng ngang nhau giờ Nguyệt chỉ dựa vào một thanh kiếm nhỏ, một chiến giáp đã chiếm ưu thế. Lòng y nóng lên, gã liếm môi cười gằn. Hèn gì vị đại nhân kia xem trọng nàng như vậy, có thể luyện chế ra huyền khí như thế thật lợi hại. Mặt Mễ tràn đầy kinh ngạc, nàng biết Nguyệt là thuật luyện sư nhưng không ngờ nàng có thể luyện chế ra huyền khí có thể đối kháng lại ma quân nhị giai. Trong toàn ma giới này đây là việc lớn cực kỳ chấn động. Một phen đánh nhau thể hiểu mình rơi vào thế yếu, nếu tiếp tục chiến đấu thì chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, không chừng mất mạng. Thể vụt xoay người định chạy, buông lời mắng. Tiện nhân nhà ngươi chút nữa sẽ có đăng đại nhân tự mình đến xử. Mắt Nguyệt lạnh lẽo. Ai cho phép ngươi đi, chó săn. Nguyệt phung tay, năm ngón tay trái xòe ra, một mảnh tuyền quang chói mắt bắn ra, nửa bầu trời bị chiếu sáng ngời khó thể mở mắt. Khiến thể hoảng hồn là tuyền quang chói sáng, cơ thể gã cứng lại, khó khăn vận chuyển ma nguyên trong người. Tuy trạng thái này chỉ kéo dài một giây nhưng đủ chí mạng. Tiểu kiếm màu đỏ trong tay phải của Nguyệt bay ra bắn vào đầu thể, chặt cái đầu xuống. Bùm! Thể chưa kịp hét thảm thì cần cổ đã nổ tung, mảng lớn ma khí tứ tán, thân hình bắt đầu hàng giải hóa thành một đống ma tộc đê dai bay tứ phía. Y, Mễ nhìn muốn rớt trong mắt, xoay tròn mắt đứng ngây như phỗng. Hai người lực lượng vốn cách biệt không lớn cứ thế trong khoảnh khắc một người chết. Thị giác trùng kích quá khủng bố làm Y, Mễ thật lâu không tỉnh táo lại, hai người như pho tượng đứng trên cao. Không chỉ Y, Mễ, tất cả ma tộc trong hai bộ tộc ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Nguyệt. Nguyệt thành công rồi chỉ lạnh lùng liếc Y và Mễ, nàng bay xuống lao vào chiến đấu trong sơn cốc, giúp tộc nhân đánh chết ma tộc của thể bộ. Trong phút chốc chiến thế hoàn toàn nghiêng về một bên. Đám thệ bộ chỉ còn nước bị đổ sát. Chờ khi bọn họ phát hiện tộc trưởng của mình đã chết thì mọi thứ đều nguội. Một số người trước tiên phát hiện thế cục không đúng, lập tức lao ra ngoài cốc trốn. Trừ ba, bốn ma quân trốn thoát ra còn lại đều bị chém giết trong cốc, không chừa mạng sống. Hai bộ tộc Y, Mễ thì ở bên ngoài yên lặng nhìn vào cốc, không làm hành động gì. Đăng đại nhân vẫn chưa ra lệnh cho hai tộc. Quá trình đổ sát kéo dài một nén nhang. Tuy các Nguyệt bộ giết tới thở hồng hộc, mỗi người kiệt sức nhưng cực kỳ sảng khoái, ai nấy mặt mày hớn hở, lúc trước sợ hãi đều quét sạch, sĩ khí tăng vọt chưa từng có. Một số bộ chúng hét to tên Nguyệt, cực kỳ hưng phấn. Sau khi đánh chết thể thì Nguyệt tăng tự tin hơn nhiều, kiếm chỉ vào Y và Mễ, cách không quát to. Còn ai muốn lên? Lý Vân Tiêu và Mễ liếc nhau, không biết trả lời thế nào. Hai người chưa nhận được tin tức của Đăng, không biết nên tiến hay lùi. Hơn nữa hai người có quan hệ rất tốt với Nguyệt, sẽ không tấn công trước khi nhận được lệnh. Rất tốt, rất tốt. Giữa hư không đột nhiên vang tiếng vỗ tay bốp bốp, Y và Mễ hoàn toàn biến sắc mặt, cùng khom người hành lễ hướng phát ra thanh âm. Y, Mễ đồng thanh kêu lên. Kính chào Đăng đại nhân. Hai người cung kính đứng một bên. Trong hư không khuếch tán sóng gợn, thanh niên mặt mày đoan chính, khí chất trương cuồng từ bên trong đi ra. Nam nhân mặt lạnh băng nhìn Nguyệt chằm chằm, trêu chọc hỏi. Là ngươi luyện chế ra hai báu vật đó. Nguyệt cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mắt, nghe nói là nhi tử của hóa, không biết là thật hay giả. Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Phải hay không liên quan gì ngươi? Ha ha ha, đúng là có cá tính. Đăng chào phúng. Chờ ta bắt nàng rồi sẽ dạy dỗ ngoan ngoãn. Nguyệt quát. Huênh hoang. Nguyệt phung tiểu kiếm chém ra kiếm ảnh đầy trời. Dậm tạp phô thiên cái địa ập đến. Mặt Đăng lạnh băng rút ra cây gậy đen xì hơ trước mặt huyễn hóa màn sáng hình tròn phòng ngự. Kiếm ảnh rậm rạp bắn tới đều chém vào màn sáng chỉ gợi lên từng tầng sóng gợn. Đăng chỉ huy địa quân ma tộc cười nhe răng. Tất cả ra tay, san bằng sơn cốc. Bốn phía sơn cốc nổi lên tiếng giống rung trời, cảm xúc và năng lượng cuồng bạo của ma tộc khuấy động thiên địa. Y, Mễ biến sắc mặt nói. Nguyên, xin lỗi. Lệnh vương khó cãi. Y, Mễ lập tức điều phối bộ tộc tấn công sơn cốc. Ầm 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 ầm. Đất đá dưới đất tung tóe, hàng ngàn thú chạy rầm rập lao vào sơn cốc. Nguyệt bộ bày ra trận pháp nháy mắt kích hoạt toàn bộ, tiếng động điếc tai ầm vang bốn phía, ma sát bay đầy trời, ma khí cuồn cuộn. Nguyệt hết hồn quay đầu nhìn xuống,
thấy bộ tộc của mình không ngăn được đòn công kích, đã tan tác mảng lớn. Nhiều khuôn mặt quen thuộc bị đại quân của đăng trùng kích nháy mắt hàng giải thành ma sát, tiếng kêu oa oa đầy trời. Giọng đăng đột nhiên vang lên sau lưng Nguyệt. Hừ, còn rảnh rỗi lo cho người khác. Nguyệt sợ đứng tim, nàng chỉ mới phân tâm một chút đã bị đăng bắt lấy cơ hội trực tiếp thon na gì tới sau lưng. Áp lực nặng nề ập vào đầu, Nguyệt biết là cây gậy đập xuống. Nguyệt không kịp xoay người, một tay chộp kiếm đâm sau lưng. Xoẹt. Không gian bị đâm rách, kiếm thế đẩy ra sau, cách đánh lưỡng bại câu thương nhưng cũng bất đắc dĩ. Đã không kịp né tránh, chỉ cầu cũng đâm đối phương bị thương. Bùm. Bóng gậy đen đập xuống cách sau gáy Nguyệt mấy tấc, kính quang lấp lóe bắn ra ngưng tụ thành quang khải chặn lại gậy đen. Ánh sáng chói lòa bộc phát, tuy có tuyển quang kính bảo vệ nhưng Nguyệt vẫn thấy choáng váng, cả người bị đánh bay đi, mắt nổ đom đóm. Tiểu kiếm chỉ cắt rách ra đăng, để lại một vệt nước trước ngực gã rồi xẹt qua. Mắt đăng bắn ra sát khí, gã sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Đăng ném gậy lên trời, hai tay nhanh chóng bắt ấn. Gậy đen thoáng chốc biến to gấp chục lần, nó như ngọn núi nhỏ đuổi theo Nguyệt. Bùm! Nguyệt bị gậy to đập trúng, tuyền quang kính phát ra ánh sáng chói lòa bảo vệ chỗ hiểm toàn thân nhưng nàng vẫn bị đánh lún xuống đất. Ầm 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 ầm. Gậy to đè Nguyệt lún xuống đất, mặt đất không ngừng nứt ra, xuống sâu mấy chục thước cây gậy mới dừng. Nhìn qua như mộ bia quái dị cắm trong sơn cốc. Y, Mễ liếc trộm thấy tình hình đều biến sắc, nhưng hai người không lộ nhiều biểu tình. Đáy mắt lóe tia ai thán. Bên trên sơn cốc cao mấy vạn dặm, Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng đứng song song nhìn xuống dưới. Tiểu Hồng mở miệng nói. Đăng rất mạnh. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lực lượng của hắn hơi quái dị, dường như không theo mình khống chế, nhưng công nhận đúng là mạnh. Tiểu Hồng hỏi. Nếu Vân Tiêu ca ca đánh với Đăng thì ai thua ai thắng? Lý Vân Tiêu mỉm cười, không tỏ ý kiến. Mặt đất bên dưới đột nhiên có tiếng động ầm ĩ, đất đai quanh cây gậy không ngừng nứt ra, lực lượng khủng bố từ mặt đất bộc phát. Đăng biến sắc mặt, gã lắc người đến bên gậy sắt vỗ chưởng vào phần đầu gậy. Gậy sắt ầm vang tiếp tục cắm sâu xuống đất. Bùm 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 bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, bốn phía gậy sắt có hai ma ảnh đen xông vào ở trên không trung biến ra thần sát chộp hướng Đăng. Cái gì, đây là cái gì? Đăng giật bắn người giơ gậy lùi nhanh. Nhưng hai thần sát cũng biến ảo thân pháp, bước chân kỳ dị đuổi theo. Cứu binh, không thể nào. Y và Mễ giật nảy mình, bởi vì bọn họ theo dõi Nguyệt Bộ đã rất lâu, trừ mang Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng vào ra không có người ngoài tiến vào. Chẳng lẽ là hai người bị thương đó? Mấy vị ma quân suy đoán, mặt đất liên tục nổ, mười ma quang khủng bố vọt lên cao biến ra người khổng lồ trên không trung, ánh mắt sắc bén liếc hướng đại quân của Đăng, không nói không rằng vỗ trường. Ầm, bàn tay một thần sát như núi cao đập xuống mặt đất san bằng cả sơn khâu. Mấy con ma thú đê dai trên sơn khâu bị đập thành ma khí, tan biến trên mặt đất. Mễ kinh kêu. Cái gì, đây là, khôi lỗi. Mễ hoảng sợ nhìn 10 thần sát và 2 thần sát đuổi theo Đăng. Huyền khí rất hiếm hoi trong ma giới, càng không nói tới khôi lỗi như người như rồng càng làm bọn họ kinh hoàng hốt hoảng. Mễ giật mình thì thào. Hèn gì. Hèn gì nàng cố chấp như vậy, có gan liều một phen, hóa ra là có bài tẩy. Mễ hoảng sợ ngẩng đầu lên, mới rồi Nguyệt bị Đăng một gậy đập lún xuống đất bị thương không nhẹ, quần áo dính đầy bùn đất cực kỳ chật vật. Nhưng Nguyệt người đầy sát khí, nàng rất giận, liệt hình thú ở bên dưới liên tục công kích ma tộc từ bốn phía vào tới, hộ pháp cho nàng. Đăng thụt lùi mấy trượng, đón đỡ hai con thần sát một lúc mới phát hiện đối phương không phải là thể sinh mệnh. Thì ra là khôi lỗi. Ngoài miệng tràn đầy châm chọc nhưng trong lòng Đăng kinh hoàng khó tả. Con rối bình thường cũng mơ đấu vớ bổn tọa. Chết đi. Đăng hô gậy sắc với thế càn quét thiên quần đánh vào hai con thần sát. Bùm. Hai thần sát bị gậy sắt đập trúng, ma quang lung lay bị đẩy lùi mấy chục bước. Nguyệt bị lực lượng gậy to phản phệ khẽ rên, mắt lóe tia lo âu. Nếu 12 thần sát vây công Đăng thì cục diện gần như thắng chắc. Nhưng đại quân của Đăng đang vây công sơn cốc, tộc nhân của mình không đánh lại, cần phái 10 thần sát trấn thủ 4 phương 8 hướng sơn cốc mới mong chuyển bại thành thắng. Bây giờ hy vọng lớn nhất là 10 thần sát nhanh chóng đánh tan đại quân của Đăng rồi mới giết gã. Đăng cũng phát hiện vấn đề này, mắt lấp lóe tia sáng lạnh nghiến răng nói.
Mọi người trùng kích, không được lùi, ai lùi sẽ chết. Đang phải khiến đại quân bám chân 10 thần sát để gã đánh bại từng con. Người đang phát ra sát khí cực mạnh, miệng gầm gừ tiếng thú quái dị. Đang giơ gậy sắt tiếp tục đánh hướng 2 thần sát. Bùm 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 bùm. Thần sát liên tục thụt lùi, thân thể bắt đầu nứt rạn. Dưới đất, đại quân của Đăng không chỉ có 2 bộ y và mễ mà còn nhiều bộ tộc khác, bọn họ chen chúc nhau xung phong, công kích 10 thần sát. Chiến đấu thảm liệt lan tràn bốn phía sơn cốc, mảng lớn ma tộc như thiêu thân lao đầu vào lửa sông hướng thần sát rồi bị diệt ngay nhưng vẫn che giả măng mọc, không hề sợ hãi. Tiểu Hồng nhìn chằm chằm chiến trường một lúc rồi nói. Thảm liệt quá, không biết cuối cùng thắng thua thế nào. Lý Vân Tiêu lặng im không lên tiếng, thở dài. Thiên phú của Nguyệt tuy cũng khá nhưng dù sao khống chế thần sát thời gian quá ngắn, cùng lúc điều khiển 12 thần sát là thử thách lớn cho nàng, lại còn đối diện cục diện phức tạp thế này, ta sợ. Ta sợ thập nhị đô thiên thần sát sẽ bị hủy vì thế. Lý Vân Tiêu tràn đầy lo lắng. Người ma tộc tàn sát nhau tuy thảm khốc nhưng không làm Lý Vân Tiêu rung động, ngược lại 12 huyền khí hoàn mỹ mục trần để lại làm hắn không đánh lòng. Tiểu Hồng lạnh lùng cười. Ta cho rằng cuối cùng Nguyệt sẽ không kiềm được cầu viện chúng ta. Ánh mắt Lý Vân Tiêu rời khỏi chiến trường, đôi mắt mông lung nhìn hư không vô tận, thản nhiên nói. Chưa chắc, nhưng quyết định mấu chốt thắng bại có lẽ không ở chiến trường. Tiểu Hồng sửng sốt rồi chợt hiểu ra cái gì, ánh mắt trầm xuống, nàng trở nên cảnh giác. Hư không đằng trước truyền đến tiếng tặc lưỡi than thở. À, bị phát hiện rồi sao? Chậc chậc, sao bỗng thấy xấu hổ quá? Từng đợt sóng gợn dao động phía chân trời chậm rãi hiện hình một vương tọa, một nam nhân ngồi trên ghế, nhếch môi nhìn hai người. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt trầm giọng hỏi. Ma tôn. Tiểu Hồng hút ngụm khí lạnh kinh kêu. Chẳng lẽ là một trong 8 ma tôn? Mắt nam nhân chữ ý cười đứng lên từ vương tọa, yêu nhã chào. Hai vị có thể gọi ta là Chanh. Chanh, quả nhiên là một trong 8 ma tôn. Mặt Lý Vân Tiêu không biểu tình. Nguyệt luôn nghi ngờ chuyện này do ngươi ở sau lưng thúc đẩy, giờ xem ra đúng thật. Chanh nói. À, nói vậy là nàng biết sau lưng có ta còn dám cản rỡ như thế. Thật là không để ta vào mắt. Lý Vân Tiêu nói. Không phải không để vào mắt nhưng chẳng ai muốn dưới tay người, có một khả năng thì vẫn hy vọng liều một phen. Chanh gật đầu nói. 12 khôi lỗi đó thật ghê gớm, Nguyệt có được lực lượng như vậy vốn có thể mở rộng bộ tộc. Trở thành bộ tộc đứng sau 8 ma tôn. Cũng phục Nguyệt chịu đựng được, một nữ nhân nho nhỏ lại có tâm kế thâm trầm như vậy. Nếu không phải sự kiện lần này thì ta không biết Nguyệt che giấu lực lượng như vậy. Mắt Chanh lóe tia tàn khốc nhìn chằm chằm bóng dáng Nguyệt, sắc mặt âm trầm, không biết trong lòng gã nghĩ gì. Lý Vân Tiêu cười khổ, Nguyệt không phải che giấu lực lượng mà chỉ vì mới kích hoạt thần sát, tất nhiên hắn sẽ không giải thích rõ. Lý Vân Tiêu hỏi. Hiện giờ ma tôn đại nhân có ý tưởng gì? Chanh nhìn Lý Vân Tiêu, nở nụ cười kỳ dị. Ha ha ha, ta vốn định thả tin mấy người các ngươi vào ma giới ra ngoài để đám cơ truy sát ngươi, khiến ma giới trở nên thú vị hơn, nhưng không ngờ ngươi tiến vào địa bàn của ta. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Ngươi biết chúng ta tiến vào ma giới. Chanh cười nói. Bổn tọa luôn ở Thương Huyền Sơn, từ giây phút 7K lước vào núi đến đánh chết rất nhiều phệ giới ma. Chiến với dục đều bị bổn tọa chính mắt thấy. Chanh nhìn Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng lộ rõ giật mình, xì cười. Có phải cảm thấy rất lạ là tại sao ta không ra tay? Nếu bổn tọa ra tay trong Thương Huyền Sơn thì 4 người các ngươi không ai sống sót được. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng gật đầu, tuy hắn không đồng ý cách nói, không ai sống sót, nhưng nếu lúc đó Chanh ra tay thì 4 người đúng là gặp rắc rối to. Chanh cười phá lên. Ha ha ha. Tại sao ta phải ra tay? Ngươi cho ta lý do xem thử. Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng ngây người. Lý Vân Tiêu nói. Vì ta là người thiên vũ giới, càng là minh chủ thiên vũ minh, ngươi là ma tôn ma tộc. Chỉ 2 thân phận này đủ để chúng ta là tử địch. Chanh cười ngặt nghẽo. Ha ha, tử địch, ha ha ha. Chanh lạnh lùng xem Lý Vân Tiêu, tràn đầy châm chọc nói. Ngươi không giết người của ta. Trước khi ngươi bước vào ma giới chúng ta chưa từng tiếp xúc thì sao trở thành tử địch được? Lòng Lý Vân Tiêu máy động nhớ tới một việc, hỏi ngay. Tại sao ma tộc muốn xâm lấn thiên vũ giới? Đây là điều Lý Vân Tiêu muốn tìm hiểu khi vào ma giới.
đẳng cấp cỡ Nguyệt có lẽ không biết nhưng Tranh chắc chắn biết gì đó. Quả nhiên Tranh hoàn toàn biến sắc mặt, trong bắn ra tia sáng lạnh, nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Tranh lạnh lùng nói, có vài thứ cố gắng ít biết càng tốt, biết nhiều sẽ không sống lâu. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi, đây cũng là cơ mật sao, lý do giữ kín là gì? Tranh hừ lạnh một tiếng, đừng hỏi, tóm lại ngươi không cần biết. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, dù ngươi không nói thì ta tin rồi sẽ điều tra ra. Tranh thay đổi sắc mặt mấy lần, hừ lạnh không bàn nữa. Tranh hỏi, thánh ma đi cùng các ngươi là ai? Đi băng vực nguyên quận vì chuyện gì? Lý Vân Tiêu ung dung cười nói, mấy thứ đó Tranh đại nhân không cần biết. Mắt Tranh lóe sát khí, gã lạnh lùng nói, nói vậy là các ngươi không muốn sống tiếp. Lý Vân Tiêu không hề sợ Tranh, lạnh lùng nhìn lại. Ha ha ha, đương nhiên muốn sống tiếp, trên đời này có ai ngại em mờ, ỉnh sống lâu sao? Nhưng điều này liên quan gì đại nhân? Bốn phía giao nhau, không chút sợ hãi. Tranh sắc mặt âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu đăm đăm một lúc, gã bật cười nói. Ha ha ha, tốt, tốt, ta thích tính cách của ngươi như thế. Để nhóm cơ nhức đầu vậy, rất muốn thấy bọn họ bị ngươi giày vò đến vò đầu đấm ngực. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, ma tôn này khác hẳn với mấy người khác, ít nhất không đứng cùng chiến tuyến. Nếu đúng vậy thì hắn khách sáo một chút cũng tốt, tránh cho gây ra một kẻ thù không có lợi với toàn thiên vũ giới. Chuyến đi ma giới cho đến bây giờ gây ấn tượng lớn nhất với Lý Vân Tiêu là ma giới giống như thiên vũ giới, không đoàn kết mà chia ra nhiều thế lực, các thế lực kiềm chế nhau. Đây là việc siêu tốt cho thiên vũ giới. Tranh phất tay nói, các ngươi đi đi, ta tạm thời không giết các ngươi. Nhưng trên đường đi nguyên quận nhớ cẩn thận, ha 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 ha. Mắt Tranh tràn đầy đều cợt, dường như với gã thì các vụ việc chỉ là trò chơi. Bên dưới vọng lên tiếng Nguyệt Kinh kêu, Lý đại nhân, mau ra tay giúp ta. Thì ra Nguyệt vận dụng thập nhị đô thiên thần sát dù khống chế không quen, không thể phát huy hết sức mạnh thần sát nhưng đủ sức ứng đối đại quân vây công và chống đỡ đang tấn công mãnh liệt. Nhưng thập nhị đô thiên thần sát ăn thần thức rất dữ, chiến đấu đến đây thì Nguyệt thấy kiệt sức, mắt mơ hồ. Tinh thần lực tràn đầy bây giờ như nước giếng cạn tới đáy, đã khô kiệt. Tới khi tinh thần lực cạn không thể sử dụng thập nhị đô thiên thần sát thì tình hình tốt đẹp hiện nay sẽ tan vỡ, không chỉ riêng Nguyệt, nguyên Nguyệt bộ đều tiêu đời. Nên đánh mãi không xong, Nguyệt không còn cách nào đánh nhịn đau cầu cứu Lý Vân Tiêu. Nhưng khi Nguyệt ngước mắt lên thấy bóng dáng thon dài kia thì người run rẩy hét thất thanh. Tranh đại nhân! Một thoáng nhìn làm Nguyệt mất hết tinh thần, khống chế thập nhị đô thiên thần sát trở nên hỗn loạn hơn. Đang bắt chặt cơ hội. Gã cũng thấy Tranh ở trên cao. Đăng mừng như điên cười to bảo. Ha ha ha, giờ đã biết mình chết chắc chưa? Hậu đài của ta là Tranh đại nhân. Đăng cuồng cười, thanh âm vận dụng chiến kỹ sóng âm vang vọng nguyên chiến trường. Đại quân Đăng tộc và người Nguyệt bộ giật mình ngước lên cùng thấy thân hình chí cao vô tượng trên bầu trời, tồn tại khó tể với tới trong lòng họ. Ui! Nhiều tiếng hút ngụm khí lạnh liên tiếp vang lên, cực kỳ giật mình. Người hai phe như băng hỏa lưỡng trọng thiên, đại quân đang hò reo, khí thế tăng vọt. Nguyệt bộ thì trái ngược, trong lòng mỗi người như đè tảng đá to, mắt tràn ngập tuyệt vọng. Dù đứng cạnh 10 thần sát, thế cục đang rất tốt đẹp vẫn làm tay chân bọn họ lạnh lẽo, như trông thấy kim loại ít cuộc thảm hại. Y và Mễ nhìn nhau, mắt hai người tràn đầy giật mình rồi lại nằm trong dự đoán. Lúc trước mọi người có suy đoán Tranh đứng sau lưng Đăng nhưng vừa chưa từng thấy Tranh lộ mặt nên dần nghi ngờ dưới đáy lòng. Giờ trông thấy thì không còn nghi ngờ gì nữa, Y và Mễ cũng vững tin hơn, không dám có ý phản loạn nữa. Y và Mễ lập tức chỉ huy địa quân bộ tộc của mình tấn công dồn dập, không còn nghĩ đến tình cũ. Vì bọn họ cảm thấy Tranh xuất hiện nghĩa là cán cân chiến tranh đã nghiêng, không chỉ nghiêng mà còn trực tiếp quyết định kết cục. Đăng mừng như điên thừa dịp Nguyệt mất hết tinh thần đánh hai con thần sát nứt nẻ, phản chấn ma khí trong người Nguyệt cuồn cuộn. Nguyệt vội chỉ huy thần sát lui ra. Đăng không tha, gã xông lên. Nguyệt bất đắc dĩ lại từ trong sơn cốc điều động hai thần sát vọt lên cao, với sức 4 thần sát ngăn Đăng lại. Vậy là trong cốc tình hình vốn không lạc quan lại nguy cơ chập tùng, mất mảng lớn trận địa, vòng chiến Nguyệt bộ không ngừng thu nhỏ. Tranh xì cười lạnh lùng nhìn bên dưới, mắng. Tiểu tử này thật gian xảo, mượn danh của bổn tọa cáo mượn oai hùng lấy uy. Lý Vân Tiêu cười nói.
Đây không tính là cáo mượn oai hùng, người thật sự chung nhóm với họ, hắn không lợi dụng uy thế của ngươi. Huống chi nếu người đó không đánh lại thì cuối cùng ngươi vẫn sẽ ra tay. Tranh khoanh tay trước ngực gật gù nói. Ngươi nói đúng, giờ đao kia cầu cứu ngươi, thế thì ngươi sẽ quay đầu bỏ đi hay ngu xuẩn ở lại chịu chết. Nguyệt nghe hai người đối thoại thì lòng căng thẳng hấp tấp nói. Lý đại nhân, van cầu đại nhân nghĩ tình ra sư mục trần mà ra tay cứ bộ tộc của ta. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, dù không vì Tuyền Quang Kính thì giờ Nguyệt lôi ra mục trần, hắn không thể ngồi yên ngó. Tuy mục trần quy tiên nhiều năm nhưng Lý Vân Tiêu luôn rất kính nể, hắn được lợi rất nhiều từ chân bảo mục trần để lại. Tranh nhìn chằm chằm khuôn mặt Lý Vân Tiêu, sắc mặt hắn biến đổi phức tạp, gã cười khẩy nói. Ta thấy ngươi đang đi lên hướng từ từ tìm đường chết. Lý Vân Tiêu ngước mi mắt liếc Tranh, đã có quyết định, lòng hắn nhẹ nhàng hơn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tranh đại nhân quả nhiên thông tuệ, nhìn một cái ra ngay. Tranh biến sắc mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi không phải loại người ngu xuẩn, thật sự định ở lại chịu chết. Lý Vân Tiêu cười nói. Lời này nói quá khó nghe, cái gì mà chết hay không? Ta không thích nghe từ này. Tranh sầm mặt xuống nhìn Lý Vân Tiêu một lúc. Ta đột nhiên hơi ghét ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Không thể nào. Chẳng phải chúng ta tỏ chuyện rất vui sao? Tranh lắc đầu nói. Mới rồi thì đúng nhưng bây giờ không phải. Lý Vân Tiêu hỏi. Vậy bây giờ là? Tranh đột nhiên gian giơ tay lên, không chút dấu hiệu ngưng tụ một chưởng đánh ra, quát to. Giờ thì tiễn ngươi đi chết. Ầm 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 ầm. Ma Tôn đánh ra một chưởng, nửa bầu trời bị đánh nát. Nơi Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng đứng chớp mắt nổ tung một đoàn tinh vân lớn. Không gian bốn phía lõm xuống vào trong tinh vân. Lòng Nguyệt run rẩy, mặt tái xanh. Nguyệt bỗng chốc hiểu ra nam nhân này là người đứng trên đỉnh ma giới, một trong tám ma tôn tung hoành thiên hạ, nàng có bản lĩnh gì mà dám đối kháng với nam nhân đó. Ha ha ha! Đang cười như điên, gã vừa điên cuồng tấn công bốn thần sát vừa châm chọc nói. Thật là không biết tự lượng sức mình, được nước lấn tới, giờ đã bị Tranh đại nhân diệt ngay. Ha ha ha! Mất mặt quá. Tranh vỗ một chưởng xong sắc mặt không nhẹ nhàng mà nhìn xuống dưới. Đang hăng say châm chọc xong chợt nghe bên cạnh có giọng nam hỏi. Đại ca đang nói tới ta sao? Ui! Đang giật nảy mình, như châu chấu nhảy sang bên, kinh hoàng u cay đầu thấy Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nhìn gã. Mặt Tiểu Hồng hơi trắng đứng sau lưng Lý Vân Tiêu, nàng không nhìn Đăng mà cảnh giác ngẩng đầu nhìn Tranh trên bầu trời. Đang giật mình kêu lên. Sao, sao ngươi chưa chết? Đang phân tâm, bốn thần sát hợp sức công kích ập đến. Kinh khí cường đại chồng lên từng tầng đè ép Đang hoảng sợ thụt lùi, không dám tiến lên nữa. Lý Vân Tiêu không chút khách sáo cười mắng. Cái con chim ngốc này, con mắt nào của ngươi thấy ta chết? Cái, đó. Đang hết hồn, mới rồi Tranh đột nhiên tập kích vỗ trưởng dù là gã cũng chưa chắc né thoát, hòn phân nửa sẽ bị tổn hại nặng. Không ngờ người trước mắt gã nhẹ nhàng đỡ, thần không biết quỷ không hay chạy tới. Dù lòng giật mình nhưng Đăng không hoảng loạn vì cùng chiến tuyến với gã là một trong tám siêu cường giả ma giới, gã tuyệt đối sẽ không thua được. Đăng ổn định tâm tính, lạnh lùng cười. Hừ, dù hiện tại không chết thì hơn phân nửa sẽ chết ngay sau đó. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Đăng, hắn nói với Tiểu Hồng. Giao người này cho nàng, hợp tác với Nguyệt giết hắn đi. Tiểu Hồng biến sắc mặt, nàng liếc Nguyệt đứng gần đó, hừ lạnh. Ta không hứng thú đi chung với nữ nhân ngốc kia, để một mình ta ứng đối người này được rồi. Biểu tình của Nguyệt khó coi nhưng Tiểu Hồng dù gì tới giúp mình, nàng tốt bụng nhắc nhở. Người này rất mạnh, không thể khinh thường. Tiểu Hồng hừ nói. Ta tự có chừng mực, người lo chính mình được rồi, đừng gây thêm rắc rối cho chúng ta. Nguyệt biểu tình cực kỳ khó xem nhưng lòng cảm kích, nàng chắp tay nói. Vậy Hồng đại nhân hãy cẩn thận. Nguyệt nói xong chiêu bốn thần sát về lao vào sơn cốc. Lý Vân Tiêu cau mày, lòng thầm thở dài. Tính tình Tiểu Hồng hơi nóng nảy, dù gì khi ở thiên vũ giới nàng từng là thiên tôn giả quản lý vài thế lực lớn thế gia hải ngoại, khí thế mạnh mẽ bá đạo, khó thể ở chung với người. Lý Vân Tiêu nói. Nàng cẩn thận, người này không tầm thường. Tiểu Hồng gật đầu, nói. Vân Tiêu ca ca yên tâm, ta tự có chừng mực. Dù không địch lại cũng không chênh lệch nhiều. Dù sao hắn chiến đấu thật lâu,
hiện tại lực lượng không bằng trước kia. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Cố gắng là được, đừng rơi vào quá sâu. Tiểu Hồng thấy Lý Vân Tiêu quan tâm tâm mình thì lòng hân hoan ngọt ngào, nàng gật mạnh đầu nói. Ta sẽ tự lo mình, Vân Tiêu ca ca cũng đừng miễn cưỡng. Lý Vân Tiêu khẽ ừ, lắc người xuất hiện trên bầu trời cao giằng co với Tranh. Tranh hỏi. Giao lời di ngôn hết chưa? Lý Vân Tiêu giang hai tay đan trước mặt kéo căng gân cốt, xoay eo nói. Ta cảm thấy có cách càng ổn thỏa hơn giải quyết việc này, ví dụ ngồi xuống uống ly trà từ từ nó. Tranh gật đầu nói. Người nói rất có lý, tiếc rằng người ma giới chưa bao giờ uống trà, chỉ ăn nắm tay. Tranh chưa nói xong đã xông lên, đè ép không khí kêu két két như móng tay cào trên thủy tinh. Lý Vân Tiêu cảm giác màng tai nhức nhối, chớp mắt Tranh đã đến trước mặt đấm mạnh xuống. Cuồng phong rít gào, không gian bị tầng tầng đánh nát như có quyền lực từ bốn phương tám hướng ập đến. Khí thế khủng bố như thể quyết tâm một đấm lấy mạng Lý Vân Tiêu. Ầm 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 ầm. Cơ thể Lý Vân Tiêu tan nát nhưng những mảnh nhỏ háo thành lôi quang, tiếng nỉ đùng đầy trời rồi biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu không dám coi thường khi đối diện ma tôn, vì vậy lúc trước Tranh đánh lén một trường. Hiện tại một đấm bất ngờ cũng vì hắn đã sớm đề phòng nên mới tránh thoát. Đến đẳng cấp như ma tôn vì tôn nghiêm sẽ không đánh lén hoặc đánh bất ngờ. Nhưng pháp tắc rừng rậm trong ma giới càng tàn khốc và hiện thực, chỉ có mạnh ăn thịt yếu, được làm vua thua làm giặc, không quan tâm thủ đoạn gì. Lúc ở Thương Huyền Sơn Yết bị dục từ giữa hư không tập kích một đấm chấn trọng thương. Vì vậy khi Tranh xuất hiện là Lý Vân Tiêu luôn cẩn thận đề phòng, chưa bao giờ dám thả lỏng một giây. Tranh khẽ hừ. Hừ. Tranh biết Lý Vân Tiêu có chút thủ đoạn, gã tận mắt xem cuộc chiến Thương Huyền Sơn, cộng với các tin đồn cuộc chiến Thành Hồng Nguyệt gã đều nghe qua. Chính vì Lý Vân Tiêu khó chơi nên Tranh mới không muốn đánh nua, định thả tin tức ra ngoài để bộ tộc khác rơi vào dòng nước đục này, còn gã thì âm thầm ngư ông đắc lợi. Nhưng tính tới tính lui Tranh nằm mơ cũng không ngờ Lý Vân Tiêu đi thẳng tới bộ tộc của gã, còn cuốn vào chuyện Nguyệt Bộ. Tranh nhìn bốn phía. Ra đi, ngươi chiến một trận với ta, cứ muốn trốn tránh thế này mãi sao? Cách mấy chục trượng xung quanh toành là sấm sét lấp lóe trong hư không, liên tục biến ra thân hình Lý Vân Tiêu, chợt lóe rồi mất. Có trăm phân thân xuất hiện khiến Tranh không phân biệt được thật giả. Ta biết ngươi có thể khống chế được lục đạo ma binh, hãy lật hết con bài ra đi, không thì chẳng có tư cách chiến một trận với ta. Con ngươi Tranh có rút búng tay, một luồng ma khí vèo một tiếng bắn hướng khu lôi điện. Vì mới rồi Tranh ra tiếng quát nạt thì dao động lực lượng trong thân hình đó nhảy một chút. Tuy rất yếu, trong lôi quang đầy trời thì nó nhỏ bé không đáng kể nhưng vẫn bị Tranh nhạy bén bắt giữ được. Bùm! Lực lượng một chỉ bắn vào thân thể sét, biểu tình của Lý Vân Tiêu lộ nét kinh hoàng, hoảng sợ tợn to mắt. Tranh mừng rỡ! Quả nhiên, chết đi! Năm ngón tay chộp thu nạp tất cả ma khí xung quanh lại lâm không biến ra vầng trăng tròn chém tới. Xoẹt! Trăng tròn mới ra Tranh liền biến sắc mặt, mắt bắn tia kinh sợ. Vì thân sét đằng trước chợt cười tâu, thân hình từ từ khuếch tán, rõ ràng là giả. Cùng lúc đó, tất cả Tranh truyền đến hơi thở kinh khủng, dù là lòng dạ ma tôn cũng phải run rẩy. Lục đạo ma binh, Tranh không cần quay đầu lại, nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Chắc chắn Lý Vân Tiêu vận dụng lục đạo ma binh từ sau lưng tập kích gã. Tranh hét to một tiếng. Không có ma binh. Lại không có thực lực mạnh mẽ thì được ích gì. Năm ngón tay Tranh xòe ra, năm hạt châu hiện ra trong lòng bàn tay gã. Hạt châu tròn xoe liền thành một vòng kết tha ma ấn đánh ra sau lưng Tranh. Còn không bằng giao ma binh cho ta. Năm hạt châu đè sau lưng Tranh, vang mấy tiếng bùm bùm, hạt châu chụp lên A lại huyền việt nhốt chết nó, Tranh tiến thẳng tới, năm ngón chộp cán dìu chiến. Dù Tranh tu luyện bao nhiêu năm tháng, sau khi đến ma tôn thì tâm tình bình ổn, giờ phút này bắt giữ lục đạo ma binh vẫn khó nén hưng phấn, kích động trong mắt. Nhưng chỉ khoảnh khắc tay trái Lý Vân Tiêu cầm A Ma Luân Bảo, ngàn chim hót vang chém xuống. Tranh trợn to mắt, dị quang lấp lóe trong ma đồng biến ra hai luồng sáng bắn tới. Bùm! Mâu quang bắn vào A Ma Luân Bảo, khuếch tán, ma binh không chém xuống được. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Cái gì? Rõ ràng là đánh lén Lý Vân Tiêu lại bị động, người trước mắt không uổng là cảnh giới ma tôn. Tranh cười gằn, gã giơ tay trái không ngừng bắt ấn, lạnh lùng nói. Cẩn thận,
chiều này sẽ tiễn người xuống Yuosoi vàng. Tranh kết thủ ấn, các hạt châu hiện ra quanh thân như xếp thành hai kết trận thế hình vuông. Tranh hét to, túng bá thiên hạ kích. Ấn quyết vỗ tới, hạt châu ma trận bay lên cơn mưa đổ xuống. Lòng Lý Vân Tiêu thầm hoảng hốt, lập tức biến ra ba đầu sáu tay nhanh chóng bắt ấn. Trên hai ma binh phát ra khí âm trong trẻo kích động, vòng xoáy hiện ra bên cạnh Lý Vân Tiêu như mây đen bao trùm. Tranh biến sắc mặt, gã nhận ra nguy hiểm ập đến, tay càng tăng sức mạnh đổ ập xuống. Lý Vân Tiêu tợn to mắt lóe tia giác ngộ, quát to. Tinh Tuyền Bảo. Hai thanh ma binh phát ra âm rung kịch liệt như sắp bị lực lượng tinh tuyền kích phát. Tiểu Hồng chiến đấu bên dưới không kiềm được tim đập nhanh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ầm 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 ầm. Tranh dốc sức đánh một kích vào tuyệt kỹ tất sát của ma chủ như hai nắm đấm thịt đập vào miếng sắt. Bùm 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 bùm. Các hạt châu ma trận lần lượt nổ tung, nổ ra từng vòng ánh sáng. Hai người cùng nhận được sức mạnh khủng khiếp trùng kích, thoáng chốc bị đánh bay. Ma quang xuyên trời thấu đất, đâm thủng vũ trụ khung trời. Tranh biểu tình cực kỳ khó xem lộ vẻ khó tin, gã bị trùng kích đánh bay xa cả trượng mới miễn cưỡng cố định lại, ổn định thân hình. Lý Vân Tiêu như bị đạn pháo đánh bay không thấy bóng dáng, lao ra mấy trăm trượng. Lôi quang chợt lóe trên người Lý Vân Tiêu, biến mất, chủ động trốn vào vô hình. Tranh sầm mặt đề phòng bốn phía, lạnh lùng nói. Trốn tránh không phải điều cường giả nên làm. Thanh âm phản bác vang lên. Ha ha, được làm vua thua làm giặc. Trong mắt ta chỉ có người thắng và kẻ thua, chưa từng có kẻ yếu và cường giả. Thanh âm đến từ bốn phương tám hướng, mỗi âm truyền ra thì âm sau đến từ phạm vi không thể hiểu được. Nói xong một câu Tranh vẫn không thể phát hiện chỗ Lý Vân Tiêu ẩn núp, gã bực bội nói. Người đi ra, lại đỡ một chiêu của ta. Lần này chỉ có hai chữ đơn giản, vẫn không biết từ đâu truyền đến. Lý do, Tranh trầm giọng nói. Nếu ngươi có thể đỡ một chiêu của ta thì việc Nguyệt Bộ bỏ qua, bổn tọa đi ngay, từ nay mặc kệ Nguyệt Bộ tự sinh tự diệt, tuyệt không nhúng tay vào. Vừa rồi hai người đánh một kích kinh thiên động địa, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bầu trời. Tranh thốt lời khiến tất cả giật nảy mình, mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Nguyệt rất mừng nhưng nàng cũng lo không biết Lý Vân Tiêu có đỡ nổi một chiêu của Tranh không. Hiện tại xem ra Lý Vân Tiêu hoàn toàn trong thế yếu. Nếu có nắm chắc thắng thì hắn không cần trốn tránh làm gì. Đăng sắc mặt âm trầm, mắt lấp lóe tia căm ghét, không rõ trong lòng gã nghĩ gì. Y và Mễ biểu tình phức tạp nhìn lên trời. Thực lực của Tranh và Lý Vân Tiêu khó lược, Y và Mễ chỉ có thể ngước nhìn, khó mà phỏng đoán. Xẹt đùng. Đột nhiên một nơi lóe lôi u ăng, Lý Vân Tiêu từ giữa hư không hóa thân ra, lạnh lùng nhìn Tranh. Khoảnh khắc Lý Vân Tiêu hiện thân liền bị thần thức của Tranh tỏa định. Khó thể trốn tiếp. Nhưng Lý Vân Tiêu biết nếu Tranh đã nhận lời thì sẽ không đánh lén nữa. Lý Vân Tiêu lộ mặt làm Tranh ngạc nhiên, gã lạnh lùng cười. Ha ha ha, thật là ngông cuồng không có cuối, một kích vừa rồi cũng làm ngươi bị thương không nhẹ đúng không? Ngươi dựa vào cái gì đỡ được một chiêu của ta? Lý Vân Tiêu phủi bụi trên người, thản nhiên nói. Chuyện này thì Tranh đại nhân không cần lo, lời vừa rồi người tất cả bộ tộc đều nghe thấy. Tranh đại nhân và ta lấy một chiêu làm hạn định giải quyết việc Nguyệt Bộ. Tranh cau mày, gã chỉ định dùng kích tướng dụ Lý Vân Tiêu ra rồi một chiêu tiêu diệt hắn, nay đối phương tràn đầy tự tin, không biết hắn lấy đâu ra niềm tin lớn thế, dám nói có thể đỡ được một kích của Ma Tôn. Lúc trước tinh tuyền nổ, chắc chắn Lý Vân Tiêu đã bị thương nặng, e rằng khó thể sử dụng lục đạo ma binh, muốn đỡ một chiêu của Tranh là nằm mơ nói mớ. Tranh cười khẩy nói, nỏ mạnh hết đà. Nắm tay đánh không lại thì định dùng tâm kế sao? Lý Vân Tiêu xoay cổ tay, cười nói. Tùy ngươi nghĩ sao? Tranh sầm mặt quyết định. Được rồi, vậy một chiêu quyết định. Tranh giơ tay lên, quanh thân lại ngưng tụ rất nhiều hạt châu màu đen không ngừng phập phềnh từ trên xuống dưới. Phạm vi hạt châu ngưng tụ lớn hơn trước kia gấp mấy lần, uy năng tăng theo cấp số nhân. Không gian bốn phía gần như thành một vực, hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Tranh. Lý Vân Tiêu không nói một câu giơ tay lên, năm ngón tay khép hờ thành chảo. Kiếm khí bắn ra từ người Lý Vân Tiêu ngưng tụ thành một đoàn mông lung trong lòng bàn tay toát ra khí lạnh âm u. Con người Tranh co rút nhìn chăm chú vào đoàn kiếm khí, khóe môi cong lên, không để bụng. Mặt Lý Vân Tiêu dần nhăn nhó,
kiếm khí ngưng tụ càng nhiều trong lòng bàn tay thì hắn càng răng trợn mắt, thậm chí cơ thể run rẩy. Mắt tranh lóe tia trầm trọng. Đoàn kiếm khí màu trắng kia tuy hư vô mờ mịt nhưng bên trong như có thanh kiếm nhỏ đang từ từ ngưng tụ thành, kiếm ý kinh khủng bắt đầu khuếch tán theo. Bên ngoài kiếm khí bắt đầu có tử lôi hiển hiện, không ngừng hóa thành điện xà chấn vào hư không như thẻ chật vật chạy trốn trước kiếm quang. Rốt cuộc tranh biến sắc mặt, tiểu kiếm biến ra ba thước bảy tấc trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu, trong vắt như trăng. Thân kiếm không phải thực thể. Tuy chỉ là một ảo nhả nhưng hà quang xinh đẹp bắn ra như vị đế quân trong thiên hạ. Đó là kiếm gì? Người tranh run rẩy, trước kiếm thế đó gã hơi sợ hãi, nỗi sợ đã bao năm chưa từng xuất hiện. Một kiếm này nguy hiểm như có thể xẻ tranh ra. Khiến tranh càng hoảng sợ là kiếm uy không ngừng tăng lên như muốn từ hư thái ngưng thực. Giờ phút này kiếm khí đã hóa thành nước lũ chảy trên bầu trời, lấy Lý Vân Tiêu làm trung tâm lan tràn ra. Tất cả người ma tộc hoàn toàn biến sắc mặt, kinh khủng nhìn ngoài sơn cốc, không dám nhúc nhích chút nào. Tiểu Hồng và Đăng ngừng chiến đấu, biểu tình lo lắng nhìn Lý Vân Tiêu. Tiểu Hồng hiểu uy năng của nhát kiếm kia, cũng hiểu sau đó trạng thái của Lý Vân Tiêu sẽ rơi xuống đến cực điểm khó thể phục hồi trong lâu dài. Tranh hét to một tiếng. Dừng tay. Mặt Tranh hiện nét xấu hổ, cắn răng nói. Không cần thử chiêu này. Kiếm thế như vậy chắc chắn có thể đỡ thần thông chiêu này của ta. Đến đây thì ta sẽ không hỏi lại việc Nguyệt Bộ nữa, mặc kệ nó tự sinh tự diệt. Tranh thốt lời, trong ngoài sơn cốc giật mình. Đăng hoảng hốt kêu lên. Tranh đại nhân. Tranh chừng Đăng, hừ lạnh rút về thần thông, ma châu đầy trời hóa khí tán đi. Đăng mặt xám xịt, biết Tranh đã nói thì sẽ bỏ mặc việc Nguyệt Bộ thật. Mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch vội đánh tan kiếm trong tay. Nhưng cơ thể hắn không chịu nổi kiếm lực mang đến phản phệ, máu dâng lên cổ họng bị hắn cưỡng ép nuốt xuống tránh tỏ ra yếu thế trước mặt Tranh. Tranh sắc mặt âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu một lúc, hỏi. Vừa rồi là kiếm gì? Lý Vân Tiêu cười gian. Ngươi không cần biết. Câu này nằm trong dự đoán của Tranh, gã gật đầu nói. Ngươi là đối thủ đáng sợ. Mới rồi trước khi kiếm khí xuất hiện ta không thật sự xem ngươi là đối thủ nhưng bắt đầu từ bây giờ ngươi là địch thủ của ta. Lý Vân Tiêu hừ nói. Đa tạ cất nhắc. Tranh nói. Không phải ta cất nhắc ngươi mà vì ngươi thật sự có tư cách. Nhưng nhát kiếm vừa rồi chắc ngươi không chống đỡ được. Dù miễn cưỡng dốc hết sức cũng chỉ ra được một kiếm. Lý Vân Tiêu nói. Rồi sao, bây giờ người thua là ngươi. Tranh khẽ hừ, phất tay áo bỏ đi. Mấy bước đạp vào hư không, thân hình biến nhạt cho đến khi mất hút. Ma tộc trong ngoài sơn cốc ngơ ngẩn xem cảnh tượng đó, dường như không kịp phản ứng. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, Ma Tôn Tranh đã đi vậy sao? Một tiếng quát truyền khắp thiên địa, Nguyệt vung tay hét to. Đăng bộ đã mất đại thế, ai đầu hàng thì miễn cho khỏi chết. Kẻ nào ngoan cố chống cự, giết không tha. Ầm 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 ầm. Nguyệt cao giọng quát. 12 thần sát buông xuống mặt đất đạp bước đi hướng ngoài sơn cốc. Bàn tay khổng lồ của thần sát giơ nắm đấm như mưa rơi xuống bộ lạc của Đăng. Trong khoảnh khắc mọi người tỉnh táo lại, tâm tình và sĩ khí đổi chỗ. Trong cốc là phấn chấn hò reo giết ra ngoài cốc. Đại quân Đăng bộ binh bại như núi đổ, quân lính tan tác chạy ra sơn cốc. Đăng hoàn toàn biến sắc mặt, đâu dám ở lại lâu, gã xoay người hóa thành độn quang định trốn. Chợt hai đòn công kích cực mạnh từ đằng trước và bên cạnh ập đến hóa thành hai vòi rồng ánh sáng dung hợp lại, một màn sáng rắt ngang bầu trời cắt đứt đường đi của Đăng. Người ra tay là Y và Mễ. Đăng hoàn toàn biến sắc mặt, tức giận quát. Các ngươi muốn làm phản. Y thản nhiên nói. Được làm vua thua làm giặc, hiện giờ ngươi thua thì sao chúng ta còn cam lòng làm thuộc hạ của ngươi. Đăng lạnh lùng nói. Các ngươi muốn bắt trước Nguyệt, ngươi có bản lĩnh đó không? Đừng quên Tranh đại nhân chỉ mặc kệ việc Nguyệt Bộ chứ không nói sẽ buông tha đám phản đồ các ngươi. Hai người biến sắc mặt. Mễ thản nhiên nói. Chuyện này cũng dễ làm, chỉ cần hai bộ chúng ta nhập vào Nguyệt Bộ, Phụng Nguyệt làm tộc trưởng là được. Đăng trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Đăng giận dữ hét. Các ngươi thà rằng thị phụng nữ nhân đó làm chủ cũng không chịu làm thuộc hạ của bổn tọa sao? Mễ gật đầu, mỉm cười nói. Hai ta hiểu biết Nguyệt rất rõ, nhiều ít có tình cũ. Còn ngươi, chỉ biết mạnh mẽ ra lệnh và uy áp, hai chúng ta chịu đủ rồi. Y nhìn ánh sáng từ xa bay tới, nhìn thân hình thướt tha,
gã tràn đầy cảm xúc hỏi. Nguyệt đại nhân có chịu tiếp nhận hai bộ tộc chúng ta, từ nay lấy Nguyệt đại nhân dẫn đầu không? Nguyệt đã nghe ba người đối thoại, mừng rỡ nói. Vô cùng hoan nghênh. Y và Mễ thở phào, hai người nhìn nhau cười, người tuôn ra kình khí rót vào màn sáng bao vây đăng. Nguyệt lạnh lùng nhìn đăng. Đường cùng tận thế, trong thiên hạ không có chỗ cho ngươi dung thân. Ha ha ha. Đăng đột nhiên cười như điên, đáy mắt phụt qua tia tàn nhẫn, biểu tình độc ác nhìn ba người chằm chằm. Ba người vốn là thuộc hạ của phụ thân ta lại quay lưng làm phản, hôm nay muốn thí chủ, rồi sẽ có ngày chịu báo ứng. Y lạnh lùng nói. Vương giả hiện thì bộ tộc tụ, cây ngã thì khỉ tan vốn là đạo lý thiên cổ không thay đổi, người dựa vào cái gì dám nói là chủ của ba người chúng ta. Mễ hừ mũi. Kệ hắn đi, sắp đến xế chiều nên hắn điên rồi, nói nhiều với người điên làm gì. Mắt y lạnh băng, sát khí bắn ra. Hai người lập tức hóa thành luồng sáng bay nhanh, cùng ra tay, muốn lập công đầu để lấy chiến tích. Nguyệt điều khiển sáu thần sát áp sát, bắt ấn ngưng trưởng đánh vào người đăng. Khóe mắt đăng muốn tuét ra, tràn đầy căm ghét. Dù chết thì ta sẽ không để các ngươi dễ chịu. Cả người đăng bành trướng to gấp chục lần. Nguy rồi, hắn định tự bảo. Ha ha ha, chết hết đi. Ầm 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 ầm. Cơ thể đăng nổ tung, lực lượng khủng bố hóa thành vòng sáng đánh tan. Y và Mễ bị cuốn vào trước, hai người vội chống cự nhưng bị chấn tứ chi vỡ nát bay đi xa. Ánh sáng kia gặp ấn quyết của sáu thần sát, bị cản lại. Sáu thần sát hợp sức không ngừng đè ép dư chấn. Lý Vân Tiêu mắt lóe tia sáng, sáu thần sát chặn lại một kích kia đã bị vết thương không nhỏ. Trên thân hình như núi từ lòng bàn tay rậm rạp vết nứt lan tràn xuống. Nguyệt chịu đựng một kích phản phệ, có vài khiếu huyết trên người nổ tung, người bốc khói đen, ma sát không ngừng bay ra. Lý Vân Tiêu đáp xuống, quan tâm hỏi. Nguyệt đại nhân có sao không? Nguyệt lắc đầu, một tay bắt ấn ổn định vết thương tránh cho khuếch tán, nàng đưa ánh mắt cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu. Nguyệt nói. Đa tạ. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Chỉ theo như nhu cầu, không cần cảm ơn ta. Nguyệt gật đầu, lấy ra tuyển quang kính đưa cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mừng rỡ nhận lấy, cẩn thận quan sát. Tuyền quang kính có màu bạc trắng, thân kính dày chắc, mặt sau có phủ điêu nhô cao hoa văn mặt trời, trông linh lung tinh nhã, Lý Vân Tiêu yêu thích không buông tay. Đăng rớt đài, y và Mễ đầu vào, đại quân các bộ tộc còn lại không chịu nổi một kích, mảng lớn ma tộc bộ chúng trực tiếp quỳ trên mặt đất đầu hàng. Chưa đến nửa nén nhang tất cả chiến đấu toàn bộ kết thúc. Trên bầu trời và mặt đất toàn là ma khí cuồn cuộn. Trong ngoài cốc gập ghềnh. Lý Vân Tiêu cất đi tuyển quang kính, hắn nhìn phía dưới, thầm giật mình. Độ cứng mặt đất của ma giới hơn xa thiên vũ giới, chiến đấu cường đại như vậy nếu ở trong thiên vũ giới thì nguyên sơn cốc sớm bị san bằng. Bây giờ sơn cốc chỉ thủng lỗ chỗ chứ còn giữ nguyên hình dạng. Y và Mễ nhận sức tự bạo của đăng làm bị thương nặng, nhiều ma vật đê dai không ngừng từ trong người hàng giải ra ngoài. Nhưng hai người cố nén vết thương tiến lên đầu phục vào Nguyệt. Y, Mễ đồng thanh kêu lên. Kính chào Nguyệt đại nhân. Nguyệt thản nhiên liếc hai người, gật đầu nói. Hai vị không cần khách sáo, mau đi xuống chữa thân đi. Vâng, đa tạ Nguyệt đại nhân. Y và Mễ thở phào, khom người lui xuống. Lúc trước ba người là bằng hữu ngang hàng chớp mắt phân ra đẳng cấp tôn ti, Lý Vân Tiêu nhìn, mà thổn thức. Sắc mặt Nguyệt thì thản nhiên như thể vốn nên là vậy, nàng bình thản chấp nhận. Nguyệt nhìn Lý Vân Tiêu, cười nói. Lần này nhờ có Lý đại nhân ra tay, xin mời vào trong cốc nghỉ ngơi một lúc rồi ta mang đại nhân đi thành xạ tinh ngay. Trong sơn cốc tuy tan nát nhưng còn hiểu đại điện hoàn chỉnh, ít nhất có chỗ nghỉ ngơi. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Đại hội giao lưu vật tư đã bắt đầu thật lâu, ta không muốn chậm trễ nữa. Nguyệt nói. Vậy được, để ta điểm danh mấy người đi cùng đại nhân. Nguyệt không biết tại sao Lý Vân Tiêu vội vàng nhưng chắc có chuyện quan trọng, nàng không dám chậm trễ lập tức điểm danh mấy người, còn chiêu một con ma cầm to lớn đáp xuống trước mặt mấy người. Ma cầm bộ dạng đáng sợ nhưng ngoan ngoãn cúi cổ xuống làm thang leo. Đám người Lý Vân Tiêu đứng trên ma cầm, lưng rộng rãi cảm giác như dẫm trên đất bằng. Nguyệt đơn giản dặn dò tộc nhân khác rồi thúc giục ma cầm đập cánh bay, chớp mắt lướt qua vạn dặm bay đi thành xạ tinh. Mấy canh giờ sau rời khỏi vùng núi. Bắt đầu xuất hiện cảnh bình nguyên. Thực vật ma tộc thấp bé trải dài vô tận dưới a đất,
nhiều ma tộc đê dài khó khăn sinh sống trong đó. Không lâu sau đằng trước xuất hiện một tòa thành trì to lớn. Tường thành cao lớn hùng vĩ, kiến trúc bên trong khác với Nguyệt Bộ thấp bé, toàn là gác cao gần như xi ớ bằng đá, trông như không thể phá vỡ, dù những nơi gần vòng ngoài thì phòng ốc vững chắc, giao thông thuận tiện. Nhiều ma tộc tới lui trong cửa thành, dòng người như nước ngựa như rồng. Ma cầm đáp xuống ngoài thành. Nguyệt nói, đại nhân đi theo ta. Đám thuộc hạ lập tức tiến lên phía trước mở đường, đẩy đám đông sang hai bên. Người đi đường liếc nhìn, vẻ mặt tức giận. Những đám ma tộc quét thần thức qua đoàn người Nguyệt Bộ thì ỉu xìu, chủ động tránh sang hai bên. Nguyệt nói, thành Xạ Tinh là chủ thành Tranh Bộ, Tranh đại nhân cũng cư ngụ bên trong. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Nói vậy là chúng ta đã vào phạm vi Tranh theo dõi, có khả năng sẽ gặp phải. Nguyệt cười đáp. Khả năng rất thấp, tuy Tranh đại nhân ngủ tại đây nhưng nơi tu luyện thì không phải chỗ này, dù sao thành chỉ phồn hoa như vậy tuy ma khí dồi dào nhưng không thích hợp tu luyện. Dù có mật thất cũng nằm ở sâu tận lòng đất. Hai người nói chuyện, Tử sớm nhận được tin tức một đám người chạy tới cửa thành nghênh tiếp. Tử vẻ mặt hưng phấn nói. Ta có nghe nói cuộc chiến Nguyệt Bộ, đa tạ Lý đại nhân ra tay cứu giúp. Tử không ngờ gã tùy ý mang một người về tộc lại gợi lên tác dụng to lớn như vậy, gã kích động khó thể kiềm chế. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhẹ khinh gật đầu xem như chào hỏi. Nguyệt nói, đừng dài dòng nữa, mau đưa Lý đại nhân đến hành quán nghỉ ngơi, báo cáo tình huống mấy ngày qua đi. Tử đi trước dẫn đường, dọc đường nhiều người qua lại, bọn họ đi không nhanh. Lý Vân Tiêu nhìn quanh, tình hình đường cái không khác nhiều với Thiên Vũ giới. Tuy lạc hậu rất nhiều nhưng có cửa hàng, các loại hóa rực rỡ muôn màu. Hàng rong thì bày từ đầu đường đến cuối ngõ. Nhiều thương nhân kéo khác, khách thì trả giá. Nam nhân dắt thê, phụ thân dắt nhi. Có thanh niên quý tộc kêu bằng gọi hữu tụng năm tụng ba. Cảnh tượng hòa bình phồn hoa khiến người ngạc nhiên. Dù sao tiếp xúc với Nguyệt Bộ khiến Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng Đổi mới hiểu biết về ma tộc, nhưng khó tẩy trắng hình tượng hung ác hiếu chiến. Đi hơn nửa ngày mới đến hành quán của Nguyệt Bộ. Hành quán vẫn là phong cách Nguyệt Bộ, lầu các rộng cỡ cung điện, trước cửa cờ bay phấp phới, bức tường đầy phù điêu hoa văn chim thú. Tử dẫn đoàn người vào đại sảnh, chờ tất cả ngồi ổn định gã dâng lên mấy ngọc giản. Đây là bản đồ ma giới ta thu thập được mấy ngày nay nhưng rất thô sơ, có miêu tả đơn giản về băng vực tuy nhiên không kỹ càng. Lý Vân Tiêu xem ngọc giản. Bề ngoài khác biệt không lớn với Thiên Vũ giới nhưng có màu đỏ sậm, dường như chất liệu hơi khác. Lý Vân Tiêu cầm một ngọc giản lên, lòng bàn tay cảm giác lạnh lẽo thấm vào ruột gan. Thần thức quét vào trong, cảnh tượng, mênh mông in trong đầu Lý Vân Tiêu, vô số địa danh và đánh dấu làm hắn hoa mắt không kịp nhìn. Lý Vân Tiêu xem một lúc rồi giật mình kêu lên. Đây là bản đồ Tranh Bộ, rộng lớn vậy. Tử cười nói. Bản đồ này chưa đầy đủ. Dù là lĩnh vực của tám ma tôn cũng chỉ là địa giới chủ yếu của ma giới, có nhiều hoang vực không ai thăm dò, bên trong tồn tại nhiều hồng hoang cự ma cường đại khiến người chùn bước. Lòng Lý Vân Tiêu máy động hỏi. Ma giới có một tồn tại tên là Kình Thiên Cự Ma, có thể tìm vật đó ở đâu? Các ma biến sắc mặt. Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Lý đại nhân từng gặp Kình Thiên Cự Ma. Lý Vân Tiêu gật đầu, kể sợ trong cuộc chiến thành Hồng Nguyệt đã đánh nhau với tám Kình Thiên Cự Ma. Các ma trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau, khó thể miêu tả nỗi lòng sợ hãi và giật mình. Nguyệt há hốc mồm, ngơ ngẩn nửa ngày mới nói. Không ngờ cuộc chiến khe nứt Thương Huyền Sơn năm bộ tộc sử dụng tám Kình Thiên Cự Ma, cuối cùng còn thua, thật khó tưởng tượng. Tử nuốt nước miếng. Chắc vì liên quan giới lực Thiên Vũ giới, không thì tám Kình Thiên Cự Ma tương đương thực lực ma tôn, đặt trong ma giới có thể càn quét tất cả lực lượng. Nguyệt trầm trọng gật đầu nói. Kình Thiên Cự Ma thuộc mạch ma tộc Thái Cổ, dù là tám ma tôn cũng khó thể khống chế. Lúc trước chúng ta cho rằng lý do Thương Huyền Sơn thua trận vì ma tôn không đoàn kết, làm theo ý mình, hơn nữa mỗi người tự giữ sức mạnh. Bây giờ xem ra sự thật không giống vậy. Tiểu Hồng cười khẩy nói. Một ma tôn chết ở Thiên Vũ giới mà còn bảo là giữ lực lượng. Lý Vân Tiêu nhớ lại tình hình hôm đó, mắt bắn ra tia sáng lạnh lắc đầu nói. Năm ma tôn hợp sức nếu không bị giới lực áp chế lại cộng thêm tám Kình Thiên Cự Ma đúng là có thể càn quét nguyên Thiên Vũ giới. Tiếc rằng giới lực có ở khắp nơi, muốn xâm phạm người khác phải tùy thời chuẩn bị trả giá đắt. Nguyệt hùa theo. Lý đại nhân nói rất đúng,
Ta cực kỳ không đồng ý việc xâm nhập thiên vũ giới, tiếc rằng một người lời nhẹ, không có cách nào. Nhưng ta có thể hứa với Lý Đại Nhân Miễn Nguyệt còn ngày nào thì toàn bộ Nguyệt Bộ sẽ không bước vào thiên vũ giới một bước. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Vậy xin đa tạ Nguyệt Đại Nhân. Lý Vân Tiêu hiểu Nguyệt nói vậy chỉ vì muốn làm thân, với sức mạnh Nguyệt Bộ không là gì trong toàn ma giới, có xâm nhập hay không chẳng ảnh hưởng địa cục. Tiếp theo Lý Vân Tiêu xem sơ mấy khối ngọc giản, đều là bản đồ giải rác, hiếm có hoàn chỉnh. Nhưng trong đó có vài quyển kèm theo giới thiệu nhiều phong cảnh nhân văn khiến hắn hiểu biết sơ tình huống ma giới. Tiểu Hồng không kiềm được khẽ thở dài. Hèn gì mấy năm qua người thiên vũ giới hiểu biết rất ít về 19, bản thân ma giới còn không có bản đồ hoàn chỉnh và tư liệu tỉ mỉ. Nguyệt nói, không phải không có mà vì mấy thứ đó vô cùng quý giá trong ma giới, chỉ số ít người ở đỉnh cao mới nắm giữ được, ví dụ tranh đại nhân. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Muốn lấy những tài liệu đó từ tay tranh là không thể nào, phải xem trên đại hội giao lưu vật tư có tìm được thứ tốt gì không. Tử Vội nói. Đại nhân yên tâm, mấy ngày qua chúng ta không ngừng một giây đi khắp nơi tìm kiếm bản đồ, đã thả ra tiếng gió thu mua với giá cao gấp mấy lần trong chợ. Lý Vân Tiêu gật gù cười khen. Thế thì tốt, xin nhờ Tử đại nhân. Tử vừa mừng vừa sợ rối rít nói. Nên làm vậy. Nguyệt nói với Tử. Những người ta mang đến toàn bộ thuộc về người quản, khiến bọn họ vào hội giao lưu đi thu thập,